Phụ nhân âm trầm nhìn qua An Thi Đình rồi nói. Lục Lâm Thiên quả thực bất phàm, nếu như con có thể ở cùng hắn thì có thể chân chính được coi là hóa thành phượng hoàng bay lượn trên không trung. Mẫu tử chúng ta về sau đừng nói là ở trong vô sắc thế giới, coi như là ở trong cả thượng thanh đại thiên thế giới cũng có trọng lượng không nhỏ. Mẫu thân, Lục Lâm Thiên kia dường như rất khó dụ. Con mắt tràn ngập sự đố kỵ, ghen ghét của An Thi Đình chấn động, khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Bất quá con cũng không tin có nam nhân nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn ta con, sớm muộn con cũng sẽ khiến cho hắn quỳ gối trước váy con. Trong thạch thất u ám, toàn thân An Thi Giao bị cấm chế, đôi mắt vốn như ngọc thạch lúc này đã tràn ngập vẻ ảm đạm, nguyên lực bị cấm chế, khí tức suy yếu tới cực điểm. Mà thân hình nàng vô cùng thê thảm, lúc này bị ngâm mình trong một cái ao nhỏ, hai tay bị khóa sắt kéo về phía sau, thân hình vốn trắng nõn lúc này lại tràn ngập vết máu tươi, trên mặt, trên ngực, trên bụng đều có vết máu tràn ra, rút ra, chóc thịt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cái ao, thân hình động lòng người lúc này vô cùng thê thảm. Phanh phanh, bên cạnh cái ao, một người dường như là tỷ nữ có tu vi phá giới cảnh trẻ tuổi đang cầm một thanh trường tiên sắc bén mang theo huyết thủy trong ao không ngừng hung hăng quất vào thân hình tràn ngập vết thương của An Thi Giao. Máu tươi nhuộm đỏ cái ao nhỏ, mỗi lần trường tiên đánh xuống thân hình An Thi Giao đều khiến cho thân hình mềm mại của An Thi Giao không ngừng run rẩy, thế nhưng lại vô lực kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Xem ra, loại tra tấn thê thảm này An Thi Giao đã phải chịu đựng vô cùng lâu. Oanh! Bên ngoài thạch thất u ám, cánh cửa có cấm chế dày đặc mở ra, An Thi Đình chậm rãi đi tới, tỷ nữ kia lập tức cung kính lùi sang một bên. Hừ, tiện tỳ, lúc này xem ngươi còn tư cách gì đoạt với ta. Nhìn bộ dáng thê thảm của An Thi Giao lúc này, trong mắt An Thi Đình không có bất kỳ sự thương cảm nào, ánh mắt âm hàn, khóe miệng nở nụ cười lạnh, lập tức thỏa mãn nói với tiện tỳ kia. Chậm rãi quất cho ta, quất chết mới thôi. Đoán chừng tiện tỳ này cũng không chịu đựng được bao lâu nữa, sắp chết thì nói cho ta biết. Đừng để cho linh hồn phân thân và hồn anh của nàng ta chạy trốn, thực lực của ngươi còn chưa diệt được linh hồn của tiện tỳ này. Vâng, đại tiểu thư. Tỳ nữ kia cung kính đáp, lúc này An Thi Đình mới thỏa mãn rời khỏi thạch thất. Thải Vân Thương Hội ở trong cả vô sắc trung thiên thế giới là một thương hội không kém, có thể nói là gần bằng Kỳ Phong Thương Hội cũng không quá, mà đây cũng là sự thật. Cửa hàng của Thải Vân Thương Hội ở trong thành vô sắc có không ít, mà đại bản doanh chân chính, mọi người đều biết là ở trong sơn mạch Thải Vân, trong sơn mạch Ba La có một ngọn núi trùng điệp, chung quanh có những ngọn núi cao ngất trong mây cùng với những cánh rừng bao la, bạt ngàn. Tuy rằng Thải Vân Thương Hội ở trong sơn mạch, thế nhưng trong sơn mạch này có vô số trạm gác ngầm, một khi có người tiếp cận sẽ lập tức bị phát hiện ra. Cho nên nếu như có người nào muốn trà trộn vào trong đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội mà nói, cũng khó có thể làm được. Trong đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội, kiến trúc liên miên không ngớt, không ít đệ tử An gia cùng với tộc nhân họ hàng xa gần, đệ tử Thải Vân Thương Hội cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, xem như cũng rất đông đúc. Cường giả trong Thải Vân Thương Hội cũng khá nhiều, khiến cho Thải Vân ở trong cả vô sắc trung thiên thế giới cũng là tồn tại nổi danh. Không ít tiểu thế lực thường ngày đến đây nịnh bợ cũng nhiều vô số kể. Nhưng đột nhiên gần đây Thải Vân Thương Hội lại đột nhiên vắng vẻ hơn không ít, người tới nịnh nọt Thải Vân Thương Hội đều chuyển hướng sang Phi Linh Môn. Thải Vân Thương Hội vốn không phải là sự lựa chọn tốt nhất, cho nên người hiện tại tới đây nịnh nọt cũng càng ngày càng ít. Oanh! Trong sơn mạch yên tĩnh, đột nhiên phía xa truyền đến vô số tiếng xé gió, vô số tiếng xé gió hội tụ lại một chỗ khiến cho cả không gian run run từ phía xa. Lập tức giữa không trung xuất hiện mấy trăm khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ đột nhiên ngang trời xuất hiện, khí tức sắc bén áp bách cánh rừng bao la bạt ngàn phía dưới, tạo thành chấn động, sóng to gió lớn. Ầm ầm. Theo đám khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ này xuất hiện, từ bốn phía chung quanh sơn mạch lại xuất hiện thêm vô số khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ khác. Khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ cùng với trên trăm khôi lỗi tọa giá vừa rồi tạo thành đội hình ước chừng gần 400 khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ. Mỗi một đầu khôi lỗi tọa giá đều có tiêu chí của Phi Linh Môn hiện tại, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra đây là khôi lỗi tọa giá của Phi Linh Môn. Gần 400 khôi lỗi tọa giá hiện lên, mang theo thanh thế mênh mông cuồn cuộn phóng về phía ngọn núi trùng điệp phía trước, khí thế rõ ràng không có ý tốt, cũng không có chút khách khí nào. Trong sơn mạch này, không ít trạm gác ngầm của Thải Vân Thương Hội nhìn thấy động tĩnh mênh mông cuồn cuộn trên không trung lập tức há hốc mồm không nói được lời nào. Sắc mặt lập tức trắng bệch, ngừng một chút rồi lập tức bóp nát ngọc giản truyền tin. Ầm ầm.
Một lát sau, mấy trăm khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ của Phi Linh Môn đã xuất hiện trước sơn mạch Liên Miên, từng đạo thân ảnh từ trong khôi lỗi tọa giá nhảy ra. Ban đầu là hơn 10 đạo thân ảnh, sau đó là mấy trăm, lại hơn ngàn, tuy rằng ít thế nhưng đội hình ngay ngắn, không có chút hỗn loạn nào, trong chớp mắt ngắn ngủi đã chỉnh tề đạp không đứng lơ lửng. Vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt, ước chừng gần 20 vạn người, cùng với mấy trăm đầu khôi lỗi tọa giá khổng lồ, gần như là che khuất bầu trời, lơ lửng trên không trung. Từng đạo thân ảnh tràn ngập khí tức sắc bén, khí tức này nếu như chỉ có một mình có lẽ cũng không quá mạnh, thế nhưng 20 vạn khí tức hội tụ khiến cho cả không trung nhất thời gió nổi mây phun, run run không ngớt. Người thải vân thương hội, cút ra đây cho ta. Ngay khi người của Phi Linh Môn đạp không đứng lơ lửng giữa không trung, âm thanh gào thét của Địa Long mang theo nguyên lực bàng bạc cuồn cuộn, quanh quẩn trên không trung. Tiếng quát lớn như vậy xen lẫn nguyên lực lập tức quanh quẩn trong không trung, tràn vào trong mỗi một góc của Thải Vân Thương Hội, vô số người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía không gian phong vân biến sắc xa xa, khí tức sắc bén kia xuyên thấu không gian thẩm thấu tới khiến cho lòng người rung động, tự nhiên bị áp bách cực lớn. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Cả đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội chỉ trong thoáng chốc hỗn loạn một mảnh, cùng lúc này, trong không trung, vô số thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm phóng ra. Trong giây lát không ít thân ảnh xuất hiện trước ngọn núi trùng điệp, sau lưng còn có không ít tiếng xé gió không ngừng vang vọng. Nhìn khí thế mênh mông cuồn cuộn không có ý tốt kia, sắc mặt cả đám tái nhợt. Một nam tử trung niên dẫn đầu mặc trường bào nhạt, bộ dáng có chút khí khái hào hùng, đôi mắt đen nhánh. Nhìn qua đệ tử Phi Linh Môn thanh thế mênh mông cuồn cuộn cùng với đám người Lục Lâm Thiên, sau khi kinh hãi, cố nén sự nghi hoặc trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn đám người Lục Lâm Thiên nói. Thì ra là Lục trưởng môn và chư vị Phi Linh Môn đại giá quang lâm, không biết tại sao chư vị lại tới Thải Vân Thương Hội, và không biết chư vị có gì chỉ bảo. Lục Lâm Thiên đạp không đi tới, sau lưng chính là mấy chục thành viên của hộ hoàng đội thu liếm khí tức. Chức trách của hộ hoàng đội chính là thủ hộ chiến hoàng. Loại trường hợp này đương nhiên phải đi theo, hai bên trái phải đều là cường giả và đệ tử hạch tâm trong Phi Linh Môn. Nhìn An Thế Hải, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không khách khí với An Thế Hải, khuôn mặt âm trầm thậm chí còn mang theo vài phần hàn ý, nói. An Thế Hải, giao ra Điêu Linh Tuệ và An Thi Đình, nếu không ta sẽ khiến cho Thải Vân Thương Hội biến mất trên cõi đời. Lục trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu nữ cùng với phu nhân ta có hiểu lầm với Phi Linh Môn hay sao? Thải Vân Thương Hội ta gần đây giao hảo với Phi Linh Môn, ta còn đang muốn đi tới Phi Linh Môn chúc mừng Lục trưởng môn chiến thắng từ khu vực liệp tràng của Vạn Thế Đối Quyết A. An Thế Hải tuy rằng cũng là cường giả niết bàn cảnh, thế nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên trở mặt không chút khách khí cũng đã có chút sợ hãi. Nghe khẩu khí của Lục Lâm Thiên, trận thế đằng đằng sát khí của Phi Linh Môn dường như cũng không phải vì Thải Vân Thương Hội lao tới, mà là vì Điêu Linh Tuệ và An Thi Đình, điều này cũng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi còn mặt mũi hỏi vậy sao? Lục Lâm Thiên âm trầm quát lớn. Gia chủ! Hoàng chấp sự nhanh chóng chạy tới. Hoàng chấp sự, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi ở trong thị hoang thế giới sao? Nhìn thấy Hoàng chấp sự, An Thế Hải sững sờ, càng thêm kinh ngạc. Gia chủ, nhị tiểu thư mất tích rồi, nói rất dài dòng. Thế nhưng có lẽ có quan hệ với phu nhân và đại tiểu thư. Hoàng chấp sự nói với An Thế Hải, mấy ngày nay hắn cũng không dám tìm An Thế Hải, hắn rất rõ ràng địa vị của An Thế Hải trong Thải Vân Thương Hội, tuy rằng có thể quản thương hội thế nhưng lại không thể quản gia đình, cho dù An Thế Hải có biết việc này sợ rằng sau khi An Thế Hải biết cũng sẽ đánh rắn động cỏ, rất có thể còn khiến cho nhị tiểu thư càng thêm nguy hiểm. Cái gì? An Thế Hải nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến. Việc này hắn hoàn toàn không biết rõ, hắn lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, việc này ta hoàn toàn không biết rõ, ta sẽ lập tức đi hỏi thăm, có kết quả sẽ nhanh chóng thông báo cho Lục trưởng môn. Lục trưởng môn thấy thế nào? Lục Lâm Thiên nghe vậy, khuôn mặt vẫn âm trầm, ánh mắt tràn ngập hàn ý, nói. Không cần, ta tự mình đi vào tìm, người không liên quan lùi ra cho ta là được. Lục trưởng môn, chuyện này không thích hợp lắm a. Ánh mắt An Thế Hải khẽ biến đổi, ý của Lục Lâm Thiên chính là tự mình nhúng tay vào chuyện của An gia hắn, tiến vào trong Thải Vân Thương Hội, đặc biệt còn mang theo mấy chục vạn đệ tử đằng đằng sát khí lao tới. Chuyện này khiến cho hắn không thể không đề phòng, đây có lẽ là Lục Lâm Thiên muốn mượn cơ hội làm gì đó cũng không nhất định.
Lục Lâm Thiên nhìn An Thế Hải, hàn ý tràn ra, thản nhiên nói. Đệ tử Phi Linh Môn nghe lệnh, lật tung Thải Vân Thương Hội tìm ra An Thi Đình và Điêu Linh Tuệ, ai dám ngăn cản giết không tha. Giết! Từng đạo âm thanh lạnh lẽo sát phạt lập tức vang vọng trong không trung, mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn lập tức có hành động. Đệ tử Thải Vân Thương Hội mang theo sự hoảng sợ không ngừng xuất hiện, đối mặt với khí thế sát phạt của đệ tử Phi Linh Môn như vậy sắc mặt cả đám trắng bệch. Tuy rằng thực lực của Thải Vân Thương Hội không yếu, cường giả cũng không ít, thế nhưng cho dù là ai cũng biết, hiện tại trong Phi Linh Môn có Lục Lâm Thiên, có Thái A, Kim Viên, không phải là người mà Thải Vân Thương Hội có thể chống cự. Ầm ầm, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạch, Âm Quỷ, Phạm Thống cùng với những người khác phất tay, hư không run lên, mấy chục phi hổ chiến hạm xoay quanh hư không, đại bộ phận đều là phi hổ chiến hạm tam cấp. Mà phía trước đều là phi hổ chiến hạm tứ cấp mà những năm này đám người âm quỷ, thiên su, thiên tuyền, vấn thân mạc luyện chế ra. Dưới niết bàn cảnh, sợ rằng khó ai có thể ngăn cản phi hổ chiến hạm oanh kích. Nhìn mấy chục phi hổ chiến hạm, đệ tử Thải Vân Thương Hội tự nhiên run sợ, hộ hoàng đội sau lưng Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức kinh khủng trên phi hổ chiến hạm kia cũng âm thầm rung động. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Bạch Kinh Đường, âm quỷ, vấn thân mạc. Viêm hỏa nhảy ra khỏi phi hổ chiến hạm, phóng về phía Thải Vân Thương Hội. Phi hổ chiến hạm lơ lửng trên không trung, sắc mặt An Thế Hải đại biến, thế nhưng hắn cũng không dám ngăn cản, hắn có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người Lục Lâm Thiên. Chư vị phi linh môn đại giá quang lâm, lão hủ An Song Dương đến chậm, mong chư vị thứ tội. Một đạo âm thanh vang vọng, một lão giả mặc áo bào màu xám đáp xuống, bộ dáng chừng 70, ánh mắt sáng ngời. Toàn thân có khí tức ẩm ướt lan tràn, tự dưng khiến cho không gian chung quanh biến hóa, rõ ràng đã tới niết bàn cảnh. An Song Dương, niết bàn cảnh cao giai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, An Song Dương chính là phụ thân của An Thế Hải, cảm nhận khí tức người này, không ngờ lại là niết bàn cảnh cao giai, nhưng Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức trên thân người này, dường như cũng không quá ổn định, so với người có tu vi niết bàn cảnh cao giai bình thường, khí tức có không ít khác biệt. Vị này nhất định là trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn A, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự. Lão hủ có lễ. An Song Dương nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt có chút cung kính, ánh mắt âm thầm ngưng trọng. Còn định trốn tránh sao? Tự mình xuất hiện là tốt nhất, chẳng lẽ còn đợi ta mời ngươi đi ra hay sao? Lục Lâm Thiên nhìn An Song Dương, căn bản không có để ý tới mà ánh mắt chăm chú nhìn về phía ngọn núi khổng lồ cao Vê Upsilon T trong mây. Thực lực của Lục trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ Bôn Thiên bái kiến Lục trưởng môn. Trên ngọn núi, sau khi Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức có ba đạo thân ảnh lướt tới, sau mấy cái lách mình, ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Dẫn đầu là một lão giả tuổi chừng 60, xấu xí, ánh mắt lại sáng ngời, thâm thúy. Bên cạnh là một phụ nhân vẻ mặt âm trầm, còn có một nữ tử mỹ mạo, người này chính là đại tiểu thư Thải Vân Thương Hội An Thi Đình. Ba người này xuất hiện, trong Thải Vân Thương Hội có không ít người lặng lẽ đi tới sau lưng ba người, còn có một ít người có chút do dự. Lục trưởng môn, kia chính là Đoạn Linh trưởng cùng với Đoạn Linh Tuệ, An Thi Đình. Hoàng chấp sự nhìn ba người kia sau đó lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đã sớm nhìn qua ba người, Đoạn Linh trưởng này có tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, loại thực lực này quả thực không thấp. Trong cả 3000 đại thiên thế giới cũng được coi như cường giả. Thi Đình, muội muội của con đâu? Chuyện này có quan hệ với con không? Nhìn thấy An Thi Đình, An Thế Hải lập tức hỏi nàng ta. Ánh mắt An Thi Đình khẽ biến đổi, nói: "Phụ thân, không phải muội muội ở trong thị hoang thế giới sao? Tại sao còn hỏi con?" "Thi Đình, con nói cho ta biết, việc này có quan hệ với con hay không?" An Thế Hải lần nữa nghi hoặc hỏi: "Phụ thân, con căn bản không biết xảy ra chuyện gì." Rốt cuộc là thế nào vậy? An Thi Đình có chút nghi hoặc hỏi. An Thi Đình, ta cho ngươi thời gian ba tức, giao ra An Thi Giao. Khi Lục Lâm Thiên nói xong, thân ảnh đã đi tới trước người An Thi Đình, ánh mắt nhìn thẳng vào An Thi Đình. Lục trưởng môn, chuyện Thi Giao quả thực ta không biết. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt An Thi Đình hiện lên vẻ mị hoặc. Loại nữ nhân như ngươi có tư cách gì khoe khoang làm dáng trước mặt ta? Ngươi không nói vậy thì ta sẽ tự mình động thủ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khẽ phất tay một cái, một đạo chảo ấn xuyên thủng không gian chụp về phía An Thi Đình.
Lục trưởng môn bất giận, Thi Đình không hiểu chuyện, mong Lục trưởng môn thông cảm. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên ra tay, Bôn Thiên biến sắc, quanh thân lập tức có chấn động lan tràn ra. Một đạo chảo ấn mang theo linh hồn chấn động ngăn cản Lục Lâm Thiên. Chỉ là ngăn cản mà thôi, cũng không dám chống lại. Chết đi cho ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, đạo chảo ấn trên không trung hóa thành trường ấn. Trong sát na này, khí tức giống như thời không loạn đột nhiên lan tràn ra toàn bộ sơn mạch bao la. Oanh! Ở giữa thiên địa đột nhiên run rẩy, cả không trung rung chuyển, đột nhiên chuyển thành phong vân biến sắc. Mây đen dày đặc bỗng nhiên tuôn ra, trong thoáng chốc thiên địa như lâm vào trong bóng tối. Khí tức năng lượng vô hình đột nhiên chấn động rồi hàng lâm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, cả không gian nổi lên gợn sóng không gian giống như thời gian loạn. Từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra giữa không trung, khí tức giống như hủy diệt tràn ra, khí tức này giống như khiến cho vạn vật không còn, thiên địa bị hủy diệt. Ầm ầm. Trong sát na, dưới ánh mắt hoảng hốt của Đoạn Linh Trưởng, trưởng ấn Lục Lâm Thiên ầm ầm lao thẳng vào trưởng ấn của Đoạn Linh Trưởng, hung hăng va chạm. Hai đạo trưởng ấn va chạm, không gian chung quanh vặn vẹo rồi sụp đổ. Thiên địa lung lay giống như sắp đổ, núi non chung quanh rung động, thiên băng địa liệt, cả sơn mạch tự nhiên rạn nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Lục trưởng môn tha mạng, ta sẽ bảo hai đứa chúng nó giao ra An Thi Giao. Trưởng ấn của Đoạn Linh Trưởng bị đập nát, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, sợ hãi, muốn nhanh chóng thoát thân, chỉ tiếc hắn hoàn toàn không ngờ, Lục Lâm Thiên vừa mới ra tay chính là sát chiêu, căn bản không có ý định buông tha hắn. Phanh phanh. Dưới trưởng ấn, Đoạn Linh Trưởng căn bản không có cách nào thoát thân, không gian chung quanh sơn băng địa liệt, cả phiến không gian dưới trưởng ấn này bị đập nát thành cho tàn. Từ đỉnh núi tới mặt đất của một ngọn núi khổng lồ dưới dư âm của trưởng ấn dễ dàng hóa thành mảnh vỡ, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất chấn động, điên cuồng nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm ầm. Đoạn Linh Trưởng ở trong không gian bị hủy diệt. Tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong thế nhưng ngay cả linh hồn phân thân cũng không có cách nào chạy ra. Thân ảnh nứt vỡ từng khúc, thần hồn câu diệt, một khắc cuối cùng này hắn có hối hận cũng đã muộn. Hắn đã bị một trưởng của Lục Lâm Thiên đập chết. Siêu siêu. Năng lượng khủng bố, hủy diệt khuếch tán, bao phủ toàn bộ thiên địa, vô số ánh mắt chung quanh ngây ngốc như phỗng. Hít. Ực. Nhìn qua tất cả chuyện này, vô số ánh mắt chung quanh ngây ngốc một phen, cả đám há hốc mồm. Tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh và nuốt nước bọt không ngừng vang vọng trong không gian. Một người có tu vi niết bàn cảnh cao giai trong vòng một cái tát đã bị đánh chết, muốn làm được điều này cần thực lực khủng bố bực nào. Trong hộ hoàng đội, Vu Mã Tam tới cùng với hai người vô tướng hoàn toàn run động. An Song Dương, An Thế Hải cùng với người An gia toàn thân run rẩy, cảm thấy lạnh lẽo. Hai người An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ thấy vậy bị dọa cho toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tiện thì, tới đây cho ta, ngày hôm nay cho dù là ai cũng không cứu được các ngươi. Lục Lâm Thiên đánh chết Đoạn Linh Trưởng, cũng không có một chút trì hoãn nào mà bước ra một bước. Hai đạo chảo ấn phá không, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ. Chảo ấn lập tức đánh vào đầu An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, một đạo lưu quang quỷ dị lập tức bắn ra. Phụ thân, cứu con. Lục trưởng môn, tha mạng. An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ bị dọa cho biến sắc, toàn thân run rẩy, lớn tiếng cầu xin tha mạng và cầu xin cứu mạng với Lục Lâm Thiên và An Thế Hải. A hát! Trong chớp mắt ngắn ngủi, nhị nữ đồng thời kêu thảm thiết, trong linh hồn truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thê thảm vang vọng. Dù nhị nữ kêu la, người của Thải Vân Thương Hội phía sau lại không dám nhúc nhích một chút nào, cả đám nhìn nhau, vô cùng kinh hãi, từ sâu trong linh hồn cảm thấy lạnh lẽo. Nghe tiếng kêu thảm thiết của hai người An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, khuôn mặt An Thế Hải co rúm lại. Nhưng hắn cũng không dám tiến lên, trong lòng dường như đã nhìn thấy thứ gì đó. Có lẽ An Thi Giao mất tích có quan hệ với An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, tình huống bên trong làm sao hắn không rõ cơ chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, từ trong linh hồn của hai người An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật mà biết được. An Thi Giao đang bị giam ở trong một mật thất của Thải Vân Thương Hội. Loại tra tấn kia khiến cho An Thi Giao hiện tại sợ rằng sống không bằng chết. Hai tiện tỳ rắn rết, không giết các ngươi thiên lý ở đâu. Giết các ngươi như vậy coi như là tiện nghi cho hai tiện tỳ các ngươi.
Một tiếng rít từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, âm thanh vừa dứt, trong lòng bàn tay đột nhiên có năng lượng đánh xuống đỉnh đầu hai người, đánh nát linh hồn hai người, đan điền cũng bị đánh nát. A hát! Nhị nữ An Thi Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun ra, lập tức giống như là chó nhà có tang, đồng thời lúc này cả hai đã trở thành phế nhân. Siêu! Sau khi hai người An Thi Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, bị Lục Lâm Thiên ném như chó chết về phía hai người bàn xấu hòa thượng và người phi linh môn sau lưng. Hai tiện tỳ này các ngươi nhất định phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Âm thanh Lục Lâm Thiên lạnh lẽo như băng, khuôn mặt âm trầm tới mức tận cùng. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được lúc này Lục Lâm Thiên phẫn nộ ra sao. Vâng, trưởng môn. Bàn xấu hòa thượng tiếp nhận nhị nữ An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, nắm trong tay, tất cả đệ tử phi linh môn lúc này cũng biến sắc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy trưởng môn mình tức giận như vậy bao giờ. Lục trưởng môn hạ thủ lưu tình, hai người bọn họ tuy rằng sai, nhưng mà... An Thế Hà lập tức cầu tình với Lục Lâm Thiên, trong nhị nữ một người là con gái lớn của hắn, một người là lão bà, hắn không thể bỏ qua. Phanh! An Thế Hải còn chưa nói xong, bỗng nhiên có một âm thanh thanh thúy vang vọng, trên mặt hắn có năm dấu tay sưng đỏ hiện lên, một ngụm máu tươi mang theo răng từ trong miệng phun ra. Thân hình trên không trung bị đánh bay xuống sơn mạch phía dưới, nặng nề nện vào trong vết nứt dưới mặt đất. An Thế Hải, một tát này ta đánh thay cho Thi Giao, nếu như không phải nể mặt An Thi Giao, ta sẽ giết ngươi. Nếu như Thi Giao có bất kỳ bất trắc nào, ta diệt cả Thải Vân Thương Hội. Lục Lâm Thiên nhìn xuống dưới, lập tức nhìn qua mấy vạn người vừa rồi đứng sau lưng An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, lúc này Lục Lâm Thiên đã thực sự phẫn nộ, âm thanh tràn ngập sát ý vang vọng. Sư nghiệt của An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ kia không được buông tha một ai. Người An gia nếu như có ai ngăn cản giết không tha. Giết! Giống giống! Ầm ầm! Một lát sau, âm thanh sát phạt vang vọng không trung. Phi hổ chiến hạm của phi linh môn hành động. Cái đầu hổ dự tợn giống như vật còn sống, từng quả cầu bằng năng lượng bắt đầu bắn ra, quả cầu nổ tung. Tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng không ngừng, trong đám người kia lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có cách nào chống lại. Siêu siêu! Trốn, chạy mau! Một ít người có tu vi cường hãn lập tức chạy trối chết, căn bản không dám đứng lại. Một người đào tẩu cũng không buông tha. Âm thanh trầm thấp của Thái A vang lên, trong mắt cũng hiện lên sát ý. Vâng, thiếu chủ. Hơn 30 cường giả hộ hoàng đội sau lưng Thái A nghe vậy lập tức phóng về phía trước, 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng với 30 người có tu vi đại đạo cảnh nhanh chóng đánh về bốn phía. Các ngươi cũng đi đi, không được buông tha một ai. Phô Tương nói với Vu Mãn Tam Giới, 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng 30 người có tu vi đại đạo cảnh cũng theo hộ hoàng đội của Thái A đánh ra. Ầm ầm, cả hai hộ hoàng đội lập tức tỏa ra. Khí tức khủng bố bỗng nhiên khuếch tán, dưới khí thế khủng bố phô thiên cái địa này, rung động bực này khó có thể miêu tả thành lời. Phanh phanh, mà bốn phía lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đám người còn chưa trốn đi xa lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Hai hộ hoàng đội ra tay, không có ai có thể chạy thoát. Giết! Đám người âm quỷ, bạch kinh đường, viêm hỏa, thất sát, thất kiếm khẽ quát một tiếng. Mang theo đại quân phi linh môn gia nhập vào trong cuộc càn quét. Mấy vạn dư nghiệt của An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ lúc này hoàn toàn chỉ có thể chịu tàn sát, trong khoảng thời gian ngắn máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mùi máu tươi, sát khí dần dần tràn ngập hư không. Trong hư không chung quanh, từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số khôi lỗi tọa giá và cường giả, hoàng gia, tử diễm huyền xà, tiết ra còn có không ít thế lực khác nhau nhau chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng giết chóc ngập trời, còn có không ít khí tức khủng bố của niết bàn cảnh phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong thạch thất u ám, một tỳ nữ đang không ngừng dùng trường tiên đánh vào thân hình vốn trắng nõn như ngọc của An Thi Giao, chỉ là lúc này thân hình vốn trắng nõn này đã tràn ngập vết thương. Cũng không chết sớm một chút, hại ta phải làm chuyện khổ sai như vậy. Vẻ mặt tỳ nữ này vô cùng âm trầm, trường tiên trong tay lần nữa vung về phía An Thi Giao. Ầm ầm. Trong chớp mắt này, cửa thạch thất mở ra, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước người An Thi Giao, thân ảnh mặc áo bào xanh đáp xuống huyết trì, tay nắm trường tiên, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào người An Thi Giao. Nhìn qua bộ dáng của An Thi Giao lúc này, quả thực nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên,
trong lòng chua xót. Tiểu tử kia, ngươi muốn chết phải không? Tỷ nữ kia nhìn thấy trường tiên của mình bị bắt, dùng sức cũng không có một chút tác dụng nào, vẻ mặt lập tức trầm xuống, bắt đầu mắng to. Phụt! Chỉ là khi vừa mới nói xong, trên trường tiên đột nhiên có lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, trong miệng tỷ nữ này đột nhiên phun ra máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau. Hung hăng đập vào trên thạch bích. Hất trường tiên trong tay lên, Lục Lâm Thiên nhìn qua An Thi Giao trước người, nhìn thấy mà giật mình. Trong mắt hắn lúc này vì chua xót mà bắt đầu ướt át. Lục Lâm Thiên bóp nát khóa sắt, cấm chế được mở ra, trong nhẫn chữ vật xuất hiện một kiện trường bào màu xanh bao phủ thân hình tràn ngập vết thương, máu tươi đầm đìa kia. Thi Giao, ta tới rồi. Lục Lâm Thiên ôm An Thi Giao vào trong ngực, sau khi kiểm tra thương thế của nàng, rót một đạo nguyên lực thuộc tính mộc từ từ rồi dũng mãnh tiến vào trong cơ thể An Thi Giao. Dường như nghe thấy âm thanh của Lục Lâm Thiên. Hai mắt An Thi Giao gian nan mở ra, ánh mắt uể oải nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi hiện lên nụ cười vui vẻ. Nụ cười này lại khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm chua xót. Lâm Thiên, ta đang nằm mơ sao? An Thi Giao thì thào nói, khuôn mặt quen thuộc này hiện lên trước mắt khiến cho nàng không dám tin. Là ta đây, có ta ở đây nàng sẽ không chịu bất kỳ sự tra tấn nào nữa. Lục Lâm Thiên nói. Âm thanh của hắn lúc này cũng có chút nghẹn ngào. Ta mệt mỏi quá rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. An Thi Giao thì thào, suy yếu nói. Hai con mắt lần nữa nhắm lại, trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi lúc này khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Đội trưởng, ngoài Thạch Thất, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang vội vàng chạy tới. Sau đó đám người Thái A, Kim Viên, Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền cũng xuất hiện. Khi ánh mắt nhìn về phía thân hình tràn ngập máu tươi của An Thi Giao, khuôn mặt và thân hình tràn ngập máu tươi kia khiến cho mọi người nhìn thấy không khỏi giật mình. Mặc Kỳ, nàng tới đúng lúc lắm, Thi Giao giao cho nàng, ta cần nàng không có việc gì. Lục Lâm Thiên nhìn thấy mọi người tới, lập tức giao An Thi Giao trong ngực cho Tiết Mặc Kỳ. Ta sẽ dùng toàn lực. Tiết Mặc Kỳ gật đầu, ánh mắt khẽ đổi. Nhìn động tĩnh của Phi Linh Môn và độ dáng khẩn trương của Lục Lâm Thiên hiện tại. Vào thiên trụ giới đi. Lục Lâm Thiên cũng không có cố kỵ mà xuất ra thiên trụ giới, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiết Mặc Kỳ tiến vào trong thiên trụ giới, nàng ôm An Thi Giao lập tức tiến vào bên trong. Sư phụ, tất cả mọi thứ bên ngoài đã giải quyết xong hết rồi. Thái A nói. Phân phó xuống, kể từ bây giờ Phi Linh Môn dám thị cả Thải Vân Thương Hội, có người không phục giết cho ta. Lục Lâm Thiên nói với Thái A, lần này Lục Lâm Thiên đã thực sự phẫn nộ. Đội trưởng, có gì cần chúng ta xử lý hay không? Người cứ phân phó là được. Quỷ Hoa nói, âm thanh vẫn khiến cho người ta sởn hết gai ốc, so với âm minh dạ xoa không khác là bao. Tuy rằng lúc này đã trở thành chiến tướng, thế nhưng trước mặt đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này, ánh mắt Quỷ Hoa tràn ngập vẻ tin tưởng, phục tùng, loại tin tưởng và phục tùng này tới từ linh hồn và suy nghĩ. Ta muốn tiện tỳ này sống không được, chết không xong. Giao cho ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn tỳ nữ bị ngã dưới mặt đất mãi không đứng dậy được. Lần này Lục Lâm Thiên đã tức giận, ngay cả một tỳ nữ Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha. Không thành vấn đề. Quỷ Hoa gật đầu, người sau lưng hắn nắm tỳ nữ kia vào trong tay, thứ chờ đợi tỳ nữ này sợ rằng chính là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong chân chính. Hôm nay người tham dự vạn thế đối quyết quay về. Đám người Tiết Mặc Kỳ ra khỏi đường hầm không gian, lập tức khiến cho toàn bộ thành vô sắc chấn động, mà ba người Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên xuất hiện lại đột nhiên phá không biến mất. Lục Lâm Thiên cũng không muốn quá mức náo nhiệt, chỉ là hắn không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn thời gian cũng không quá dài, trong Thải Vân Thương Hội, thế lực của An Thi Đình, Đoạn Linh Tuệ bị diệt sát hầu như không còn. Người An gia lùi về phía sau, như sợ bị liên lụy. Nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi kia, không có người nào biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn chính là chiến thần trong vạn thế đối quyết, không ngờ lại ra tay với An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, nghe nói dường như chuyện này có liên quan tới nhị tiểu thư An Thi Giao. Nhưng mà đối với những người An gia này mà nói, trong lòng bọn họ cảm thấy thoải mái không thôi. Những năm gần đây Thải Vân Thương Hội chẳng khác gì là do Đoạn Linh Tuệ âm thầm khống chế đã sớm khiến cho không ít tộc nhân An gia bất mãn,
thế nhưng vì ngại thế lực của nàng ta cho nên không ai dám nói gì. Cũng không bao lâu sau, đám người Lục Lâm Thiên nghênh ngang rời đi, mà ngay cả An Song Dương cũng không để ý tới, mấy chiếc phi hổ chiến hạm tứ cấp và mấy vạn đệ tử phi linh môn thì ở lại, vây chặt chung quanh Thải Vân Thương Hội, giám thị đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội. Vô số cửa hàng của Thải Vân Thương Hội cũng bắt đầu bị người phi linh môn giám thị, có dấu hiệu giống như chiếm đoạt. Thế nhưng lúc này không có ai dám phản kháng, trước mặt chấn nhiếp như vậy, cảnh tượng thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông còn đó, không có ai dám nói thêm gì. Chỉ có thể thầm mắng hai nữ nhân An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, trêu phải người không nên trêu khiến cho cả Thải Vân Thương Hội bị liên lụy. Trong phân đà phi linh môn, tất cả đều giống như trước kia, chỉ là lần này bởi vì phi linh môn tức giận làm ra hành động huyết tinh như vậy khiến cho người của không ít thế lực nhỏ không dám dừng lại bên ngoài phi linh môn, muốn tặng lễ phi linh môn cũng phải dùng các loại biện pháp. Hoàng hôn, ánh chiều tà dần dần chiếu rọi, màn đêm bắt đầu xuất hiện. Trong một đình viện yên tĩnh, Lục Lâm Thiên từ trong thiên trụ giới đi ra. Trong tầng thứ ba thiên trụ giới tương đương với thời gian 10 ngày, có Tiết Mặc Kỳ ở đó, tốc độ An Thi Giao khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Trưởng môn, có một chút chuyện phiền phức. Phạm Thống tới đình viện rồi nói với Lục Lâm Thiên. Sao vậy? Lục Lâm Thiên nhíu mày, chuyện bình thường đám người Phạm Thống cũng sẽ không tìm tới hắn. Phạm Thống nói. Trưởng môn, ta phái người đi tới Kỳ Phong Thương Hội thu tiền đặt cược, lúc này mới phát hiện ra tất cả những thứ đáng giá của Kỳ Phong Thương Hội đều bị mang đi. Tổng bộ Kỳ Phong Thương Hội cũng chỉ để lại một ít lâu la tép siêu mà thôi. Cơ hồ tất cả người chủ chốt đều lặng lẽ không một tiếng động biến mất, hẳn đã sớm có sự chuẩn bị. Hay cho Kỳ Phong Thương Hội. Lục Lâm Thiên nhíu mày, có lẽ người Kỳ Phong Thương Hội đã sớm có chuẩn bị, Hoài Linh Ngọc chết, khiến cho đám người này lo lắng sau khi trở về Lục Lâm Thiên sẽ đối phó với Kỳ Phong Thương Hội, cho nên dứt khoát đi trước thì tốt hơn. Kỳ Phong Thương Hội đi lần này lại buông tha tất cả địa bàn, nhưng muốn dứt bỏ như vậy sợ rằng cũng không dễ. Lục Lâm Thiên không tin tưởng Kỳ Phong Thương Hội sẽ cam tâm tình nguyện rời đi như vậy. Chuyện này tương đương với việc từ nay về sau, sau lưng phi linh môn lúc nào cũng có một đầu độc xà rình rập. Để cho ám đường toàn lực tìm kiếm tung tích của Kỳ Phong Thương Hội, nhiều người như vậy rời đờ chung quy cũng phải có dấu vết để lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, Kỳ Phong Thương Hội không diệt, phi linh thương hội sẽ có phiền toái. Địa bàn của Kỳ Phong Thương Hội thì sao? Phạm Thống hỏi. Nhận lấy tất. Lục Lâm Thiên nói, Phạm Thống nghe vậy lập tức gật đầu rồi nói. Trưởng môn, An Song Dương và An Thế Hải đến, muốn gặp trưởng môn, nói là muốn gặp An Tiểu Thư một chút. Người xem thế nào? Bảo bọn chúng đi đi, ta không có hứng thú với bọn chúng. Thuận tiện nói cho bọn chúng biết, Thải Vân Thương Hội nếu như muốn tiếp tục tồn tại thì nhất định phải để An Thi Giao trở thành hội trưởng, nếu không Thải Vân Thương Hội cũng không cần tồn tại nữa. Trưởng môn. Ta hiểu rồi. Phạm Thống gật đầu, lập tức lui xuống sắp xếp. Trong sơn mạch vô cùng vô tận, hoàng hôn buông xuống, cây cối chung quanh sum suê, vách núi dựng đứng, từng dãy núi liên miên, tựa như một cánh rừng rậm nguyên thủy, lộ ra khí tức thê lương, cổ xưa. Trong vách núi đá có một thiếu nữ áo xanh ngồi khoanh chân, bộ dáng chật vật. Trước người có mấy cỗ thây khô, nguyên lực trong cơ thể đều bị thôn phệ. Thế cho nên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử kia lúc này đã bắt đầu đỏ bừng. Siêu siêu. Mấy tiếng xé gió vang lên, toàn thân nữ tử áo xanh này lập tức nổi lên chấn động kỳ dị, khí tức thu liếm, khiến cho người ta căn bản khó có thể phát hiện ra, thân hình mềm mại lập tức biến mất trong rừng rậm. Một lát sau, tại nơi nữ tử áo xanh vừa ngồi có mấy mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy mấy cỗ thây khô trên mặt đất, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi. Đáng chết. Đã có tổng cộng 79 người chết rồi. Đều bị cắn nuốt nguyên lực mà chết, nhất định phải tìm được nữ nhân này. Hộ pháp, thực lực của nữ nhân kia không tốt, thế nhưng lại không biết có thủ đoạn gì mà lại ẩn nấp vô cùng quỷ dị, mà ngay cả đại hộ pháp, nhị hộ pháp cũng không có cách nào tìm được, bằng vào chúng ta sợ rằng khó có thể tìm thấy. Một đại hán nói, tìm không được cũng phải tìm, nữ nhân này trốn không thoát đâu. Các trưởng lão có lẽ cũng sắp bố trí khốn thiên đại trận, đến lúc đó các trưởng lão sẽ tự mình ra tay, nữ nhân kia có chạy đằng trời. Đại hán đầu lĩnh trầm giọng nói. Trong thiên trụ giới, bên ngoài một ngày bên trong tầng thứ ba đã là một tháng. Dưới áo nghĩa đại phục nguyên của Tiết Mặc Kỳ trợ giúp, An Thi Giao đã tốt hơn rất nhiều. Vết sẹo và vết thương trên người đều biến mất,
đã khôi phục khuôn mặt thanh nhã và đôi mắt trong suốt trước đó. Khôi phục thế nào rồi? Lục Lâm Thiên hỏi An Thi Giao. Ta không còn việc gì rồi. Ngẩng đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên, An Thi Giao nở nụ cười vui vẻ, sau đó lại nhìn qua Tiết Mặc Kỳ nói. Lần này phải đa tạ ngươi và Mặc Kỳ, bằng không ta không biết ta còn. Thi Giao, có đội trưởng và ta ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ đã chết, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiết Mặc Kỳ nói, từ nhỏ hai người cũng đã biết nhau. An Thi Đình dù sao cũng là đại tỷ của ta không nghĩ nàng lại. An Thi Giao vô cùng bất đắc dĩ, từ trong miệng Tiết Mặc Kỳ nàng đã sớm biết được An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ bị đánh chết. An Thi Đình dù sao cũng là đại tỷ của nàng, sau khi biết được tin tức này trong lòng nàng không khỏi cảm thán. Lục Lâm Thiên không nói gì thêm, An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ rơi vào trong tay Hình Đường, sợ rằng muốn chết cũng khó. Nhìn thấy An Thi Giao không có việc gì, trong lòng hắn âm thầm thở dài một hơi. Ba người trò chuyện một hồi, An Thi Giao không còn việc gì, Lục Lâm Thiên đem hai người rời khỏi thiên trụ giới, sau đó thân ảnh lóe lên. Xuất hiện trong một không gian khác trong thiên trụ giới. Lúc này Huyền Tuyết Ngưng đang khoanh chân ngồi, toàn thân có khí tức băng thanh ngọc khiết lan tràn, bên cạnh nàng vẫn là Linh Tinh Thú, nhìn thấy Lục Lâm Thiên tới, đôi mắt linh động vẫn tràn ngập vẻ cảnh giác. Nó nhớ kỹ Lục Lâm Thiên lúc trước đã từng động thủ với nó. Nhiệt xúc, còn trừng mắt nhìn ta, ngươi còn muốn ăn tinh thạch thế giới không? Những ngày này ngươi ăn không ít tinh thạch thế giới của ta, ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta. Lục Lâm Thiên nhìn đầu thú thể linh tinh này có chút không vừa mắt, mỗi ngày vừa ăn vừa uống của hắn, còn lại trợn mắt nhìn hắn như vậy, không tức mới là lạ. Hắn cũng trừng mắt nhìn nguyên cổ linh tinh thú. Ngươi phục dụng hết nguyên cổ linh dịch, không phải là tiểu linh cho ngươi sao? Tinh thạch thế giới của ngươi lại nhiều như vậy, cũng không lỗ. Nguyên cổ linh dịch của tiểu linh đủ để khiến cho người có tu vi tuyên cổ cảnh chạy theo như vịt, giá trị không thể đo lường, vạn kim khó cầu. Huyền Tuyết Ngưng không biết từ khi nào đã mở mắt ra, con mắt sáng rực rỡ như sao, âm thanh tựa như âm thanh của thiên nhiên. Ta phục dung nguyên cổ linh dịch lúc nào? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, bản thân hắn quả thực không có phục dụng qua nguyên cổ linh dịch gì đó. Chẳng lẽ, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới lúc ở trong tương cung, Huyết Tuyết Ngưng giao cho hắn một bình linh dịch. Thứ mà ngươi phục dụng trong tương cung chính là nguyên cổ linh dịch. Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Bằng không ngươi cũng khó có thể bước qua đại đảo và niết bàn hoàn toàn, tà khí của tà long kia cũng không dễ đối phó. Tiểu linh trời sinh có thể khắc chế nó, ngươi phục dụng nguyên cổ linh dịch, về sau bất luận tà vật gì sợ rằng không có tác dụng với ngươi. Nguyên cổ linh tinh thú còn có thể sản xuất nguyên cổ linh dịch sao? Lục Lâm Thiên rất rõ chỗ tốt của nguyên cổ linh dịch, nghe vậy lập tức giống như phát hiện ra điều mới lạ, ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía nguyên cổ linh tinh thú. Đó là điều đương nhiên. Tiểu linh ăn tinh thạch thế giới, sản xuất ra nguyên cổ linh dịch. Huyền Tuyết Ngưng nói với Lục Lâm Thiên. Cái gì, ngươi nói là nguyên cổ linh dịch là thứ do nguyên cổ linh tinh thú ăn tinh thạch thế giới rồi tạo ra. Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía Huyền Tuyết Ngưng. Huyết Tuyết Ngưng gật đầu, nói. Đó là điều đương nhiên, không phải ăn uống rồi cũng phải thải ra sao. Bà mẹ nó. Lục Lâm Thiên lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn về phía nguyên cổ linh tinh thú, không ngờ nguyên cổ linh dịch hắn phục dụng lại là thứ mà nguyên cổ linh tinh thú tiểu tiện ra, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ. Chi chi! Nguyên cổ linh tinh thú còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên đang khen nó, lập tức ngẩng đầu, cái sừng nho nhỏ khẽ nhếch lên, trong cổ họng vang lên vài tiếng chi chi, vênh váo tự đắc nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó nhảy vào trong ngực Huyền Tuyết Nguyên. Nhiệt xúc, còn rát háo sắc. Lục Lâm Thiên nhìn qua nguyên cổ linh tinh thú trong ngực Huyền Tuyết Nguyên, không khỏi có chút hâm mộ, ghen ghét. Trong đầu nhà ngươi không thể lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ loạn thất bát tao đó hay sao? Huyền Tuyết Ngư dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên, hung hăng nhìn Lục Lâm Thiên một cái. Ta thật sự không nghĩ gì à, chúng ta đã tới vô sắc thế giới, ngươi muốn đi ra ngoài hay không? Lục Lâm Thiên cũng không muốn thảo luận vấn đề này với Huyền Tuyết Nguyên. Sau khi rời khỏi tương hoàng không gian, Huyền Tuyết Nguyên cũng không thích náo nhiệt cho nên chủ động yêu cầu tiến vào trong thiên trụ giới. Mà Tam Kỳ lão nhân cũng quay về với Lục Lâm Thiên rồi tiến vào trong thiên trụ giới. Lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được, kỳ thực Tam Kỳ lão nhân cũng không có luyện hóa thôn thiên tà giao kia.
Lần này Tam Kỳ lão nhân muốn luyện hóa hoàn toàn đầu tà long này cho nên phải lần nữa bế quan một đoạn thời gian dài. Dựa theo lời nói của Tam Kỳ lão nhân mà nói, sau khi luyện hóa thôn thiên tà long và nghịch thiên tà long sau, thực lực của hắn có thể lần nữa khôi phục không ít. Cũng tốt, ta còn chưa từng rời khỏi khu vực liệp tràng, đi ra bên ngoài xem thế giới bên ngoài cũng tốt. Huyền Tuyết Ngưng nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với thế giới bên ngoài. Một lát sau, Lục Lâm Thiên mang theo Huyền Tuyết Ngưng rời khỏi thiên trụ giới. Một khi đi ra bên ngoài, đúng như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, mỹ mạo cùng với khí chất của Huyền Tuyết Ngưng khiến cho các đệ tử phi linh môn kinh ngạc, cơ hồ tất cả đều ngốc trệ. Sáng sớm, mọi âm thanh đều biến mất, không khí có chút lạnh lẽo mà thoải mái. Trên không trung phân đà phi linh môn được một tầng sương mù màu trắng sữa bao phủ. Sương mù màu trắng bao phủ khiến cho nhìn qua có chút mông lung, mê hoặc. Bên ngoài đường hầm không gian của vô sắc thế giới có một đạo thân ảnh lướt đi, bộ dáng chừng 30 tuổi, nhìn qua có chút gian xảo, có lẽ cũng có thể nói là nhanh nhẹn, toàn thân cũng có vài phần khí chất bất phàm, có khí tức giống như có địa vị cao vậy. Xin hỏi Lục Lâm Thiên ở nơi nào? Trung niên nhìn qua có chút gian xảo này sau khi đi ra khỏi đường hầm không gian lập tức tìm mấy thanh niên ven đường rồi hỏi. Ngươi là người phương nào? Muốn chết phải không? Danh tiếng của Lục trưởng môn há là thứ mà ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Mấy thanh niên này ngẩng đầu, trong đó có một thanh niên xấu xí trừng mắt nhìn người này rồi nói. Mấy phá giới cảnh, nhanh thành thật nói ra cho ta, nếu không ta sẽ lấy mạng các ngươi. Trung niên nhìn qua có chút gian xảo kia lạnh lùng quát một tiếng, giống như cũng không có thời gian nói nhảm với mấy thanh niên này, khí tức ngộ chân cảnh lập tức khuếch tán ra. Đại nhân tha mạng, Lục trưởng môn ở ngay trong phi linh môn trong thành vô sắc. Thanh niên này còn chưa nói xong, thân hình trung niên nhìn qua có chút gian xảo kia đã lập tức biến mất tại chỗ. Trưởng môn, trong đại điện của phân đà phi linh môn, sáng sớm, đám người âm minh dạ xoa, phạm thống, âm quỷ cùng với cường giả, đệ tử hạch tâm của phi linh môn hành lễ, sau đó âm minh dạ xoa nói. Trưởng môn, người của Kỳ Phong Thương hội hẳn đã chuẩn bị từ trước, cho nên lần này rời khỏi nhanh chóng, chúng ta cũng chỉ tra ra được bọn chúng rời khỏi vô sắc thế giới, nơi hạ lạc cuối cùng khó có thể tra ra được, chuyện này cần có chút thời gian. Tận lực điều tra. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng biết người Kỳ Phong Thương hội đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, có thể tìm được một chút dấu vết để lại đã tốt lắm rồi. Chỉ là muốn chính thức truy ra được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lập tức từ trong miệng phạm thống và âm quỷ, Lục Lâm Thiên biết được địa bàn của Kỳ Phong Thương hội đã được Phi Linh Thương hội tiếp nhận và quản lý, dù gì cũng danh chính ngôn thuận, không ai nói được cái gì. Siêu! Ngoài phân đà Phi Linh môn, sáng sớm đã có một đạo thân ảnh vội vã đáp xuống, bộ dáng chừng 30 tuổi, nhìn qua có chút gian xảo, cũng có thể nói là nhanh nhẹn, trên người mang theo khí tức thượng vị giả. Lập tức phóng về phía trong phân đà phi linh môn. Các hạ là người phương nào? Ngoài phân đà phi linh môn đã sớm có vô số đệ tử phi linh môn tiến lên ngăn người này lại. Người này ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nôn nóng, nói. Đây chính là phi linh môn, trưởng môn chính là Lục Lâm Thiên sao? Người mù mắt sao? Đây chính là phi linh môn, dám gọi thẳng tục danh của trưởng môn ta, người muốn chết sao? Một đệ tử phi linh môn đầu lĩnh trầm giọng nói. Rốt cuộc cũng tới, có thể cứu được rồi, có thể cứu được rồi. Trên khuôn mặt nôn nóng của người này lập tức thở dài một hơi, lập tức nói với tên đệ tử phi linh môn này. Nhanh báo cho trưởng môn các ngươi, nói Lục Tiểu Bạch tới đây, chậm một bước thì đầu sẽ rơi xuống đất. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy. Lục Tiểu Bạch, đệ tử đầu lĩnh của phi linh môn vốn muốn dạy dỗ người này. Phi linh môn hiện tại không phải ai cũng có thể đi vào, thế nhưng lập tức nghĩ tới một việc, trưởng môn gọi là Lục Lâm Thiên, tiểu tử này gọi là Lục Tiểu Bạch, người này lại có vài phần khí độ nên hắn lập tức nói. Ngươi cứ chờ ở đây, tốt nhất trưởng môn có thể nhận ra ngươi, bằng không ngươi sẽ rất thảm. Trong đại điện, lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được, hoàng hôn ngày hôm qua An Song Dương đã đồng ý, về sau Thải Vân Thương hội sẽ do An Thi Giao làm chủ. Kế tiếp hắn thương lượng việc phát triển phi linh môn với mọi người một phen rồi mới cho mọi người rời đi. Mấy ngày nữa hắn cũng đi tới mật địa trong thế giới hỗn độn tu luyện. Bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão, đường chủ, hộ pháp. Đệ tử phi linh môn thủ hộ bên ngoài vội vàng tiến vào trong đại điện, cung kính hành lễ.
khí tức vô hình trong đại điện đè nén khiến cho hắn căn bản không ngẩng đầu lên được. Chuyện gì? Bạch Kinh Đường hỏi, người này chính là đệ tử ngoại đường. Đệ tử này vội vàng nói. Bẩm đường chủ, bên ngoài có một gia hỏa nhìn qua có chút gian xảo muốn gặp trưởng môn. Người nào cũng có thể gặp trưởng môn sao? Người muốn gặp trưởng môn có thể xếp đầy thành vô sắc này. Bạch Kinh Đường phất phất tay, người gần đây muốn gặp trưởng môn thực sự quá nhiều. Đệ tử này nghe vậy, do dự một chút rồi nói. Đường chủ, thế nhưng gia hỏa nhìn qua có chút gian xảo kia dường như quen biết trưởng môn, hắn nói hắn tên là Lục Tiểu Bạch. Cái gì? Lục Lâm Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đại điện. Lục Tiểu Bạch. Phạm Thống nghe vậy khuôn mặt khẽ biến đổi không nhỏ, hắn còn nhớ rõ có một lần, trong lúc vô tình trưởng môn có đề cập tới Lục Tiểu Bạch này, còn nói là lãnh đạo của hắn. Phạm Thống, Lục Tiểu Bạch là ai vậy? Âm quỷ bên cạnh Phạm Thống nhìn thấy trưởng môn lập tức rời khỏi đại điện, thầm phỏng đoán có lẽ Lục Tiểu Bạch có địa vị không nhỏ. Từ trước tới nay trưởng môn chưa từng khẩn trương như vậy. Phạm Thống nhìn âm quỷ nói. Nếu như ta đoán không sai thì lãnh đạo của chúng ta đã tới, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Trong đại điện, tất cả mọi người đều đi ra bên ngoài. Ngoài phân đà phi linh môn, Lục Tiểu Bạch sốt ruột đi qua đi lại, vẻ mặt ngưng trọng. Siêu! Không gian xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lục Tiểu Bạch. Bái kiến trưởng môn. Đệ tử phi linh môn chung quanh Lục Tiểu Bạch nhìn thấy đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này lập tức hành lễ, toàn thân run lên. Lục Tiểu Bạch bỗng nhiên quay người lại, trong tầm mắt của hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Tuy rằng có hơn 20 năm, gần 30 năm không gặp. Thế nhưng khuôn mặt này lại không có bất kỳ một chút biến hóa nào, chỉ là ánh mắt ngày càng thâm thúy, khiến cho Lục Tiểu Bạch có cảm giác không nói nên lời. Mà nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, người mặc kiện trường bào màu xanh kia, Lục Tiểu Bạch có chút nghẹn ngào, khẽ quỳ một gối hành lễ. Công tử, rốt cuộc ta đã tìm được người rồi. Lục Lâm Thiên lập tức nâng Lục Tiểu Bạch lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này hắn có cảm giác không thể tin nổi. Đây quả thực chính là điều không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn hiện lên sự vui vẻ, tiếp đó ôm Lục Tiểu Bạch vào trong ngực, vỗ nhẹ bả vai hắn. Sau đó mới đẩy Lục Tiểu Bạch ra, cười nói. Nhìn thấy ngươi thật tốt. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh trong đại điện lập tức xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Đệ tử đầu lĩnh phi linh môn vừa rồi nhìn thấy cảnh này càng cảm nhận người này có quan hệ không tầm thường với trưởng môn, sắc mặt lập tức xám trắng. Công tử, có việc lớn xảy ra. Lục Tiểu Bạch cố nén sự kích động trong lòng, hắn một đường không ngừng tới đây cũng là bởi vì có chuyện quan trọng. Chuyện lớn gì, linh vũ thế giới xuất hiện biến cố sao? Những người khác đâu? Lục Lâm Thiên lập tức biến sắc, Lục Tiểu Bạch đột nhiên đi tới thành vô sắc. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại có vô số nghi vấn. Nói rất dài dòng, linh vũ thế giới không xảy ra biến cố, thế nhưng du thực lại an nguy trong sớm tối a. Lục Tiểu Bạch vội vàng nói. Nghe vậy toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, trong đầu như có sấm sét nổ vang. Một lát sau, trong đại điện ở phân đà phi linh môn, sát khí trong mắt Lục Lâm Thiên bắt đầu tràn ra, nhiệt độ trong cả đại điện dường như rớt xuống hầm băng. Cỗ sát khí này khiến cho linh hồn mọi người run run. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được sát khí trên người Lục Lâm Thiên giống như một đầu hung thú ngủ say đang thức tỉnh. Tất cả đệ tử phi linh môn bất kể làm gì lập tức tiến về trung minh thế giới, tất cả chiếm hạm, khôi lỗi tọa giá đi theo ta. Ta muốn Thiên Long Tông kia bị san bằng, chó gà không tha. Âm thanh lạnh lẽo như băng của Lục Lâm Thiên mang theo sát ý cuồn cuộn quanh quẩn trong đại điện. Âm thanh xuyên qua đại điện phóng lên trời giống như sấm sét nổ vang quanh quẩn trên không trung. Xen lẫn nguyên lực bàng bạc, giống như để cho tất cả sinh linh trong vô sắc thế giới đều có thể nghe thấy. Lục Lâm Thiên nói tiếp. Chủ nhân tất cả thế lực lớn trong vô sắc thế giới nghe rõ, Lục Lâm Thiên có việc muốn nhờ, mong chư vị tương trợ một tay. Tiến về phía Thái Minh Đại Thiên Thế Giới, sau đó tới Trung Minh Đại Thiên Thế Giới cứu tiểu nữ đang bị Thiên Long Tông đuổi giết. Nếu như trợ giúp một tay, Lục Lâm Thiên ta vô cùng cảm kích, không muốn tương trợ thì Lục Lâm Thiên ta cũng không miễn cưỡng. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trên hư không, quanh quẩn trong thành vô sắc, quanh quẩn trong vô sắc thế giới, khiến cho hàng tỷ sinh linh trong vô sắc thế giới đều có thể nghe thấy rõ ràng. Giờ phút này, cơ hồ cả thành vô sắc,
hàng tỷ sinh linh trong vô sắc thế giới ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong hư không. Toàn bộ đệ tử tinh anh của Hoàng gia nguyện trợ giúp Phi Linh Môn một tay. Đệ tử Tiết gia nguyện trợ giúp Phi Linh Môn một tay. Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cùng với thú tộc trong vô sắc trung thiên thế giới nguyện cùng tiến lùi với Phi Linh Môn. An gia nguyện cùng tiến lui với Phi Linh Môn. Thải Vân Thương hội nguyện tiến lui với Phi Linh Môn. Vạn Miểu thế giới nguyện trợ giúp một tay. Thiên Lang thế giới nguyện trợ giúp một tay. Vô Biên thế giới nguyện trợ giúp một tay. Huyền Nam thế giới nguyện trợ giúp một tay. Trong nháy mắt, từ chỗ sâu trong hư không từng đạo âm thanh giống như sấm sét nổ vang liên hoàn, từ bốn phía trong hư không vang vọng, khiến cho cả hư không chấn động, phong vân biến sắc. Phú Lâm Thương hội nguyện trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Hoa Linh môn nguyện trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Chúng ta nguyện ý trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Trong hư không phong vân biến sắc, ngoài thành vô sắc, không ít tiểu thế lực cũng lập tức phụ họa. Một ít tàn tu cũng giơ tay hô lên một tiếng, cả vô sắc thế giới trong sát na này sôi trào. Ầm ầm. Một lát sau, trong cả vô sắc thế giới, vô số khí tức hùng hồn bỗng nhiên tuôn ra, từng đạo thân ảnh mang theo khí tức sắc bén giống như đàn châu chấu di chuyển, phô thiên cái địa đi tới đường hầm thế giới. Cả vô sắc thế giới sôi trào, ai cũng hiểu, lần này trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn vung cánh tay lên, cả vô sắc trung thiên thế giới đi theo. Đại chiến sợ rằng sẽ bộc phát trong trung minh trung thiên thế giới kia. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trên phía chân trời yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền ra, lập tức mấy chiếc khôi lỗi tọa giá xé gió bay tới. Mấy chiếc khôi lỗi tọa giá này đều là khôi lỗi tọa giá mị ảnh mới nhất của Phi Linh Thương hội, khôi lỗi tọa giá cấp 4, tốc độ không dưới khôi lỗi tọa giá cấp 5, tốc độ so với người có tu vi niết bàn cảnh bình thường còn nhanh hơn, sau mấy lần chớp động đã phá không xuất hiện phía trước. Trong chiếc khôi lỗi tọa giá mị ảnh đầu tiên là mấy trăm đạo thân ảnh, trừ đường chủ, trưởng lão hạch tâm của Phi Linh Môn ra còn có chúng cường giả như Thái A, Kim Viên, còn có hộ hoàng đội của Thái, bên trong có năm cường giả niết bàn cảnh. Hộ hoàng đội của Lục Lâm Thiên là Vu Mã Tam Giới cùng với Vô Tướng, Bắc Đông, Tô Nhan. Người có tu vi đại đạo cảnh đều ở trong khôi lỗi tọa giá phía sau. Trừ những người này ra, trong khôi lỗi tọa giá còn có Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Tử Huyền ở bên trong. Tiểu đội trong khu vực liệp tràng của vô sắc thế giới chỉ có Tôn Tiểu Nhã bởi vì thực lực yếu mà không có mặt. Đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Thiên Dương Lão Quỷ Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên, còn có An Song Dương của Thải Vân Thương Hội đều có mặt, đều là người có tu vi niết bàn cảnh. Cuối cùng còn có ba người, ba lão nhân, một người mặc nho phục dài, một người có mái tóc trắng xóa, một người mặc áo bào màu hồng. Dưới sự giới thiệu của đám người Hoàng Thiên Tứ, Lục Lâm Thiên mới biết được ba lão nhân này theo thứ tự là Thúc Công Hoàng Linh Lạc của Hoàng Sa, người này mặc nho phục, ánh mắt thâm thúy. Người có mái tóc trắng xóa, trên người lộ ra khí tức lạnh lẽo chính là Tiết Nhân Phàm của Tiết Gia. Cường giả tử hỏa của Tử Huyền nhất tộc mặc áo bào màu hồng, khuôn mặt to, cực kỳ uy mãnh. Ba lão nhân đều có tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, nhìn thấy ba người này cùng với đám người An Song Dương. Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, sau lưng của các thế lực lớn trong trung thiên thế giới đều có cường giả ẩn nấp. Từ Lục Tiểu Bạch Lục, Lâm Thiên cũng biết được, hóa ra trong linh vũ thế giới đã có không ít người rời khỏi đó và tiến vào trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông. Người đi đầu tiên chính là chín tiểu gia hỏa cùng với Bối Nhi, sau đó là tam muội Lục Tâm Đồng cùng đại ca Dương Quá của hắn. Sau đó Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Sư Phụ Chí Thánh Đại Đế cũng tiến vào trong 3.000 đại thiên thế giới. Cuối cùng ngay cả đám người Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Thanh Tuyền, còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, còn có phụ thân Lục Trung của hắn cũng tiến vào trong 3.000 đại thiên thế giới. Thời gian tính từ lúc đó đã được hơn 3 năm. Trong vòng hơn 3 năm này, đám người Lục Trung, Lục Tiểu Bạch, cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh, Đoan Mộc Hồng Chí, bảy người này có vận khí không tệ, không gặp kẽ hở hỗn loạn ngoài thế giới mà an toàn đi tới một tiểu thiên thế giới. Sau đó bảy người mới biết được, tiểu thiên thế giới kia thuộc về Thái Minh Đại Thiên Thế Giới. Trong thời gian lưu lạc này, bảy người một đường tìm hiểu tin tức, cũng trải qua vô số hiểm cảnh, gặp vô số nguy hiểm, thường xuyên bị thương nặng, chật vật không thôi. Về sau trong một mật địa, Đoan Mộc Hồng Chí và Lục Trung cùng với mọi người mất tung tích của nhau. Tìm kiếm một hồi lâu cũng không thấy tung tích. Mà không lâu trước đó, Lục Tiểu Bạch cùng với Bắc Cung Vô Song,
Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, đi tới trung tâm của Trung Minh Trung Thiên thế giới trong lúc vô tình biết được Thiên Long Tông đang đuổi giết một thiếu nữ áo xanh. Từ trong bức họa mà Thiên Long Tông phát ra, năm người mới kinh hãi phát hiện ra thiếu nữ áo xanh này chính là Lục Du Thược. Năm người vô cùng khẩn trương, Thiên Long Tông kia ở trong Trung Minh Trung Thiên thế giới cũng là thế lực đỉnh tiêm. Dùng thực lực của năm người Lăng Thanh Tuyền, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch căn bản không có khả năng dung chuyển, muốn cứu Du Thược thế nhưng như vậy cũng chẳng khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng vào lúc này, trong Trung Minh Trung Thiên thế giới có người truyền ra tin tức, trên Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, trong Vạn Thế Đối Quyết xuất hiện một người có thiên phú bất phàm gọi là Lục Lâm Thiên. Sau khi nhận được tin tức này, Lục Tiểu Bạch nhanh chóng tiến về đường hầm không gian, một đường tới Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, sau đó tới thành Vô Sắc, chỉ tính riêng thời gian di chuyển qua các đường hầm không gian cũng đã mất 3 ngày. Trung Minh thế giới và Vô Sắc thế giới thuộc về hai đại thiên thế giới khác nhau, cách nhau vô cùng xa. Xa không phải bình thường, nói như vậy, trong một đại thế giới, chỉ có thế giới hỗn độn hoặc là một ít trung thiên thế giới mới có thể có đường hầm không gian đi tới mấy đại thiên thế giới khác. Mà một phương pháp khác đó chính là xuyên qua vô vàn kẽ hở ngoài thế giới, chỉ là phương pháp thứ hai này có chút khó khăn, không tới niết bàn cảnh căn bản không dám thử phương pháp này. Coi như là người có tu vi niết bàn cảnh cũng không dám thử xuyên qua vô vàn kẽ hở ngoài thế giới. Nếu như gặp phải kẽ hở hỗn loạn mà nói, thời gian trì hoãn càng dài sẽ làm cho bản thân gặp hiểm cảnh. Sau khi Lục Lâm Thiên biết được Du Thược gặp nạn, trong lòng vô cùng tức giận. Thiên Long Tông trong Trung Minh Trung Thiên thế giới đuổi giết Du Thược, đây chính là nghịch lân không thể đỡ upsilon.ng vào trong lòng Lục Lâm Thiên, cho nên hắn lập tức chạy tới Trung Minh thế giới. Bởi vậy đám người Lục Lâm Thiên cũng không có xuyên qua kẽ hở thế giới, cách xa nhau một đại thiên thế giới, xuyên qua kẽ hở thế giới so với đường hầm thế giới còn phiền phức hơn nhiều, trừ phi thực lực tới tình trạng khủng bố như hóa hồng cảnh, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể thuấn di tới các thế giới. Từ trong miệng Lục Tiểu Bạch, Lục Lâm Thiên cũng biết Thiên Long Tông kia bất phàm, cho nên mới vung tay lên kêu gọi, hy vọng được một ít thế lực tương trợ. Kết quả cuối cùng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút động dung, không những tất cả các thế lực lớn tương trợ, những tiểu thế lực kia cũng nhao nhao đi tới. Cuối cùng cả tán tu trong Vô Sắc Trung Thiên thế giới cũng nguyện ý đi theo. Đội hình này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác dung nhập với Vô Sắc thế giới. Loại cảm giác dung nhập này so với lúc trước rời khỏi thành Vô Sức tiến vào trong khu vực liệp tràng, so với cảnh tượng hàng tỷ sinh linh tiễn đưa khi trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Giờ phút này Lục Lâm Thiên cảm giác mình chính là một phần tử trong Vô Sắc thế giới, trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông này, ngoài thị hoang thế giới kia đây là nơi thứ hai hắn chính thức dung nhập. Lần này phải đa tạ chư vị. Trong khôi lỗi tọa ra mị ảnh, Lục Lâm Thiên ôm quyền nói với đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Tử Hỏa, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên, Hỏa Đạo Nhân. Hắn không ngờ người của Hoàng gia cùng với đám người Hồ Nhất Đao còn chưa rời khỏi Vô Sắc Trung Thiên thế giới, đồng thời còn tình nguyện tương trợ hắn một tay. Lục Lâm Thiên biết rõ mọi người nhìn chúng tiềm lực của mình cho nên mới tương trợ cho hắn. Nhưng mà phần nhân tình này Lục Lâm Thiên cũng ghi nhớ trong lòng. Lục trưởng môn khách khí rồi, Thiên Long Tông ra lệnh truy sát nữ nhi của Lục trưởng môn, chúng ta thân là một phần tử trong Vô Sắc thế giới. Lần này vì Lục trưởng môn, cả Vô Sắc thế giới trong Vạn Thế Đối Quyết nhận được chỗ tốt cực lớn, danh tự vang vọng 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên chuyện của Lục trưởng môn hiện tại cũng là chuyện của Vô Sắc thế giới. Tiết Nhân Phàm có mái tóc trắng xóa khách khí nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, Thiên Long Tông này ta cũng biết rõ một chút. Trong cả Thái Minh đại thiên thế giới kia, Trung Minh thế giới xem như một trung thiên thế giới mạnh mẽ. Ở trong Thái Minh đại thiên thế giới này tuy rằng bài danh không tiến vào trước 100, thế nhưng ít nhất cũng phải trong 200, có thể nói là thực lực chỉnh thể so với Vô Sắc thế giới chúng ta mạnh hơn không ít. Hoàng Linh Lạc lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng nói tiếp với Lục Lâm Thiên. Thực lực Thiên Long Tông trong Trung Minh Trung Thiên thế giới coi như là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất. Thực lực chỉnh thế mạnh hơn không ít so với Hoàng gia chúng ta cùng với Tiết gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Huống chi Trung Minh Trung Thiên thế giới là địa bàn của bọn họ, chúng ta muốn cứu người sợ rằng có chút phiền toái. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng ngưng trọng bắn ra hàn ý, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Thiên Long Tông kia cho dù mạnh mẽ thế nào, chỉ cần Du Thược thiếu một sợi tóc, ta sẽ khiến cho tất cả người của Thiên Long Tông hối hận vì sinh ra trên đời này.
mọi người lúc này đều có thể cảm nhận được sát ý cuồn cuộn trên người Lục Lâm Thiên, đặc biệt là An Song Dương, hắn rất rõ ràng sát tinh Lục Lâm Thiên này khủng bố như thế nào, may mà An Thi Giao có giao tình sâu với người này. Bằng không lần này An gia và Thải Vân Thương Hội khó có thể bảo toàn. Nếu như Đoạn Linh Tuệ đối phó với người khác có quan hệ với Lục Lâm Thiên, sợ rằng cả An gia lúc này đã không còn tồn tại. Vô tướng không có nói nhiều lời, lúc này nghe vậy hắn mới nói với Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, đi Trung Minh Trung Thiên thế giới cứu người vốn không quá khó khăn. Bất quá chúng ta chính là người của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, kéo theo một đám người quy mô lớn như vậy sẽ tạo thành không ít phiền phức không đáng có. Thế lực khác khi đó cũng không đứng ngoài quan sát. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lạnh nhạt nói. Ta không quan tâm, ai dám ngăn cản, ta giết kẻ đó. Thứ mà chúng ta đối mặt, tình huống tốt chỉ là một Thiên Long Tông bất phàm, xấu nhất là cả Trung Minh Trung Thiên Thế Giới. Vô tướng nói, coi như là đối mặt với cả Trung Minh Thế Giới, ai dám động tới nữ nhi của ta, nhất định phải trả một cái giá lớn. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, trong thiên địa, tại một nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm trong không gian, trên núi non trùng điệp, tại một ngọn núi cao vệ Upsilon T trong mây, nơi này giống như là thánh địa, mây mù tràn ngập. Đột nhiên trên ngọn núi này vang lên tiếng sấm, cả không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, mây đen hội tụ. Trong thế giới bao la, thủy triều lên, núi non rung chuyển, thiên địa rung chuyển không ngớt, tiếng sấm minh vang vọng. Dị tượng thiên địa hàng lâm trong không gian này. Siêu siêu. Trong ngọn núi có không ít thân ảnh già nua bắn ra, nhanh chóng đạp không mà đứng, từng ánh mắt thâm thúy như biển sâu, lẳng lặng đứng trên không trung, trong dị tượng thiên địa này có thể thấy được khí tức ẩn nấp. Trên không trung, năng lượng bắt đầu âm thầm vận chuyển. Trong thiên địa chung quanh lập tức có vô số thân ảnh nhảy ra, từng đạo thân ảnh đều là nữ tử, nhìn qua phiến thiên địa xảy ra dị tượng này lập tức há hốc mồm, người thực lực thấp một chút đã bị áp bách tới phủ phục. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, khí tức từ trong phiến thiên địa này tràn ra, lập tức trong phiến thiên địa này vô số cảnh khô đột nhiên nảy trồi, hoa tươi nở khắp núi non. Biến hóa bự này khiến cho không ít khí tức mịt mờ ở phiến thiên địa xa xa lập tức xuyên thấu qua hư không vô tận dò xét tới, từng đạo khí tức đều vô cùng chấn động. Dị tượng thiên địa, thiên uy cuồn cuộn, thiên nữ lĩnh ngộ ra bổn nguyên của áo nghĩa mới. Áo nghĩa mới bình thường sợ rằng sẽ không tạo thành thiên uy như vậy, áo nghĩa lạ này sợ rằng so với áo nghĩa kỳ lạ bình thường cũng không kém bao nhiêu a. Trong thiên uy dường như còn kèm theo khí tức hỗn độn. Thiên phú của thiên nữ như vậy, không hổ là người lão tổ tuyển ra, từ nay về sau thiên nữ cung ta có người kế tục rồi. Trên hư không, từng đạo thân ảnh già nua nhìn về phía trước, ánh mắt rung động. Trong một mật thất đơn giản, năng lượng thiên địa cuồn cuộn tiến vào bên trong mật thất, năng lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn này sau khi tràn vào trong mật thất lập tức phóng về phía đạo thân ảnh xinh đẹp ở phía đối diện. Thân hình mềm mại kia lúc này giống như một cái động không đáy. Mặc kệ có bao nhiêu năng lượng thiên địa mênh mông rót vào dường như đều không đủ, khí tức trên người tăng lên. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới bình thường trở lại, khi năng lượng thiên địa trong mật thất tản đi, một thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử, bộ dáng chừng 18-19 tuổi xuất hiện, đang khoanh chân ngồi trong mật thất, khí chất hồn nhiên, cao quý mà thanh nhã. Phù! Trong miệng thiếu nữ này thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt lập tức mở ra, ánh mắt bính như nước. Giống như trăm hoa đua nở, rực rỡ đây sao? Chúc mừng tiểu sư muội lĩnh ngộ phát triển áo nghĩa mới lạ, đồng thời đột phá đại đạo cảnh cao giai. Âm thanh thanh thúy vang lên, một mỹ phụ mặc cung trang, bộ dáng chừng 30 tuổi xuất hiện trước người Lục Doanh, mái tóc đen nhánh búi cao, mấy sợi tóc mai rũ xuống vai, hai hàng lông mi như tranh vẽ, hai mắt như sao, khuôn mặt thoát tục không mang theo khói lửa nhân gian, hồn nhiên thiên thành. Dung mạo của mỹ phụ này không kém Lục Doanh bao nhiêu, chỉ khác là khí chất của Lục Doanh là cao quý thanh nhã, hồn nhiên thiên thành, mỹ phụ nhân này thì là vũ mị, khuynh đảo chúng sinh. Sư tỷ cứ chế giễu muội, bằng vào một chút thực lực của muội, so với tỷ mà nói không là cái gì. Lục Doanh đứng dậy rồi hạ thấp người hành lễ, dịu dàng nở nụ cười, nhất cử nhất động cũng có vài phần tương tự với mẫu thân của nàng Bắc Cung Vô Song. Được rồi, tiểu nha đầu nhà ngươi. Sư tỷ muội chúng ta cũng không phải là người ngoài, không cần đa lễ, thực lực của sư tỷ ta tuy rằng mạnh hơn một ít, thế nhưng thời gian sư tỷ tu luyện so với muội còn lớn hơn nhiều. Dùng thiên phú của muội, chỉ cần một đoạn thời gian nữa muốn vượt qua sư tỷ cũng vô cùng dễ dàng.
Mỹ phụ nhân này mỉm cười, nhìn Lục Doanh giống như vừa là mẫu thân, vừa là tỷ tỷ, Mỹ phụ nhân nói. Nhà đầu nhà muội rốt cuộc lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ nào. Không ngờ lại tạo thành động tĩnh không nhỏ như vậy. Áo nghĩa sinh mệnh. Lục Doanh dịu dàng cười nói, có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh mạng cũng là bởi vì trên người nàng có mộc hoàng khí, dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn có chút ngộ ra, cho nên lúc này mới lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh mệnh. Hay cho nhà đầu nhà muội, thiên phú hiếm thấy, khó trách ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng khoe thiên phú của tiểu nha đầu muội, hậu bối cổ tộc trong hỗn độn thế giới cũng chỉ có vậy mà thôi. Mỹ phụ nhân mỉm cười, dường như lập tức nhớ tới cái gì đó, sắc mặt khẽ biến đổi, nói: "Sư muội, người muội muốn ta tìm đã có tin tức truyền tới." "Sư tỷ, tỷ nói thật sao?" Sắc mặt Lục Doanh lập tức biến đổi, hai mắt khẩn trương nhìn qua Mỹ phụ nhân, khẩn trương nói: "Tìm được tin tức của đệ đệ muội muội rồi sao? Có tin tức của phụ thân muội không?" "Chúng ta có tin tức của phụ thân muội, không lâu trước chúng ta nhận được tin tức trong vạn thế đối quyết ở Thượng Thanh Đại Thiên thế giới có một người gọi là Lục Lâm Thiên ngang trời xuất hiện, dựa theo miêu tả của muội, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, chính là phụ thân của muội." "Có tin tức của phụ thân?" Lục Doanh run lên, ánh mắt nổi lên chấn động, nói: "Thượng Thanh Đại Thiên thế giới ở nơi nào? Muội muốn đi tìm phụ thân." "Đừng có gấp, chúng ta còn nhận được một tin tức." Mỹ phụ nhân này khẽ than, nói: "Chúng ta còn nhận được tin tức của nhị tỷ muội, theo tin tức tin cậy truyền tới. Nhị tỷ Lục Du Thược của muội đang bị Thiên Long Tông trong Trung Minh thế giới của Thái Minh Đại Thiên thế giới đuổi giết được một đoạn thời gian rồi, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào." "Sư tỷ, muội muốn xuất cung, lập tức xuất cung." Lục Doanh ngẩng đầu nhìn Mỹ phụ nhân. Trong ánh mắt kia dường như người ta nhìn vào lập tức bị cướp đoạt sinh cơ, khí chất cao quý thanh nhã có hàn ý lan tràn, loại hàn ý này khiến cho ánh mắt của Mỹ phụ nhân kia cũng âm thầm biến đổi. "Yên tâm đi, ta đã sắp xếp rồi, nhị sư tỷ của muội sẽ tự mình dẫn muội đi một chuyến, hy vọng nhị tỷ muội không có việc gì." Mỹ phụ nhân gật đầu nói với Lục Doanh. Trong thiên địa, trong một mật địa bao la, trong không gian bao la hư vô tràn ngập thuộc tính phong đậm đặc. Trên một hồ nước bằng năng lượng trong không gian bao la có vô số xương cốt thú tộc khổng lồ, bên trên lan tràn ra uy áp khủng bố. Xương cốt thú tộc lơ lửng trên không trung, bên trên lan tràn ra uy áp khủng bố. Loại uy áp này khiến cho linh hồn rung động, người bình thường căn bản không thể đặt chân vào trong nơi này. Mỗi một bộ xương cốt của thú tộc khổng lồ trong nơi này đều cực kỳ quái dị, hình thái như hồ tộc, có 9 đuôi cực lớn, rập rạp, chằng chịt lơ lửng trên hồ nước bằng năng lượng trên không trung. Trong hồ nước bằng năng lượng cuồn cuộn màu trắng nổi lên chấn động kịch liệt, ở giữa có một vòng xoáy không ngừng xoay tròn, dẫn dắt năng lượng thiên địa không ngừng rót vào. Tiểu nha đầu này đã đánh vỡ vô số kỷ lục, trong tổ địa tẩy lễ của tộc lại có thể kiên trì tới 3 năm. Trước đây cho dù đệ tử có thiên phú mạnh nhất trong tộc, tối đa cũng chỉ có 2 năm mà thôi. Huyết mạch của tiểu nha đầu này còn không phải là cửu vĩ thiên hồ tinh khiết của tộc ta, còn kèm theo huyết mạch nhân tộc. Thế nhưng thiên phú không ngờ lại khủng bố như vậy. Tiểu nha đầu này quá kinh khủng, thiên phú bực này, so với đám người trẻ tuổi trong tộc mà nói, trên phương diện thiên phú không có ai có thể so sánh được với nó. Đợi một đoạn thời gian nữa, sẽ có thành tựu phi phàm. Chung quanh hồ nước bằng năng lượng trên hư không, phía xa xa có mấy đạo thân ảnh nam nữ tuấn lãng, mỹ mạo phi phàm lơ lửng trên không trung, mắt nhìn về phía vòng xoáy bằng năng lượng không ngừng cảm thán. Oanh! Bỗng nhiên, hồ nước bằng năng lượng ầm ầm run lên, giống như là có quả bom nổ tung dưới hồ nước bằng năng lượng, bên trong hồ nước bằng năng lượng nổi lên sóng to gió lớn. Lập tức xương cốt của một đầu cửu vĩ thiên hồ khổng lồ hiện lên trong vòng xoáy năng lượng. Xương cốt đầu cửu vĩ thiên hồ khổng lồ này dường như có chút không giống bình thường, trắng nõn không tì vết, toàn thân sáng óng ánh như ngọc, tuy rằng là thi thể, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thánh khiết, che giấu sinh cơ. Chung quanh xương cốt có năng lượng xoay tròn bao quanh không ngớt, trên xương cốt, quang mang màu trắng chói mắt run run, lan tràn ra vô số tia sáng trắng phóng lên trên không trung. Vô cùng huyền ảo tương liên với vô số xương cốt cửu vĩ thiên hồ đang lơ lửng trên không trung. Siêu siêu, vô số quang mang lập tức va chạm với xương cốt trên không trung. Lập tức trên vô số xương cốt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có quang mang tuôn ra, khí tức mênh mông phóng lên trời rồi lan tràn ra. Trong sát na này, cả hư không bao la đột nhiên run lên,
uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra. Ầm ầm, ngoài hồ nước bằng năng lượng, trong thiên địa bao la, cả thiên địa ầm ầm run lên, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, thiên địa bắt đầu rung chuyển, uy áp không hiểu bắt đầu tràn ra. Đây là, trong phiến thiên địa này lập tức có vô số thân ảnh ngẩng đầu. Trong thiên địa này lan tràn ra uy áp không hiểu, khiến cho tất cả mọi người bị lực lượng áp chế tới từ huyết mạch là linh hồn. Tất cả mọi người nhanh chóng nhìn về phía nơi phát ra uy áp huyết mạch cực lớn. Là tổ địa trong tộc. Tổ địa trong tộc xảy ra động tĩnh cực lớn. Từng đạo khí tức khủng bố từ trong thiên địa lan tràn ra, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng cùng hướng về một phía. Trong cái hồ nước bằng năng lượng ở hư không bao la, từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Vô số ánh mắt nhìn vào xương cốt cửu vĩ thiên hồ khổng lồ trong hồ nước bằng năng lượng, cả đám lại lập tức nhìn nhau. Thi thể thánh hồ, là thi thể thánh hồ có động tĩnh. Nhìn hồ nước bằng năng lượng, ánh mắt tất cả mọi người thoáng cái ngây ngốc, cả đám run rẩy kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, thi thể cửu vĩ thiên hồ sáng óng ánh trong hồ nước bằng năng lượng đột nhiên bay lên, tương liên với hồ nước bằng năng lượng. Ở giữa có một đạo thủy trụ vài trăm mét bằng năng lượng phát ra chấn động và uy áp kinh người. Nâng thi thể sáng óng ánh của cửu vĩ thiên hồ lên trên không trung. Ngao 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 ngao. Cùng lúc này, trên không trung, quang mang trên vô số thi thể cửu vĩ thiên hồ trên không trung tràn ra, tựa như sống lại, xương cốt ken két rung động, phát ra âm thanh giống như long ngâm. Vô số thi thể cửu vĩ thiên hồ lập tức cung kính phủ phục với thi thể cửu vĩ thiên hồ sáng óng ánh kia, giống như là vật còn sống vậy. Siêu. Cùng một lúc, trong nghi tâm thi thể cửu vĩ thiên hồ đột nhiên có một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức phóng lên trời. Thân ảnh mềm mại này mang theo uy áp hóa thành một đầu cửu vĩ yêu hồ, toàn thân trắng noãn như ngọc, sau lưng có 9 cái đuôi lớn lan tràn ra kình phong xuyên thấu không gian. Thân hình mềm mại này hóa thành bản thể cửu vĩ thiên hồ, toàn thân lập tức tương liên với hồ nước bằng năng lượng, thi thể cửu vĩ thiên hồ sáng óng ánh cùng với vô số thi thể cửu vĩ thiên hồ chung quanh. Cả không gian lập tức hình thành một vòng tuần hoàn không ngớt, năng lượng cuồn cuộn không dứt không ngừng tràn vào trong cơ thể cửu vĩ thiên hồ, cả không trung cũng bắt đầu sôi trào. Ầm ầm, chỉ một lát, chung quanh ầm ầm vang vọng, khí tức chung quanh bản thể cửu vĩ thiên hồ bắt đầu biến hóa, bắt đầu tản ra một loại khí tức yêu mị tới tận cùng, chỉ là bên trong còn có khí chất thánh khiết, quanh thân quanh quẩn một tia sáng chói mắt, uy áp cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh. Ngao, bỗng nhiên trong miệng bản thể cửu vĩ thiên hồ này rít lên một tiếng, âm thanh tựa như sói tru, long ngâm, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt có quang mang quỷ dị lan tràn ra. Cùng lúc đó, trong nghi tâm có một đạo hỏa diễm thần bí giống như phù văn sống lại xuất hiện, vô cùng huyền ảo. Phù văn màu trắng bắn ra quang mang màu trắng chói mắt khiến cho hai mắt trên bản thể cửu vĩ thiên hồ lúc này cũng giống như là trăng sáng, quang mang thánh khiết mà chói mắt. Ầm ầm. Trong hư không gió nổi mây phun đột nhiên vang vọng tiếng sấm, thiên địa rung chuyển không ngớt. Cơ hồ tất cả người chung quanh lúc này nhìn thấy bản thể cửu vĩ thiên hồ xinh đẹp trên không trung, máu tươi trong cơ thể sôi trào, ánh mắt run rẩy, tự dưng cảm thấy uy áp tới từ huyết mạch là linh hồn không có cách nào cự tuyệt. Ngao ngao, người thực lực thấp một ít đã bắt đầu phủ phục trên không trung, loại uy áp này tới từ huyết mạch và linh hồn, căn bản không có cách nào chống cự. Đây là Thánh Hồ Thiên Nhãn a, Thánh Hồ Thiên Nhãn xuất thế. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chúng ta sau bao nhiêu năm rốt cuộc lại lần nữa có Thánh Hồ Thiên Nhãn xuất thế. Thánh Hồ Thiên Nhãn, tiêu chí của Thánh Hồ Quy Vi, Thiên Hữu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Trong hư không chung quanh, từng đạo âm thanh run rẩy, ánh mắt run run, không ngừng có người hóa thành bản thể Cửu Vĩ Thiên Hồ phủ phục giữa không trung. Siêu siêu. 9 cái đuôi trắng tinh của cửu vĩ thiên hồ phóng lên trời, cuối cùng tựa như một cái quạt xếp lại, bắn ra một đạo quang trụ chói mắt lên trời sau đó quang trụ dần dần tiêu tán. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, đạo quang trụ màu trắng kia thu liếm, mọi người có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp mơ hồ bên trong. Siêu. Khi một đạo quang mang màu trắng cuối cùng bị thân ảnh mềm mại kia thu vào trong cơ thể, một thiếu nữ mặc bộ váy dài màu trắng đạp không lơ lửng đứng đó, hai mắt khép hờ. Khí chất có vẻ tươi tắn yêu nhã, tùy ý mà không mất đi vẻ trang nhã, trong cao quý lại lộ ra vũ mị, mị hoặc không nói nên lời. Loại vũ mị này mị hoặc tới mức tận cùng, trở thành thánh khiết. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng này lập tức mở ra mắt ra, trên khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt thánh khiết kia dường như khiến cho thiên địa động dung. Trong nháy mắt khi nữ tử này mở mắt ra,
không trung bỗng nhiên run lên giống như động dung. Bái kiến Thánh Hồ. Cùng lúc này, trong không gian chung quanh, vô số thân ảnh dập dạng chung quanh cung kính hành lễ. Lục Âm tiểu sư tổ, ta đã tra được tin tức mà người muốn tìm. Đoạn thời gian ngắn trước trong vạn thế đối quyết của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới xuất hiện một Lục Lâm Thiên, người này tạo thành không ít động tĩnh. Trong một đình viện phong cách cổ xưa, một nam tử trung niên có khuôn mặt anh tuấn cung kính mang theo một ít bất đắc dĩ và biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía Lục Âm rồi nói. Là phụ thân ta, ta muốn lập tức đi tìm phụ thân ta. Ánh mắt Lục Âm run lên. Tiểu sư tổ, người vừa mới trở thành thánh hồ trong tộc, cũng vừa mới đột phá đại đạo cảnh, không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Loại thực lực này dù sao đi ra ngoài cũng còn quá yếu. Trung niên tuấn lãng nói với Lục Âm. Xích Thiên, ngươi muốn thế nào? Đừng quên tuy rằng ngươi là tộc trưởng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thế nhưng dựa theo bối phận mà nói, ta lại là sư tổ của ngươi. Ta hiện tại là thánh hồ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, ngươi không quản được ta. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Âm lập tức trừng mắt nhìn về phía trung niên tuấn lãng kia, ánh mắt khẽ đảo, miệng nở nụ cười giảo hoạt, nói. Xích Thiên tộc trưởng, ta đi gặp phụ thân ta rồi trở lại, cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Ngươi không cho ta đi, đối với chúng ta mà nói đều không có chỗ tốt, ngươi nói xem có đúng không? Ai? Xích Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong thiên địa này người dám nói với hắn như vậy quả thực không có mấy ai, nhưng tiểu nha đầu này là một người trong số đó. Tiểu nha đầu này là đệ tử thân truyền của lão tổ, dựa theo bối phận mà nói là sư tổ của hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nói. Ngươi muốn đi ra ngoài thì có thể. Bất quá ta sẽ phái người đi cùng với người. Người đừng có chạy lung tung là được rồi, bằng không ta sẽ không để cho người ra ngoài. Không thành vấn đề, ta vô cùng dễ nói chuyện. Lục Âm lập tức nở nụ cười thỏa mãn, vỗ vỗ bả vai Xích Thiên, lập tức hoạt bát đi ra khỏi đình viện phong cách cổ xưa. Tiểu nha đầu này. Xích Thiên nhìn qua đạo thân ảnh xinh đẹp đang cao hứng rời đi kia đứng chắp tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười, thì thào nói. Cũng không biết là từ nơi nào tới, thiên phú quá kinh khủng. Trong thiên địa, trong một sơn mạch bao la khôn cùng, năng lượng thiên địa ở nơi này tràn ngập, nồng đậm không thôi. Ầm ầm. Ở chỗ sâu trong sơn mạch, trong cửa vào không gian vừa mới bị phong bế, cả không gian bỗng nhiên run lên, giống như đất rung núi chuyển, lập tức có ba thân ảnh thiếu niên bắn ra, ba thiếu niên này đều tuấn lãng bất phàm, khóe miệng có chút tà khí, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân có vết máu. Tay nắm một thanh linh khí quái dị, tạo hình quái dị, thế nhưng không thể nghi ngờ đã đạt tới cấp độ linh khí áo nghĩa. Quanh thân tràn ngập khí tức sát phạt sắc bén, còn có uy áp linh khí áo nghĩa khiến cho ba người này tuy rằng là ba đại đạo cảnh trung giai, thế nhưng lại có khí tức đủ để khiến cho niết bàn cảnh tự nhiên kinh hãi, lạnh mình. Siêu siêu, ba thanh niên này ra khỏi không gian bị phong bế, khí tức sát phạt trên người thu liếm, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự vui vẻ. Nhìn một cái huy chương tinh xảo trên bả vai, ba người nhìn nhau cười, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi trước mặt, thanh niên chính giữa nói. Ba lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ném chúng ta vào mật cảnh thứ tư là có thể khiến cho chúng ta chịu khổ, không phải bây giờ huynh đệ chúng ta đã ra rồi hay sao? Ba tiểu tử mặt trắng đáng chết, kêu một tiếng sư phụ sư thúc sẽ chết sao? Có hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới hay không? Đương nhiên chúng ta hiểu kính trên nhường dưới, thế nhưng các ngươi thì sao? Cũng không thấy các ngươi nhường chúng ta a, nếu không phải ba huynh đệ chúng ta da dày thịt éo, sợ rằng đã sớm bị ba lão gia hỏa ngươi hành hạ cho tới chết rồi. Thanh niên bên trái nở nụ cười, tức giận nói với người vừa mới nói kia. Ba tiểu tử mặt trắng, chúng ta đang rèn luyện các ngươi, hiểu không? Một lão giả ở giữa khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn ba thiếu niên này rồi lập tức nói. Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, có một tin tức liên quan tới người mà các ngươi muốn tìm. Sư phụ, có tin tức của ai vậy? Ánh mắt Lục Thành run lên, hai người Lục Trực, Lục Phương cũng nhìn về phía lão giả này. Hiện tại cũng biết gọi một tiếng sư phụ rồi sao? Lão giả này nhìn ba người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không lâu trước ta nhận được tin tức, trong Trung Minh thế giới, người của Thiên Long Tông đang truy sát một thiếu nữ. Dựa theo tin tức của các ngươi mà nói, hẳn là nhị tỷ du thừa của các ngươi. Thiên Long Tông. Ba người Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương nghe vậy, khí tức sát phạt ở trong cơ thể lập tức tràn ra, sát ý trong mắt cuồn cuộn. Trong thiên địa, núi non trùng điệp,
một mảnh xanh ngắt. Giống, ngao, ô, trong không gian, trên dãy núi có vô số tiếng thú giống vang lên. Trước một cung điện khổng lồ có một quảng trường bao la khôn cùng, từng đạo thân ảnh hội tụ, chúng nhân đứng đó, dường như đang chờ đợi thứ gì. Trong đám người có một thanh niên áo vàng được người khác vây quanh, tóc vàng hơi xoăn, trong mi tâm có ấn ký màu vàng, vừa tôn quý lại tràn ngập vẻ thần bí mà yêu mị, hai mắt khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác muốn thần phục. Đội trưởng, đánh bại Cầu Cuồng là có thể trở thành thần thú đại tướng. Cầu Cuồng 500 năm trước chính là niết bàn cảnh cao giai, cũng khó đối phó, thiên phú rất mạnh. Một đường có thể đi tới đây thực lực cũng vô cùng biến thái, lát nữa đội trưởng nhất định phải cẩn thận. Sau lưng thanh niên mặc cẩm bào màu vàng này có mấy người khẽ nói với hắn. Thanh niên mặc cẩm bào màu vàng mỉm cười, nhìn về phía trước quảng trường, ánh mắt lạnh lùng, dường như cảm thấy cái gì đó mà lập tức nhìn lên trên đài cao. Bên người không ít thân ảnh già nua có một thân ảnh xinh đẹp mang theo khí chất cao quý ngồi đó, vẻ mặt thanh tú, lặng lặng ngồi đó thế nhưng cũng giống như đóa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, ánh mắt của nữ tử này nhìn về phía thanh niên mặc cẩm bào màu vàng tràn ngập sự vui vẻ. Khóe miệng mỉm cười giống như muôn hoa đua nở. Trên quảng trường, một người thanh niên xuất hiện, thân hình vạm vỡ, toàn thân lộ ra khí thế bá đạo, dũng mãnh, nhìn thấy nữ tử kia đang mỉm cười với thanh niên mặc cẩm bào màu vàng. Ánh mắt người này lập tức nhìn về phía thanh niên mặc cẩm bào màu vàng, nói. Long Huyền, lên đây đi, chúng ta đã đợi ngày hôm nay từ lâu, cho ta xem, rốt cuộc ngươi có thực lực gì, thần thú đại tướng chỉ thuộc về cường giả chính thức. Mà ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành đá kê chân, đạp lên ngươi trở thành thần thú đại tướng. Thanh niên này dứt lời, bầu không khí trong quảng trường lập tức như cứng lại. Thần thú bí cảnh tồn tại nhiều năm như vậy. Cơ hồ tất cả người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất đều tiến vào trong thần thú bí cảnh, tiến bước đều cực kỳ khủng bố. Bản thân Cầu Cuồng chính là một trong những người có thiên phú mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi, lần này lại từ thần thú bí cảnh đi ra, một đường chiến đấu dường như còn chưa vận dụng toàn lực. Nghe nói các trưởng lão đã từng lén nói qua, Cầu Cuồng vốn chính là phò mã tốt nhất của Tĩnh Thần công chúa. Long Huyền cũng không phải là kẻ yếu, thực lực cũng khủng bố. Nghe nói Tĩnh Thần công chúa đã âm thầm hứa hẹn với Long Huyền này. Xem ra trận chiến cuối cùng này không chỉ đơn giản là tranh giành chức thần thú đại tướng, sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Chung quanh quảng trường có vô số tiếng nghị luận lặng lẽ vang lên, ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào màu vàng rung động, nhìn qua thanh niên vạm vỡ, khí thế bá đạo kia, ánh mắt lặng lẽ tràn ngập chiến ý. Siêu! Bàn chân khẽ điểm nhẹ mặt đất, thân hình tiểu long lập tức lăng không rơi vào trên quảng trường. Mắt nhìn thanh niên trước mắt rồi nói. Cầu Cuồng, ngươi có thể động thủ. Ngươi dù sao cũng là người từ bên ngoài tới, ta chưa từng chính thức coi ngươi như người một nhà, ở xa tới là khách, cho nên nhường ngươi xuất thủ trước. Âm thanh nhà nhạt từ trong miệng Cầu Cuồng vang lên. Tiểu Long nhìn thẳng về phía Cầu Cuồng, ánh mắt rung động, khẽ mỉm cười nói. Hay là ngươi xuất thủ trước đi, sau khi ta ra tay ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Ha ha. Cầu Cuồng nở nụ cười ha hả, tiếng cười bá đạo, bước ra một bước, khí thế bàng bạc giống như là núi lửa bị đè nén tuôn ra, lập tức mênh mông cuồn cuộn tràn ngập cả không gian trong thiên địa này, khí thế bá đạo, dũng mãnh. Long Huyền, người nghĩ chỉ bằng vào chút thực lực và thiên phú của ngươi là có thể liều lĩnh trước mặt ta sao? Muốn tìm chết vậy thì để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu phân lượng mà dám liều lĩnh trước mặt ta. Khí thế cuồn cuộn lan tràn, khi Cầu Cuồng dứt lời. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình Vepsilon T lên trên không trung, bàn tay nắm chặt. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ, không gian chung quanh lập tức run lên, quyền ấn lập tức đánh về phía Tiểu Long. Oanh! Một quyền này đánh ra, không gian bị vỡ nát, lực lượng khủng bố chỉ trong thoáng chốc dùng xu thế khủng bố đánh về phía Tiểu Long. Cũng không phải yếu. Nhìn đạo quyền ấn này đánh tới, trong đôi mắt thâm thúy đen kịt của Tiểu Long hiện lên sự vui vẻ. Bàn chân lập tức đạp mạnh mặt đất, thân hình giống như một mũi lên rời cung, dưới chân vang lên một tiếng nổ vang trầm thấp, thân hình màu vàng lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng mơ hồ, trong giây lát bắn ra phía trước, đồng thời tay nắm lại, một đạo quyền ấn được ngưng tụ, nghênh đón Cầu Cuồng. Trong sát na, nhìn thấy Tiểu Long không ngờ lại dùng phương thức ngạnh kháng với mình, Cầu Cuồng nở nụ cười châm chọc, bàn tay cực lớn giống như một cái nồi đất nắm lại, nguyên lực thuộc tính hỏa cuồn cuộn tuôn ra. Nắm tay lập tức hóa thành dung nham, trước nắm tay,
khe nứt không gian đen kịt mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời khuếch tán, hung hăng va chạm với quyền ân của Tiểu Long. Tất cả đều giống như thiểm điện, hai đạo quyền ấn mạnh mẽ va chạm vào nhau, thân hình hai người đồng thời ngừng lại trên không trung trong giây lát, không gian chung quanh thân hình hai người dưới hai đạo công kích va chạm lập tức vỡ nát. Loại va chạm này khiến cho vô số người vây xem chung quanh hãi hùng khiếp vía, nín thở. Phanh! Tiếng nổ trầm thấp lập tức truyền ra, trong chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo quyền ấn hung hăng va chạm, quyền ấn của Cầu Cuồng đè quyền ấn của Tiểu Long xuống bên dưới. Khuôn mặt Tiểu Long vẫn vô cùng lạnh nhạt, cùng lúc, trên nắm tay có một đạo hỏa diễm màu vàng tuôn ra. Khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức chút vào trong quyền ấn của Cầu Cuồng. Loại nóng bỏng trên hỏa diễm màu vàng này so với sự nóng bỏng trên tay Cầu Cuồng còn khủng bố hơn nhiều, còn mang theo khí tức hủy diệt. Xoạt xoạt! Dưới cỗ khí tức nóng bỏng khủng bố này, trước quyền ấn của Cầu Cuồng, hỏa diễm màu vàng nổ tung, không gian bị diệt sát. Thân hình lảo đảo lui ra, sắc mặt đại biến, mà thân hình Tiểu Long chỉ hơi lay động một chút mà thôi. Long huyền mạnh như vậy sao? Nhìn thấy cảnh này, vô số người vây xem kinh ngạc khiếp sợ, trên đài cao, không ít thân ảnh già nua cũng vô cùng động dung. Có chút bổn sự, không thể không nói ngươi đã chọc giận được ta. Cầu Cuồng một chiêu bị đẩy lui, sắc mặt có chút khó chịu, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ giận dữ, lưu quang từ trong thân hình tràn ra. Đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ. Ngao! Tiếng long ngâm truyền ra, Cầu Cuồng hóa thành bản thể là một đầu cự long khổng lồ có sừng, toàn thân màu đỏ giống như dung nham nóng bỏng, trên lân phiến toàn thân giống như có hỏa diễm tràn ra. Hai sừng trên đầu có hình dáng giống như đinh ốc, cũng có hỏa diễm tràn ra, nhiệt độ cao khủng bố lan tràn ra trong phiến thiên địa này. Sau khi hóa thành bản thể khổng lồ lơ lửng trên không trung, con mắt lớn của Cầu Cuồng hiện lên sự giận dữ. Uy thế kinh người, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa tràn ngập ra phiến thiên địa này. Toàn thân đỏ thẫm, thân hình chấn động mang theo tiếng gầm gừ giống như tiếng sấm rền, lập tức phóng về phía Tiểu Long. Mắt thấy bản thể khổng lồ của Cầu Cuồng rít gào vào tới, thân hình Tiểu Long dưới hình dáng nhân loại có chút nhỏ bé, thế nhưng uy thế trên người lúc này lại không dưới Cầu Cuồng bao nhiêu, cũng không có ý tứ né tránh, thủ ấn trong tay biến hóa. Năng lượng thiên địa trên không trung lặng lẽ hội tụ. Quang mang bí văn huyền ảo lặng lẽ hiển hiện quanh thân Tiểu Long. Quanh thân Tiểu Long có bí văn huyền ảo hiển hiện, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra đây là một đầu thú ảnh quy xà tương giao, lặng lẽ xuất hiện, không có một chút khí tức nào, vô thanh vô tức. Oanh! Trong chớp mắt ngắn ngủi, bản thể khổng lồ tràn ngập lân phiến giống như dung nham nóng bỏng của Cầu Cuồng mang theo nhiệt độ nóng bỏng dùng xu thế như sấm sét ầm ầm va chạm với thân hình nhỏ bé của Tiểu Long. Không gian chung quanh dưới sự va chạm dũng mãnh, khủng bố này bị vỡ nát, hỗn loạn tới mức khiến cho người ta khó có thể dò xét bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, sau khi không gian ầm ầm run lên, vô số ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước lập tức nhảy dựng lên, chỉ thấy lúc này, cái sừng bên trái trên cái đầu khổng lồ dữ tợn của Cầu Cuồng đã bị tay trái của Tiểu Long nắm trên không trung, mạnh mẽ ngăn cản bước tiến của thân hình khổng lồ kia. Cự Long có sừng mang theo lực lượng ngập trời trước mặt Tiểu Long không ngờ tất cả lực lượng đều biến mất, vô cùng quỷ dị. Một đầu tạp Long có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Ta đã 5 lần 7 lượt nhẫn nhịn ngươi, thế nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Tiếng quát vừa dứt, một tay Tiểu Long cầm lấy sừng Cự Long, 5 ngón tay của tay phải nắm chặt thành quyền, một đạo quyền ấn lập tức dùng xu thế như sấm sét, giống như mũi tên rời cung bắn ra. Không gian ven đường đều bị quyền ấn mạnh mẽ phá nát, quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên đầu Cự Long có sừng. Oanh! Dưới một quyền này, trên trán đầu Cự Long có sừng kia có tia lửa bắn ra 4 phía, hỏa diễm màu vàng lan tràn. Bản thể Cự Long có sừng khổng lồ lập tức từ trên không trung hung hăng rơi xuống mặt đất, thân hình to lớn khiến cho vô số đất đá trên quảng trường bắn ra 4 phía, vết nứt trên mặt đất lan tràn, mãi một lúc sau mới dừng lại. Thật mạnh! Thực lực Long Huyền không ngờ đã tới tình trạng này. Nhìn thấy thân hình Cự Long có sừng của Cầu Cuồng bị đánh bay xuống quảng trường, không ít ánh mắt lần nữa tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngao! Bản thể khổng lồ của Cầu Cuồng lần nữa nhảy lên trên không trung, một quyền kinh khủng kia của Tiểu Long vừa rồi dường như cũng không tạo thành tổn thương quá lớn cho hắn. Bản thể khổng lồ của Cầu Cuồng xoay quanh trên không trung, đôi mắt to lớn nhìn về phía Tiểu Long tràn ngập tinh quang, rít lên một tiếng dữ tợn rồi nói. Long Huyền, quả nhiên ngươi có một chút thực lực,
vốn ta cho rằng không cần bao nhiêu khí lực là có thể thu thập được ngươi, xem ra muốn thu thập ngươi ta phải phí không ít công phu. Dứt lời, bản thể khổng lồ của Cầu Cuồng xoay quanh giữa không trung, khí tức toàn thân lần nữa kéo lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, khí thế bỗng nhiên kéo tới một đẳng cấp hoàn toàn mới. Chỉ một thoáng cả không trung gió nổi mây phun, khí tức mênh mông hàng lâm, uy áp trong lúc vô hình khiến cho không ít người vây xem chung quanh có thực lực thấp bị áp bách cực lớn. Tuyên cổ cảnh sơ giai, không ngờ lần này Cầu Cuồng ở trong thần thú bí cảnh lại đột phá tới tuyên cổ cảnh. Đặt chân tới tuyên cổ cảnh, từ nay về sau đã cách biệt giống như trời và đất với thiên địa. Cầu Cuồng quả nhiên đã đột phá tuyên cổ cảnh trong thần thú bí cảnh, sợ rằng vì ngày hôm nay Cầu Cuồng đã không còn kiên nhẫn, hiện tại cuối cùng cũng đột phá tới tuyên cổ cảnh. Trên đài cao, không ít thân ảnh già nua thấy vậy cũng động dung. Ngao! Cầu Cuồng rít gào, khí tức trên người giờ phút nay tăng vọt, không tiếp tục che giấu, thực lực đã là tuyên cổ cảnh sơ giai. Thân hình khổng lồ mang theo khí tức nóng bỏng cuồn cuộn lần nữa xẹt qua không gian xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Cầu Long hỏa vĩ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, bản thể Cầu Long kéo tới trước mặt Tiểu Long, cái đuôi lớn cuồn cuộn trong sát na mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng khó có thể hình dung, nương theo khí tức tuyên cổ cảnh quật về phía trước. Khí thế rung động này khó có thể diễn tả bằng lời, nếu không phải không gian này cũng không phải là tiểu thế giới. Bằng không dưới cái đuôi lớn này sợ rằng cũng đủ để khiến cho một tiểu thế giới bị vỡ nát. Phanh! Dùng thực lực của Cầu Cuồng hiện tại, khí tức trong lúc vô hình đã khiến cho không trung vặn vẹo, cái đuôi cuồn cuộn giống như thiên thạch bằng hỏa diễm đánh xuống, lập tức đánh vào trên người Tiểu Long. Oanh! Cả không trung trong chốc lát bị xuyên thủng thành hư không, bị nhiệt độ khủng bố phủ lên một màu đỏ thẫm, mảnh vỡ không gian bắn tứ tung, từng vết nứt không gian mang theo hỏa diễm như thực chất lan tràn ra. Trước mặt thực lực như vậy, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Tiểu Long, không biết hiện tại Tiểu Long còn có thể chống lại Cầu Cuồng khi Cầu Cuồng đã bộc lộ toàn bộ thực lực được hay không. Trong hư không hỗn loạn, không gian lập tức khôi phục lại, một đạo thân ảnh màu vàng lập tức xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Vậy mà không có việc gì, không ngờ Long Huyền lại không có việc gì. Khí tức này không đúng, rất không đúng. Đây là khí tức của tuyên cổ cảnh. Tuyên cổ cảnh sơ giai, Long Huyền cũng đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai. Mọi người chung quanh xôi trào, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiểu Long. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, khí tức trên người Tiểu Long lúc này không dưới Cầu Cuồng, tuyên cổ cảnh sơ giai, chuyện này khiến cho đám người trên đài phía xa không có cách nào bình tĩnh được, bởi vì tốc độ đột phá của Tiểu Long quá nhanh. Tiểu Long đạp không đứng lơ lửng, quanh thân hình hắn tràn ngập khe nứt bí văn huyền vũ giống như thực chất. Mang theo khí tức rung động lòng người lan tràn ra trong không gian. Uy áp khủng bố không hiểu lan tràn, loại uy áp khủng bố này khiến cho tất cả mọi người chung quanh cảm thấy máu tươi sôi trào, linh hồn phát run. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi cũng là tuyên cổ cảnh sơ giai? Lúc trước tu vi ngươi mới có bao nhiêu chứ? Không có khả năng, tại sao ngươi lại đột phá nhanh như vậy? Trong cặp mắt vĩ đại của Cầu Cuồng hiện lên sự kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, bản thể Cầu Long run lên. Miệng hét lớn một tiếng. Cầu Long hóa thiên. Ngao. Âm thanh long ngâm vang lên, trên bản thể Cầu Long có hỏa diễm cuồn cuộn thẩm thấu ra, kéo theo áo nghĩa thuộc tính hỏa, trong phiến thiên địa này lập tức có năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa lan tràn, trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến hư không đột nhiên có nhiệt độ cao kinh khủng xuất hiện, một mảnh hỏa diễm giống như dung nham cuồn cuộn bao phủ Tiểu Long. Oanh. Cả không gian lập tức run lên, dung nham nóng bỏng cuồn cuộn, hình thành một biển dung nham. Khí tức khiến cho người ta rung động, sợ hãi lặng lẽ lan tràn ra. Siêu siêu. Dung nham bằng hỏa diễm lan tràn tới Tiểu Long, dùng xu thế hủy diệt vạn vật hội tụ chung quanh. Cầu Long hóa thiên, thủ đoạn thiên phú mạnh nhất trong Cầu Long tộc, không ngờ Cầu Cuồng đã đi tới một bước này. Cầu Long hóa thiên của Cầu Long nhất tộc, uy lực cực kỳ khủng bố, mà ngay cả thế giới cũng có thể bị phá hủy thành hư vô. Dưới nhiệt độ khủng bố như vậy. Không ít người vây xem chung quanh cũng chỉ có thể liên tiếp lui lại, dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia linh hồn bọn họ đau đớn kịch liệt, trong đầu có cảm giác mê muội, căn bản không thể chống lại nhiệt độ cùng với uy áp khủng bố như vậy. Siêu siêu. Giữa không trung, dung nham bằng hỏa diễm khủng bố phóng lên trời, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn ra, không gian bị nhiệt độ cao khủng bố này hòa tan. Không gian dễ dàng bị phá hủy, lập tức lan tràn về phía Tiểu Long. Tuyên cổ cảnh sơ giai cũng không phải yếu. Nhìn về phía Cầu Cuồng,
đồ ván bí văn huyền vũ quanh thân tiểu long xoay tròn, trong mắt, hàn ý lạnh lẽo bắn ra. Siêu. Nhưng vào lúc này, ấn ký con mắt thứ ba tà dị mà yêu mị kia trong lúc mơ hồ có hỏa diễm màu vàng nhảy nhót, trong đôi mắt đen nhanh mà thâm thúy có tinh mang khiến cho linh hồn người ta rung động bắn ra. Oanh! Trong sát na này, chẳng biết tại sao không gian tự dưng run lên, dưới ánh mắt rung động, kinh ngạc của tất cả mọi người, cả không gian phong vân biến sắc, chỉ một thoáng, cả không gian đột nhiên lờ mờ, cuồng phong rít gào, giống như tiếng sấm. Thiên long ngâm! Miệng rồng của tiểu long khẽ quát một tiếng, tiếp đó, trong nháy mắt quanh thân run lên, trong hư không có một đầu thanh long bằng hư ảnh so với bản thể thanh long không kém bao nhiêu xoay quanh không gian chung quanh tiểu long, cực kỳ huyền ảo. Ngao! Ngao! Tiểu long đạp không đứng lơ lửng, đột nhiên há mồm rít gào với dung nham bằng hỏa diễm cuồn cuộn đang lao về phía mình trước mắt, hư ảnh thanh long đang xoay quanh không gian cũng mở cái miệng rộng dữ tợn rít lên một tiếng. Tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Tiếng long ngâm này khiến cho linh hồn tất cả mọi người run rẩy, trong đó còn có một loại uy áp tới từ huyết mạch cùng với linh hồn. Loại uy áp này không ai có thể chống lại, giống như có người đang cầm búa gõ vào trong linh hồn, tiếng long ngâm vang lên giống như búa không ngừng gõ lên linh hồn, căn bản khó có thể ngăn cản. Ngao ngao ngao, tiếng long ngâm vang vọng không ngừng, khiến cho không gian chung quanh xuất hiện chấn động quái dị, chỉ thấy dưới mấy tiếng long ngâm này. Không biết tại sao dung nham bằng hỏa diễm cuồn cuộn lan tràn lại đột nhiên dừng lại, mà ngay cả bản thể cầu cuồng cũng ngây ngốc lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, tiểu long xuất động, hư ảnh thanh long quanh thân phai nhạt, thân hình được vòng quang mang bằng đồ án bí văn huyền vũ bao phủ, thân hình xuyên qua dung nham bằng hỏa diễm nóng bỏng, một đạo chảo ấn được ngưng tụ trước người, nhanh chóng cách không chộp về phía trước. Thiên long chảo. Một chảo của tiểu long cách không đánh xuống. Uy áp khủng bố khiến cho lòng người rung động lập tức hàng lâm, không gian phía dưới cứng lại rồi đột nhiên run lên, dung nham bằng hỏa diễm bị chộp, thiên địa lờ mờ. Một đạo chảo ấn cự lớn mang theo mây đen cuồn cuộn bắt đầu kéo tới, không gian ven đường bị xé rách, rạn nứt, vô số khe nứt đen kịt xuất hiện. Không gian chung quanh chảo ấn dễ dàng bị xé rách, chảo ấn đánh vào cái eo trên thân hình khổng lồ của cầu cuồng, chảo ấn khổng lồ nắm chặt, nắm lấy thân hình khổng lồ của hắn trên lòng bàn tay. Cả quảng trường bao la lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh hít sâu vào khí lạnh vang lên. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng, long huyền này quá mức bá đạo, cường hãn, không ngờ có thể nắm cầu cuồng vào trong lòng bàn tay. Cầu cuồng, cho dù ngươi tới tuyên cổ cảnh sơ giai, ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là một đầu tạp long làm trò hề mà thôi, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách kêu gào. Tiểu long lơ lửng trên không trung. Hư ảnh huyền vũ bằng bí văn quanh quẩn, trường bào màu vàng không gió mà bay, khí thế sắc bén tràn ngập. Khi âm thanh vừa dứt, tiểu long phất tay một cái, chảo ấn cực lớn trong không gian đập cầu cuồng ở trên không trung xuống quảng trường. Phanh! Bản thể khổng lồ của cầu cuồng ầm ầm đập vào quảng trường, kình phong bằng năng lượng cuồng bạo lan tràn, quảng trường khó có thể phá hủy cũng bị mạnh mẽ chấn vỡ. Từng khe nứt trên mặt đất cùng với vết nứt không gian đen kịt lan tràn về phía xa. Phụt, cầu cuồng bị đập xuống vô cùng thê thảm, máu tươi trong miệng phun ra. Ực, trong đám người vây xem bên ngoài yên tĩnh dần dần vang lên âm thanh nuốt nước bọt, cầu cuồng bằng vào tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai có thể nói là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Thế nhưng lại bị người ta nhẹ nhõm giải quyết, chuyện này khiến cho người ta khó có thể tin được, thế nhưng tận mắt nhìn thấy tất chuyện này khiến cho tất cả mọi người không thể không tin. Thiên long ngâm, thiên long chảo, chẳng lẽ... Trên đài, từng đạo thân ảnh già nua nhìn thấy tiểu long, thế nhưng cũng không quá chấn động vì tiểu long nhẹ nhàng đánh bại cầu cuồng, mà cả đám sau khi nhìn nhau, từng ánh mắt già nua bắt đầu rung động. Long huyền, sao ngươi lại hiểu thiên long ngâm và thiên long chảo, chẳng lẽ ngươi? Trên đài cao, một đạo thân ảnh già nua đứng dậy, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía tiểu long. Những năm này ở trong thần thú bí cảnh ta được long thần trong những thần thú truyền thừa. Tiểu Long nhìn qua lão giả đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Chúc mừng ngươi trở thành thần thú đại tướng nhỏ tuổi nhất, ta đã nói từ trước, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành thần thú đại tướng, ta không nhìn nhầm ngươi. Một lát sau, trong cung điện hùng vĩ có một nữ tử tuyệt mỹ nói với Tiểu Long. Ta thậm chí còn có một loại cảm giác, có lẽ hiện tại cho dù ta dùng toàn lực cũng không nhất định có thể làm gì được ngươi. Đa tạ tính thần công chúa luôn chiếu cố. Tiểu Long nói. Ta nói rồi,
cứ gọi ta là Tĩnh Thần là được rồi. Tĩnh Thần công chúa nhìn qua Tiểu Long, lập tức nói. Ngày hôm nay ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã giúp ngươi tìm thấy lão đại ngươi rồi. Thật sao? Tiểu Long nghe vậy ánh mắt lập tức run lên, hai tay lập tức nắm lấy tay của Tĩnh Thần công chúa rồi nói. Mau nói cho ta biết xem, lão đại ta ở đâu? Ngươi đừng có kích động. Tĩnh Thần nhìn thấy Tiểu Long cầm hai tay mình, khuôn mặt ửng đỏ, nói. Đoạn thời gian trước người ta phái ra tìm hiểu tin tức rốt cuộc cũng truyền lại tin tức, nói là trong vạn thế đối quyết trên thượng thanh đại thiên thế giới xuất hiện một người gọi là Lục Lâm Thiên, giống miêu tả của ngươi như đúc, có lẽ chính là người ngươi muốn tìm. Thượng thanh đại thiên thế giới, ta muốn lập tức tới đó. Trong mắt Tiểu Long hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức buông hai tay Tĩnh Thần công chúa, hai tay kinh hỉ mà nắm chặt. Mấy chục năm nay, trừ bế quan ra, mỗi một ngày hắn đều nhớ tới lão đại. Trong thượng thanh đại thiên thế giới muốn tìm một người quả thực chính là mò kim đáy biển, có tin tức, cho nên Tiểu Long hận không thể lập tức chạy tới. Ngươi đừng có qua đó, người ngươi muốn tìm không ở trong thượng thanh đại thiên thế giới. Tĩnh Thần công chúa vội vàng nói. Có ý gì? Tiểu Long lập tức nói. Tĩnh Thần công chúa nhìn Tiểu Long nói. Ta vốn định để cho ngươi kinh hỉ, muốn phái người tìm rồi mời người cần tìm tới đây, để cho hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Thế nhưng không ngờ, ta phái người đi qua đó thì người ta không có mặt ở đó. Bên kia truyền tới tin tức, giống như đã xảy ra chuyện lớn. Nghe nói nhi nữ của lão đại ngươi bị Thiên Long Tông trong Trung Minh Trung Thiên thế giới của Thái Minh Đại Thiên thế giới đuổi giết, Lục Lâm Thiên mang theo không ít cường giả trong cả vô sắc Trung Thiên thế giới đi tới đó cứu người. Tin tức này là thật hay giả? Hai mắt Tiểu Long bỗng nhiên nhìn chăm chú vào hai mắt của Tĩnh Thần công chúa, khí tức khác thường chấn động đang dần dần lan tràn. Có lẽ không sai. Tĩnh Thần công chúa gật đầu nói, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này giống như là một người khác, nàng chưa từng thấy trên người Tiểu Long có khí tức như vậy, khí tức này lạnh lẽo, mà bên trong còn có sát ý không thèm che giấu. Tĩnh Thần, ta có quyền mang theo bao nhiêu đại quân? Tiểu Long nhìn qua Tĩnh Thần rồi hỏi. Ngươi đã là thần thú đại tướng, dựa theo quy củ mà nói, có thể điều khiển được đại quân. Tĩnh Thần nhìn Tiểu Long hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tới Trung Minh thế giới sao? Đương nhiên. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, hàn ý trong mắt bắn ra. Nếu như có người xảy ra bất kỳ chuyện gì, mặc kệ là Thiên Long Tông hay bất kỳ thế lực nào, hay là có địa vị gì, ta sẽ huyết tẩy Thiên Long Tông, chó gà không tha. Tĩnh Thần do dự một chút. Khuôn mặt rung động, nói. Nếu như chúng ta mang đại quân tới Thái Minh Đại Thiên Thế Giới mà nói, sợ rằng sẽ gây ra không ít phiền phức. Dù sao Thái Minh Đại Thiên Thế Giới kia với chúng ta cũng nước sông không phạm nước giếng. Ta hiểu rồi, ta chỉ mang người của ta đi vậy. Tiểu Long nói. Trong sơn mạch bao la khôn cùng, mấy chiếc khôi lỗi tỏa giá mị ảnh phá không mà đi, lập tức xoay quanh trên không trung. Mấy khôi lỗi tỏa giá mị ảnh tổng cộng có mấy trăm đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức mênh mông bắt đầu hàng lâm vùng sơn mạch này. Siêu siêu, mấy trăm người hàng lâm khiến cho hơn 10 đạo thân ảnh từ trong sơn mạch lướt ra. Người tới là người phương nào? Sơn mạch U Cốc đã bị Thiên Long Tông ta phong tỏa, người không liên quan không nên tới gần. Hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí tức có chút sắc bén khuếch tán, từng ánh mắt nhìn vào mấy trăm người vừa mới xuất hiện. Thế nhưng lại đột nhiên thấy lạnh lẽo, muốn lui về sau cũng không kịp. Để lại hai người sống là được rồi. Lục Lâm Thiên nhìn hơn 10 đạo thân ảnh phía trước, trong mắt bắn ra hàn ý. Siêu siêu, thất kiếm, thất sát, âm quỷ, địa long, âm minh dạ xoa, người có tu vi đại đạo cảnh của hai hộ hoàng đội lướt đi, nhanh chóng bộc phát ra uy thế khủng bố, từng đạo công kích lập tức được ngưng tụ. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, không gian bị phá hủy. 10 đệ tử của Thiên Long Tông thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị diệt sát thần hồn câu diệt, căn bản không có lực chống lại, hai người còn sống cuối cùng thì bị hai người âm quỷ và địa long bắt tới trước người Lục Lâm Thiên. Hai đạo chảo ấn của Lục Lâm Thiên đặt lên đỉnh đầu của hai người, thi triển siêu linh thuật, mạnh mẽ xâm lấn không gian linh hồn của hai người này, lập tức dò xét linh hồn của hai người một lượt. Phanh phanh, cuối cùng hai người này dưới chảo ấn của Lục Lâm Thiên bị bóp nát. Thân hình hóa thành huyết phụ, thần hồn câu diệt. Cho dù là ai thì lúc này cũng có thể cảm nhận sát ý trên người Lục Lâm Thiên lúc này giống như núi lửa bị đè nén sắp phun trào, một khi triệt để bộc phát,
hậu quả không cần phải nói. Cường giả Thiên Long Tông đều ở sâu trong sơn mạch, bọn họ đang bố trí khốn thiên đại trận cho tới khi tìm ra người. Lục Lâm Thiên nói với chúng nhân sau lưng. Thủ đoạn linh hồn siêu tác. Không ít cường giả nhìn thấy Lục Lâm Thiên bóp nát hai đệ tử Thiên Long Tông kia đã biết rõ được tình huống đại khái, cũng không khó biết trên người Lục Lâm Thiên có thủ đoạn linh hồn siêu tác mà người ta kiêng kỵ vô cùng. Tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, có thủ đoạn linh hồn siêu tác cũng không quá nhiều, mà muốn thi triển thủ đoạn như linh hồn siêu tác, cần phải có linh hồn lực cường hãn. Đối với người có thủ đoạn linh hồn siêu tác, tất cả mọi người đều vô cùng kiêng kỵ, trước mặt loại người này khó có thể bảo toàn được bí mật. Như vậy cũng tốt, ít nhất chứng minh người chúng ta hiện tại muốn tìm vẫn còn an toàn ở bên trong. Tử Hỏa nói, có thể che giấu lâu như vậy trong Thiên Long Tông cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Muốn làm vậy đã vô cùng biến thái rồi. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, hàn ý tràn ngập trong mắt, du thực tu luyện hỗn độn âm dương quyết, muốn thu liếm khí tức sợ rằng không có bao nhiêu người có thể tìm được, tăng thêm du thực theo mẫu thân nó ẩn nhẫn lâu như vậy, một khi muốn ẩn thân mà nói, không có tình huống đặc biệt tự nhiên có thể ẩn nấp trong sơn mạch u cốc mênh mông này. Sợ rằng cũng chính bởi vì du thực có thủ đoạn ẩn nấp, xuất quỷ nhập thần, cho nên người Thiên Long Tông mới bố trí khốn thiên đại trận. Muốn đem chọn sơn mạch u cốc này khống chế trong lòng bàn tay. Khốn thiên đại trận, Lục Lâm Thiên cũng không lạ lẫm gì với đại trận này, là một loại đại trận lợi hại vây khốn người khác, một khi bị đại trận bao phủ, đến lúc đó sẽ không thể nào trốn chạy, còn có rất nhiều diệu dụng, đủ để khiến cho người ta trở thành cá trong chậu. Tiểu Bạch, các nàng vô song, Bạch Linh có lưu lại vật nào để liên hệ hay không? Nhìn không gian phía trước là sơn mạch bao la, Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tiểu Bạch. Công tử, ta có ngọc giản linh hồn của bốn vị phu nhân lưu lại, dựa theo ngọc giản linh hồn là có thể tìm được bốn vị phu nhân. Lục Tiểu Bạch móc ra bốn khối ngọc giản linh hồn, nhìn chăm chú vào lưu quang linh hồn đang chấn động trên ngọc giản rồi nói. Dựa theo ngọc giản linh hồn mà nói, bốn vị phu nhân cũng ẩn thân vào trong sơn mạch u cốc, cũng không biết có tìm được du thực hay không. Thiên Long Tông, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Âm thanh lạnh lẽo tràn ngập hàn ý của Lục Lâm Thiên vang lên, trường bào màu xanh run lên, thân thể đạp không lướt về phía trước, miệng nói. Chúng ta đi vào. Sơn mạch mênh mông, trong một hạp cốc kín đáo bỗng nhiên truyền ra chấn động, năng lượng hội tụ tới. Năng lượng thiên địa hội tụ, lập tức tiến vào trong thân thể một đạo thân ảnh xinh đẹp đang khoanh chân ngồi giữa. Đạo thân ảnh xinh đẹp này có mái tóc đen tán loạn, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao, xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt có chút cao ngạo, giờ phút này khí tức trên người đang dần dần kéo lên. Siêu siêu. Cùng lúc đó hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăng không đáp xuống, khí tức chấn động, đủ để khiến cho sinh linh phụ cận chú ý. Là nữ nhân kia, rốt cuộc cũng tìm được, bắt người này có trọng thưởng, trước tiên không cần thông chi trưởng lão trong tông. Nữ nhân này dường như đang đột phá, giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy không ngờ còn dám tùy tiện đột phá, muốn chết. Hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống, không có bất kỳ trì hoãn nào, lập tức lao thẳng về phía trước, từng cỗ khí tức trong thoáng chốc bộc phát. Muốn chết. Cùng một thời gian, trong hạp cốc đột nhiên có 4 đạo thân ảnh xinh đẹp bắn ra, nhanh chóng đánh ra từng đạo công kích. Ầm 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 ầm. 4 đạo công kích rơi xuống, mấy đạo thân ảnh dẫn đầu lập tức hóa thành huyết vụ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh như vậy khiến cho thân thể những người còn lại ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy 4 đạo thân ảnh xinh đẹp vừa mới ra tay, những người còn lại há hồm mồm không nói nên lời. 4 đạo thân ảnh trước mặt bọn họ là 4 nữ nhân, một người toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, hồn nhiên thiên thành, dung nhan tuyệt mỹ tựa như trích tiên. Trên người mặc bộ váy trắng như tuyết, tư thế xinh đẹp, đường cong linh lung khiến cho tim người ta đập thình thịch, dung nhan tuyệt mỹ có một cỗ khí chất yêu mị như có như không. Khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn, hai mắt giống như bảo thạch câu hồn đoạt phách. Dung nhan tuyệt mỹ tới tận cùng. Người cuối cùng khuôn mặt không chút trang điểm, thế nhưng lại có chút vũ mị, tư thái chắc tuyệt giống như trích tiên, sợi tóc đen nhánh khẽ rũ xuống eo có vài phần giống như không nhiễm bụi trần. Giờ phút này trong mắt lại có hàn ý bắn ra, lạnh lẽo tới mức tận cùng. 4 nữ nhân đều khuynh quốc khuynh thành, rung động lòng người, 4 nữ tử tuyệt mỹ và có khí chất như vậy cùng lúc xuất hiện đủ để khiến cho thiên địa động dung. Từng ánh mắt lập tức nhìn vào 4 nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp khiến cho người ta không dám nhìn thẳng kia. Mà 4 người này chính là 4 người tách ra với Lục Tiểu Bạch,
một đường cải trang thành người xem náo nhiệt trà trộn vào trong sơn mạch U Cốc, chính là bốn người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền. Sinh sinh bất tức, tứ nữ hiện thân, mắt thấy khí tức trên người thân ảnh xinh đẹp phía sau đang kéo lên, hai mắt ngưng trọng giãn ra một chút, cùng lúc, thủ ấn trong tay Bắc Cung Vô Song được kết, một vòng quang mang xanh đậm đột nhiên từ trong thân thể mềm mại của nàng tuôn ra, lấy bản thân làm tùng tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh đậm cực lớn. Vòng quang mang màu xanh đậm này lập tức bao phủ không gian to lớn, một cỗ khí tức sinh cơ trên người thân ảnh xinh đẹp của nàng bỗng nhiên tăng lên nhiều, đồng thời còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện lan tràn, khuếch tán, bao phủ trong hạp gốc. Cả hạp gốc bị bao phủ bên trong, một cỗ năng lượng đáng sợ giống như cơn lốc khuếch tán, không gian giống như bị chặt đứt sinh cơ, mấy người còn lại của Thiên Long Tông lập tức bị bao phủ, lập tức cảm thấy run sợ, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên tiêu hao vô cùng khó hiểu, căn bản không thể ngăn cản, đồng thời cũng không thể thoát thân ra. Mấy người còn lại này lập tức kinh hãi, tác dụng ở bên trong không gian quỷ dị này quá mức khủng bố. Giết! Đồng thời, tứ nữ ăn ý 10 phần. Sau khi Bắc Cung Vô Song bố trí không gian sinh sinh bất tức, thân ảnh tam nữ Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền lóe lên, thân thể xinh đẹp đạp mạnh hư không, một cỗ khí thế mênh mông lan tràn, nương theo một cỗ uy áp cực lớn từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán ra. Siêu siêu, Lăng Thanh Tuyền lơ lửng phía chân trời, váy dài bồng bềnh, hàn ý trong mắt bắn ra, giống như la sát, khí chất cao quý mà cao ngạo, lạnh lẽo mà uy nghiêm, một thanh trường kiếm linh khí xuất hiện trong tay nàng. Vô số kiếm quang xé rách không gian, kiếm quang liên tiếp đánh về phía đám đệ tử của Thiên Long Tông còn lại. Hai người Bạch Linh và Độc Cô Cảnh Văn đánh ra một đạo quang trụ bằng năng lượng, bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo giống như hủy diệt, xé rách không gian, lập tức đánh về phía đám đệ tử Thiên Long Tông. Ầm ầm ầm. Hơn 10 người này bị không gian sinh sinh bất thức của Bắc Cung Vô Song bao phủ, căn bản khó có thể nhúc nhích, bản thân còn không lo nổi. Thực lực của hơn 10 người này cũng không phải là quá mạnh mẽ, cao nhất cũng chỉ có mấy thông thiên cảnh cao giai, cho nên nhanh chóng bị tứ nữ giết chết trong không gian sinh sinh bất tức. Khi thanh trường kiếm linh khí trong tay Lăng Thanh Tuyền đánh về phía một đại hán âm trầm, lúc này đại hán âm trầm kia lại cười rộ lên một tiếng. Khặc khặc, có chút bổn sự, chỉ tiếc mới chỉ là 4 thông thiên cảnh cao giai, đánh chết đám gia hỏa vướng tay vướng chân kia cũng tốt, như vậy các ngươi mới là của một mình ta. Ai bảo bốn người các ngươi quả thực quá đẹp khiến cho ta không cách nào cầm lòng, cho nên cũng chỉ có thể để cho tất cả bọn chúng chết đi mà thôi. Tiếng quát của người này vừa dứt, trong đại hán âm trầm kia lập tức bộc phát ra uy thế khủng bố, tay đánh ra một đạo trưởng ấn, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên kiếm quang của Lăng Thanh Tuyền. Phanh! Kiếm quang bị đánh nát, hư không run lên, dưới một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô hình, thân thể xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền bị đẩy lui trên hư không. Trong miệng lập tức có máu tươi phun ra. Siêu siêu. Một giây sau, cánh tay của Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh vung lên, nhanh chóng đánh ra một đạo chảo ấn về phía lưng của đại hán âm trầm. Mỹ nhân, thực lực của các ngươi còn chưa đủ à? Đại hán âm trầm cười lạnh, bỗng nhiên quay người lại, lập tức nhanh chóng đánh ra hai đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện với hai đạo trưởng ấn của hai người Bạch Linh. Phanh phanh. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, nhị nữ Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn ở trên hư không bị đẩy lùi, thân ảnh xinh đẹp rơi xuống vách đá ở hạp gốc, lúc này mới ngừng lui lại. Phụt! Nhị nữ Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn đồng thời phun ra máu tươi từ đôi môi đỏ mọng, vách đá khổng lồ dày đặc sau lưng rạn nứt ra vô số khe hở, giống như tùy thời sắp bị nghiền nát. Siêu! Bộ váy dài của Bắc Cung Vô Song bay phấp phới, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra, sinh cơ trong không trung bị hút ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hàn ý bắn ra, tay nắm một thanh trường kiếm, kiếm quang phá không, lập tức xuyên thủng không gian đâm thẳng về phía mi tâm của đại hán âm trầm. Khặc khặc, mỹ nhân rất độc ác nha. Đại hán âm trầm cười lạnh, tay đánh ra một đạo chỉ ấn va chạm với mũi kiếm của Bắc Cung Vô Song, không gian lập tức run lên, hai cỗ kình khí nhanh chóng bắn ngược về phía sau. Ầm ầm, va chạm như vậy khiến cho không gian run lên. Tuy rằng có không gian sinh sinh bất thức thế nhưng Bắc Cung Vô Song cũng không có rằng co được bao lâu, kiếm quang lập tức bị đánh vỡ, một đạo lực lượng mạnh mẽ chút xuống mũi kiếm, trường kiếm linh khí cong lại. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song liên tiếp chấn vỡ không gian lui lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt.
không ngờ trong sơn mạch U Cốc còn có thể gặp nữ tử tuyệt sắc như vậy, vận khí của ta hôm nay không tệ. Đại hán âm trầm vừa nói, thân ảnh lại không có chút chậm trễ nào, thủ ấn trong tay biến hóa, tiếp đó đã lao thẳng về phía Bắc Cung Vô Song, một đạo chảo ấn lăng không đánh ra. Đại đạo cảnh trung giai mà thôi, có tư cách gì hung hăng càn quấy, muốn chết. Cùng lúc này một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức xuất hiện trước người Bắc Cung Vô Song, hai mắt sáng như sao, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn ngập vẻ cao ngạo, mái tóc đen tung bay, người này chính là Lục Du Thực đã đột phá tới đại đạo cảnh trung giai hoàn tất. Ngón tay nàng chém ra, trong sát na một đạo trưởng ấn va chạm với chỉ ấn của đại hán âm trầm kia. Siêu! Va chạm như vậy cũng không tạo nên tiếng va đập quá lớn, ngay khi trưởng ấn và chỉ ấn va chạm, trong lòng bàn tay của Lục Du Thực đột nhiên có nguyên lực hóa thành lực cắn nuốt ngập trời, mạnh mẽ hấp thu nguyên lực của đại hán âm trầm, sau đó lập tức thôn vệ vào trong cơ thể. Du Thực, nhà đầu này không ngờ đã là đại đạo cảnh trung giai. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lơ lửng trên không trung, cảm nhận khí tức trên người của Lục Du Thực lúc này khiến cho đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thôn vệ nguyên lực, đây là... Sắc mặt đại hán âm trầm đại biến, rốt cuộc hắn đã biết vì sao hơn trăm thi thể trong tông tìm được đều là thây khô, nguyên lực trên người hoàn toàn biết mất, hóa ra đều bị nữ tử này thôn vệ vào trong cơ thể. Đáng chết, vì sao có thể như vậy? Đại hán âm trầm lập tức biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi, hắn phát hiện ra mình toàn lực giãy giụa thế nhưng cũng không có cách nào thoát thân ra, lực cắn nuốt của đối phương căn bản không phải là thứ mà hắn có thể thoát khỏi. Dưới loại lực lượng thôn vệ này linh hồn hắn lạnh lẽo, khí tức tử vong sinh sôi từ sâu trong lòng, ánh mắt cũng càng ngày càng sợ hãi. A hát! Trong khoảng thời gian ngắn, đại hán âm trầm lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, nguyên lực trong cơ thể bị cắn nuốt, hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị hút ra. Trong lúc tiếng kêu gào thê thảm vang lên, thân hình cũng trở thành thây khô. Du Thược, nhà đầu nhà con, chạy đi ra cũng không có nói một tiếng. Con có biết tất cả mọi người đều lo lắng cho con hay không? Tứ nữ Bắc Cung Vô Song mang theo thương thế, bốn đạo thân ảnh xinh đẹp đi tới bên người Lục Du Thược, Lăng Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Lục Du Thược, thế nhưng sự khẩn trương trong lòng rốt cuộc cũng buông lỏng được đôi chút. Mẫu thân, Cảnh Văn A-di, Vô Song A-di, Linh Di, sao mọi người lại tới đây? Lục Du Thược nhìn qua bốn người bên cạnh, cũng há hốc mồm, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trong ngày gặp phải bốn người thực sự khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ. Sau khi các con rời khỏi không lâu, chúng ta lập tức đi tìm các con, trùng hợp biết được con bị người của Thiên Long Tông đuổi giết, cho nên chúng ta mới lẩn vào đây. Đám người Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm đâu rồi? Độc Cô Cảnh Văn hỏi Du Thược, nhìn chung quanh cũng không thấy dấu vết khí tức của những người còn lại. Nói rất dài dòng, chúng con phân tán, lạc nhau. Lục Du Thược nhìn qua Lăng Thanh Tuyền, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song rồi nói. Chỉ có bốn người tới đây sao? Còn có những người khác nữa hay không? Còn có gia gia của con và Hồng Chí, Tiểu Bạch Thúc, nhưng mà gia gia của con và Hồng Chí cũng thất lạc với chúng ta. Tiểu Bạch Thúc của con với chúng ta chia binh làm hai đường, sau khi biết rõ tin tức của con, Tiểu Bạch Thúc con đi tìm phụ thân con. Bắc Cắn Vô Song nói. Phụ thân! Mọi người tìm được phụ thân rồi sao? Lục Du Thực lập tức nhìn Bắc Cung Vô Song hỏi. Xem ra con cũng không có tìm được phụ thân. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Du Thực. Chúng ta cũng chỉ trong lúc vô tình nhận được tin tức của phụ thân con mà thôi, biết được Thiên Long Tông khó dây vào, cho nên Tiểu Bạch Thúc con mới đi tìm phụ thân con, cũng không biết có thể tới kịp không, bằng không lần này khó tránh khỏi một kiếp. Mẫu thân, A-di, mọi người không nên tới đây. Một mình con bọn chúng muốn tìm cũng không dễ dàng, thế nhưng bây giờ nhiều người như vậy, muốn tránh được bọn chúng đuổi giết sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Du Thực nhìn tứ nữ, khẽ cắn môi nói. Con đã thi triển siêu linh thuật với người Thiên Long Tông vì muốn tìm được con đã vận dụng lực lượng toàn tông, biết rõ con có thủ đoạn ẩn nấp, cho nên đang bố trí khốn thiên đại trận, đến lúc đó con cũng khó có thể tiếp tục ẩn nấp, cho nên cho dù phụ thân tới, sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Thực lực của Thiên Long Tông rất mạnh, phụ thân cũng chỉ tới sớm hơn chúng ta hơn 20 năm mà thôi. Chỉ mong phụ thân đừng tới, bằng không người một nhà chúng ta đều bị vây ở nơi này. Lần này quả thực vô cùng phiền phức, lúc chúng ta trà trộn tới, phát hiện ra trong này có trên trăm vạn đại quân của Thiên Long Tông. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, nhìn qua Lục Du Thược rồi hỏi.
Du Thược, sao con lại trêu vào Thiên Long Tông? Không ngờ đám người này lại dùng lực lượng cả tông đối phó với con. Cũng không có gì, lúc trước có ba người ở trước mặt con nói lời dâm uế, con liền giết chết, về sau mới biện được bọn họ chính là tôn tử vụng trộm chạy ra ngoài chơi của tông chủ Liên Bất Bại của Thiên Long Tông. Tông chủ Liên Bất Bại của Thiên Long Tông vốn có bốn nhi tử thế nhưng đã vẫn lạc hết, chỉ còn lại ba tôn tử này cho nên Thiên Long Tông vẫn giống như u hồn không tiêu tán đuổi theo con không thôi. Lục Du Thực nói, giết thì giết, chỉ là lần này quả thực gặp phải phiền phức rồi. Lăng Thanh Tuyền nói, nếu như Lục Tiểu Bạch có thể thuận lợi tìm được chàng, có lẽ tất cả còn có hy vọng. Độc Cô Cảnh Văn nói, ánh mắt có chút ngưng trọng. Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới và Thái Minh Đại Thiên Thế Giới chính là hai đại thế giới cách xa nhau, huống chi thực lực của Thiên Long Tông quá mạnh mẽ, cũng không biết những năm này thực lực của chàng đã tới tình trạng nào. Nếu tính toán, có lẽ muốn chống lại Thiên Long Tông cũng không có khả năng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bắc Cung Vô Song hiện lên vẻ lo lắng. Tin tưởng chàng đi, chỉ cần chàng có thể chạy tới, chúng ta cũng không gặp phiền phức nữa. Bạch Linh nói, mẫu thân, ba vị A-di, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có người tới đây. Lục Du Thược nói với tứ nữ. Oanh! Ngay khi Lục Du Thược vừa mới nói xong, cả không trung đột nhiên run lên, cả không gian không ngừng run run, giống như lung lay sắp đổ. Năng lượng vô hình lan tràn, từ trong hư không thẩm thấu ra chung quanh, lan tràn ra toàn bộ sơn mạch. Cùng lúc, cả không gian đột nhiên đen kịt. Thiên địa lờ mờ, trong thiên địa có năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu chấn động. Trong không gian lờ mờ đột nhiên có không ít đạo quang trụ phóng lên trời, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, giống như là quang mang từ vầng trăng tách ra. Trong nháy mắt này, trong không gian đột nhiên có uy thế cổ xưa cực lớn tràn ngập ra, khiến cho linh hồn người ta rung rung, tự nhiên cảm nhận được lực lượng áp bách cực lớn. Ầm ầm, cả sơn mạch lúc này đều ầm ầm lay động, năng lượng vô hình phóng lên trời. Mà lúc này lại cùng nhau hô ứng với năng lượng thiên địa, một cái khe nứt cực lớn dường như từ sâu trong hư không kéo ra, lan tràn ra chung quanh, nhanh chóng bao phủ trọn sơn mạch u cốc vào bên trong khe nứt. Khốn thiên đại trận, vì bắt nữ tử kia, không ngờ ngay cả khốn thiên đại trận Thiên Long Tông cũng dùng tới. Vốn đây là một đại trận phóng ngự, lúc này lại dùng tìm kiếm một người, quả thực giống như lấy đao mổ trâu giết gà vậy. Nghe nói nữ tử kia đánh chết ba tôn tử của Liên Bất Bại. Đây chính là độc đinh của gia tộc này a, Thiên Long Tông bố trí khốn thiên đại trận tìm nữ tử kia cũng không có gì là kỳ quái, chỉ là nữ tử kia sợ rằng không may rồi. Thủ đoạn khủng bố và to lớn như vậy, không biết Thiên Long Tông xuất động bao nhiêu cường giả bố trí. Ngoài sơn mạch U Cốc, vô số người ngẩng đầu lên, Thiên Long Tông có hành động lớn như vậy khiến cho không ít người hiểu chuyện chú ý. Mà trên đời này tuy rằng có không ít người, thế nhưng người hiểu chuyện lại đa số. Oanh! Trong không gian thiên hôn địa ám, trên không trung đột nhiên có quang mang chói mắt lan tràn ra, bao phủ thân hình mềm mại của năm người Lăng Thanh Tuyền, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Du Thược. Không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi. Trong nháy mắt này Lục Du Thược lập tức biến sắc. Tiện tì, chính là ngươi, hóa ra có người giúp đỡ, lần này để xem ngươi chạy đằng nào. Bổn tông nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Trên hư không có một tiếng quát âm hàn, lạnh lẽo vang lên, đồng thời từ trên không trung có một đạo thủ ấn không lổ phá không đánh xuống. Oanh! Không gian run run, thủ ấn khổng lồ lần nữa bành trướng tới mấy ngàn thước, những nơi nó đi qua, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, mây đen bắt đầu kéo tới, gió nổi mây phun. Thủ ấn đánh xuống, hạp cốc chung quanh năm người Lục Du Thược dễ dàng bị đánh thành cho bụi. Siêu! Trong chớp mắt ngắn ngủi. Thủ ấn trong không gian hóa thành chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo cùng với năng lượng ngập trời cung quanh bắn ra. Ngũ nữ Lục Du Thược căn bản không có sức lực chống lại, tính cả không gian là người thứ sáu bị chảo ấn khổng lồ nắm vào bên trong. Phụt! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, ngũ nữ gần như cùng lúc phun ra máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, loại thực lực cấp độ này vốn không phải là thứ mà bằng vào thực lực các nàng hiện tại có thể chống lại, đây là khác biệt giữa trời và đất. Mẫu thân! A-di, mọi người không nên tới đây, lần này con làm liên lụy tới mọi người rồi. Lục Du Thược khẽ kêu một tiếng, trong miệng có máu tươi không ngừng tràn ran, thực lực của nàng căn bản không có cách nào ngăn cản được bàn tay khổng lồ khủng bố trong không gian đánh xuống. Siêu! Lục Du Thược nói xong,
lúc này trên bầu trời xanh lờ mờ đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh ra trời mang theo nhiệt độ cao khủng bố xẹt qua không gian phóng tới. Khi tới gần mới có thể thấy được, đây không ngờ lại là quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn không ngừng tỏa ra nhiệt độ cao khủng bố, khiến cho làn da người ta phỏng rát, linh hồn giống như héo rũ. Ầm 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 ầm. Cùng một lúc, cả không trung bỗng nhiên nổ tung, một làn sóng xung kích giống như hủy diệt hung hăng khuếch tán trên không trung. Vô số ngọn núi cùng với mặt đất chung quanh cùng với hạp cốc bị phá hủy. Xoẹt. Giữa không trung, thủ ấn cực lớn trên không gian theo trời xanh bị sụp đổ, đánh nát lập tức tiêu tán trong vô hình, hóa thành năng lượng giống như thực chất khuếch tán. Siêu siêu. Ngũ nữ Bắc Cung Vô Song, Lục Du Thược, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền thoát khỏi trói buộc, thân hình xinh đẹp lảo đảo lui lại. Cùng lúc đó, quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời trên không trung thu liễm lại, một đạo thân ảnh màu xanh lướt thẳng tới ngũ nữ. Siêu. Lực lượng nhu hòa trong lòng bàn tay người này tuôn ra, nhanh chóng giúp ngũ nữ ổn định thân hình, ngũ nữ dựa thế lập tức ngừng lui lại, thân hình ổn định. Xin lỗi, ta tới chậm. Một đạo âm thanh quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện giữa ngũ nữ, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như sao, khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười đầy tà khí, có chút lười biếng. Ngũ nữ nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này, ánh mắt thoáng ngây ngốc một chút. Đạo thân ảnh màu xanh này khiến cho ngũ nữ rung động, ánh mắt năm người đình trệ một hồi, thân hình lập tức run lên. Lâm Thiên. Hai mắt của Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn có chút ướt át. Đạo thân ảnh này như thực như mơ, khiến cho người ta không dám tin. Lăng Thanh Tuyền nhìn đạo thân ảnh màu xanh quen thuộc trước mắt, con mắt khẽ đảo, ánh mắt chấn động. Những năm này chàng vẫn khỏe chứ? Âm thanh của Bạch Linh vang lên, thân hình mềm mại lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Ta sống khá tốt, chỉ là có chút nhớ các nàng. Nhìn qua đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết trước mắt, thân hình xinh đẹp tới cực hạn, hai con mắt hấp dẫn. Lục Lâm Thiên lập tức ôm nữ tử trước mắt vào ngực. Thiên Long Tông rất mạnh, chàng phải cẩn thận. Bạch Linh dựa vào bờ vai quen thuộc này một lát rồi lập tức nhẹ nhàng đẩy Lục Lâm Thiên ra, trong mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó là tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lâm Thiên, Thiên Long Tông ít nhất có trên 100 vạn người, cường giả vô số. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đi tới bên người Lục Lâm Thiên, lúc này nhìn nam tử mặc áo bào xanh trước mắt vô cùng ngưng trọng. Hiện tại cũng không phải là thời điểm vuốt ve, an ủi. Yên tâm đi, tất cả đã có ta. Lục Lâm Thiên giang rộng hai tay, ôm nhị nữ vào trong lồng ngực, lần đầu tiên hắn rời xa chúng nữ lâu như vậy, thời gian dài như thế, lúc này sự nhớ nhung trong lòng giống như cơn hồng thủy bộc phát vậy, một khi bộc phát không thể vãn hồi, chỉ là lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện nhớ nhung. Siêu siêu. Trên không trung, mấy trăm đạo thân ảnh mang theo tiếng xé gió vang lên. Tiếp đó lập tức xuất hiện sau lưng bốn người. Khí tức hùng hồn lan tràn, cả không gian run run. Dưới thanh thế bực này, nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn ở trong ngực Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, ngũ nữ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mấy trăm người vừa mới xuất hiện này. Ngũ nữ có thể cảm giác được khí tức trên người mấy trăm người này vô cùng khủng bố, khí tức khiến cho các nàng cảm thấy bị áp bách cực lớn. Trong đó khí tức của mấy chục người trong mấy trăm đạo thân ảnh kia đã tới tình trạng vô cùng khủng bố. Mấy trăm đạo thân ảnh này nhìn thấy ngũ nữ, ánh mắt âm thầm biến hóa, chấn động. Trong đôi mắt sáng của Tiết Mặc Kỳ hiện lên sự rung động khó có thể nhìn thấy. Bái kiến bốn vị phu nhân, bái kiến nhị tiểu thư. Sau khi ngốc trệ vì khí chất của ngũ nữ, đệ tử Phi Linh Môn lập tức tiến tới trước mặt ngũ nữ cung kính hành lễ. Từ trong miệng Lục Tiểu Bạch mọi người cũng biết được thân phận của ngũ nữ trước mặt hiện tại. Bái kiến bốn vị thiếu phu nhân, nhị tiểu thư, phô tướng, phu mã tam giới, Lục Đông, Tô Nhan mang theo hộ hoàng đội cung kính thi lễ. Đệ tử Thái A bái kiến bốn vị sư mẫu. Thái A đi tới trước người bốn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh rồi hành đại lễ. Cái này... Một màn đột nhiên xuất hiện khiến cho ngũ nữ lúc này kinh ngạc tới mức không thể phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vốn bọn họ còn tưởng rằng mấy trăm cường giả này là của Thiên Long Tông, không ngờ lại là bạn mà không phải là địch, dường như quan hệ còn không tầm thường. Đây là Phi Linh Môn và người của hộ hoàng đội, sau này ta sẽ nói với các nàng, Thái A là đệ tử ta mới thu. Lục Lâm Thiên nói với Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền,
Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn và Lục Du Thược. Phi Linh Môn. Ngũ nữ cũng có thể đại khái suy đoán ra vài phần, Phi Linh Môn sợ rằng là Sơn Môn ở trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, mà thực lực của Thái A người khác khó có thể nhìn ra, thế nhưng lại khiến cho Lục Du Thược trợn mắt, há hốc mồm. Ngược lại Thái A nhìn thấy Lục Du Thược, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho hắn gây gốc, lập tức không dám nhìn thẳng, cũng không biết nên gọi là sư muội hay là sư tỷ, cuối cùng đành phải quay đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Tuổi của Du Thược lớn hơn con, xem như là sư tỷ của con đi. Lục Lâm Thiên nói với Thái A. Thái A bái kiến sư tỷ. Thái A lúc này mới vội vàng hành lễ với Lục Du Thược. Không cần đa lễ. Lục Du Thược được Thái A hành lễ cho nên cũng có chút run sợ. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đi tới bên người Lăng Thanh Tuyền, tay phải nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh của nàng, cúi đầu hôn vào trán trên khuôn mặt tinh xảo không nhiễm khói lửa nhân gian kia rồi nói. Giao cho ta đi, tất cả đã có ta rồi. Được. Lăng Thanh Tuyền ngước mắt nhìn lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, cặp môi đỏ mọng muốn nói lại thôi, chỉ là nàng khẽ gật đầu. Người phương nào dám phá khống thiên đại trận của Thiên Long Tông ta? Cút ra đây cho ta, ai dám nhúng tay vào ta sẽ nghiền nát kẻ đó thành cho bụi. Trên không trung, một tiếng quát lớn lạnh lẽo cuồn cuộn vang vọng, âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang. Lục Du Thực nghe vậy đôi mắt xinh đẹp lập tức nhìn lên trên không trung, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Xoẹt! Trên không trung, khi tiếng quát âm hàn kia vừa dứt, trên hư không, không gian bị xé nứt, đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, khí tức cường hãn vô cùng hàng lâm, uy áp tràn ngập khiến cho không gian run run. Khí thế trên người một lão giả áo đen dẫn đầu khiến cho không gian vặn vẹo, ánh mắt người này âm hàn, khuôn mặt vì giận dữ mà co rúm lại. Dường như người vừa mới lên tiếng là người này. Trong sơn mạch chung quanh có vô số thân ảnh giống như một đàn kiến đang không ngừng bay tới. Vô số thân ảnh đáp xuống, ánh mắt nhìn vào đội ngũ hơn trăm người trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Gần trăm người có tu vi niết bàn cảnh, không phải là đội ngũ mà thế lực bình thường có thể lấy ra, coi như là cả Thiên Long Tông, nếu tính toán số lượng người có tu vi niết bàn cảnh mà nói, không có nhiều như vậy. Yên tâm đi. Tất cả mọi chuyện đã có phụ thân rồi. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên giống như ở bên tai, Lục Du Thược nghe vậy lập tức cúi đầu nhìn về phía đạo thân ảnh màu xanh quen thuộc trước mắt. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trước mắt, tiến về phía trước nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng của Lục Du Thược, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve má rồi mới nói. Chuyện kế tiếp giao cho phụ thân đi, nữ nhi của Lục Lâm Thiên ta không phải là người mà một Thiên Long Tông có thể động vào. Thiên Long Tông dám làm vậy với nữ nhi của ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng phải trả một cái giá lớn. Bọn ngươi là người phương nào? Phá khốn thiên đại trận của Thiên Long Tông ta, ngày hôm nay nếu như không cho ta một công đạo, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận. Trong không gian phía trước ngày càng có nhiều người kéo tới, lão giả áo đen dẫn đầu nhìn đám người Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm hàn không ngừng chấn động. Uy áp vô hình cực kỳ cường hãn lập tức khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Năng lượng thiên địa lặng lẽ biến hóa. Không gian chung quanh chẳng biết từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo, loại khí tức âm hàn này thậm chí có thể vô thanh vô tức thẩm thấu vào trong linh hồn của mọi người. Hơn 20 niết bàn cảnh, ba tuyên cổ cảnh sơ giai, người cuối cùng này chẳng lẽ là tuyên cổ cảnh trung giai? Lục Lâm Thiên nhìn lão giả mặc áo đen phía trước cùng với đội hình bên người hắn, ánh mắt âm thầm biến hóa, ước chừng có ba tuyên cổ cảnh sơ giai cùng với một tuyên cổ cảnh trung giai. Hơn 20 niết bàn cảnh. Đội ngũ bực này của Thiên Long Tông, tuy rằng Lục Lâm Thiên không biết Hoàng gia, Tiết gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc có con át chủ bài che giấu hay không, thế nhưng chỉ bằng vào đội hình như hiện tại, thực lực của Thiên Long Tông đã vượt xa Tiết gia, Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, căn bản không có khả năng so sánh được. Hộ Hoàng đội, một tấc cũng không rời bảo hộ phu nhân cùng với tiểu thư. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Hộ Hoàng đội sau lưng. Thiếu chủ, chức trách chủ yếu của Hộ Hoàng đội là bảo hộ thiếu chủ, vạn nhất thiếu chủ. Vu Mã Tam Giới nhìn Lục Lâm Thiên, hắn có thể cảm giác được, người của Thiên Long Tông phía trước mạnh mẽ bao nhiêu, tuy rằng người có tu vi niết bàn cảnh không nhiều lắm, thế nhưng lại có 4 người có tu vi tuyên cổ cảnh. Niết bàn cảnh cho dù có nhiều hơn nữa, ở trước mặt 4 tuyên cổ cảnh sợ rằng cũng có chút không đủ. Bảo hộ phu nhân và tiểu thư, tính mạng của các nàng trong mắt ta. So với bản thân ta còn quan trọng hơn. Lục Lâm Thiên nhìn Vu Mã Tam Giới rồi nghiêm túc nói.
ta đã hiểu. Vô tướng gật đầu, nhìn Vu Mã Tam Giới nói. Tất cả mọi người bảo hộ tiểu thư và phu nhân, không được có sai sót. Vâng. Vu Mã Tam Giới gật đầu, vung tay lên, hơn 30 đạo thân ảnh lập tức vây quanh đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Du Thực vào bên trong, khí tức bành trướng rồi lan tràn, lặng lẽ bao phủ không trung. Hộ hoàng đội nghe lệnh, tất cả bảo hộ sư mẫu và sư tỷ của ta. Thái A cũng nói với hộ hoàng đội sau lưng. Vâng. 35 cường giả hộ hoàng đội lập tức lướt đi, thủ hộ đám người Bắc Cung Vô Song vào bên trong, khí tức bắt đầu bành trướng, không gian chung quanh trong lúc mơ hồ vặn vẹo. Nhìn chúng cường giả niết bàn cảnh chung quanh tập trung bảo hộ, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn kinh ngạc không thôi. Các nàng không khó biết rõ, nam tử trước mắt các nàng những năm gần đây đã có một chút thành tựu, bất kể là ở Đại Lục Linh Vũ lúc trước hay là 3000 đại thiên thế giới mênh mông hiện tại, nam nhân của các nàng đều có thể tỏa sáng. Siêu siêu. Giữa không trung, trong đội hình của Thiên Long Tông, đệ tử từ khắp nơi trong sơn mạch U Cốc tụ tập tới, dần dần đạt tới tình trạng che khuất bầu trời. Nhìn thấy đội hình bao la kia, đội ngũ như vậy đâu chỉ có trên 100 vạn người, sợ rằng không thua 300 vạn, rậm rạp, chẳng chịt giống như châu chấu vậy. Khí tức sắn bén bành trướng, uy thế bực này khiến cho người có thực lực không đủ run rẩy, toàn thân như nhũn ra. Rốt cuộc là người của thế lực nào, số lượng người không nhiều, thế nhưng thực lực lại không kém a. Ta đã nói rồi, một mình giết 3 tôn tử của Liên Bất Bại, không thể nào không có hậu trường, xem tình huống hiện tại, dường như là người sau lưng của nữ nhân kia tới. Những người này dường như cũng không phải là người của Trung Minh thế giới a. Tuy rằng cường giả niết bàn cảnh vô số, thế nhưng trong Thiên Long Tông lại có vài tuyên cổ cảnh, nếu như động thủ, sợ rằng cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Mấy trăm vạn đệ tử của Thiên Long Tông kéo tới, những người này tuy rằng mạnh, thế nhưng sợ rằng khó có thể làm gì được Thiên Long Tông. Từ phía xa xa, có vô số người xem náo nhiệt hội tụ. Một ít người có thực lực và nhãn lực bất phàm lập tức nghị luận, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía đội hình song phương giữa không trung. Hai hộ hoàng đội thủ hộ chúng nữ, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười ôn nhu, khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt đã chuyển thành lạnh lẽo, băng hàn. Cuối cùng hắn nhìn chăm chú vào lão giả mặc y phục màu đen, nói. Thủ đoạn bày trận của các ngươi quá yếu, khốn thiên đại trận là ta phá, về phần ai phải trả giá thật nhiều thì cũng không nhất định a. Tốt, tốt, tốt. Khóe miệng lão giả mặc áo đen nở nụ cười lạnh, lớn tiếng quát qua chữ tốt lớn, trong mắt có hàn mang bắn ra, mang theo uy áp kinh khủng cuối cùng rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, hắn lạnh nhạt nói. Tiểu tử, Liên Bất Bại ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Không cần biết ngươi là ai, tiện tỳ kia có quan hệ như thế nào với ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ chết chắc. Liên Bất Bại, tông chủ Thiên Long Tông, Liên Bất Bại, lai lịch của người này trong lúc thi triển siêu linh thuật với đệ tử Thiên Long Tông Lục Lâm Thiên đã biết được một ít tình huống, lão giả mặc áo đen này chính là tông chủ Liên Bất Bại của Thiên Long Tông. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sát khí quanh thân mơ hồ tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Liên Bất Bại nói. Chẳng lẽ ngươi định dựa vào Thiên Long Tông các ngươi nhiều người sao? Nếu như vậy sợ rằng ta làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta cũng rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta nhất định sẽ huyết tẩy Thiên Long Tông. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, một đạo lưu quang màu tím trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên đột nhiên tuôn ra, cả không trung lập tức có khí tức quỷ dị lan tràn, cơ hồ đồng thời, trong không trung, không gian bắt đầu run rẩy. Xoẹt! Đạo lưu quy nác màu tím này ầm ầm xoay quanh bầu trời, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy cả không trung đột nhiên có những đám mây màu tím dày đặc kéo tới, điện mang lưu chuyển. Lưu quang màu tím mở rộng, lập tức hóa thành một đại đỉnh 3 chân màu tím khổng lồ, ước chừng hơn 1000 thước, bên trên có bí văn lan tràn. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, lôi vân trên không trung không ngừng cuồn cuộn, cả bầu trời phong vân biến sắc, xen lẫn từng đạo sấm sét. Siêu. Cùng một lúc trong lòng bàn tay, gợn sóng giống như thời gian loạn xuất hiện, thiên trụ giới đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Siêu 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 siêu. Một giây sau, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, từ trong đại đỉnh màu tím cùng với vòng xoáy trong không gian giống như thời gian loạn kia có vô số đạo thân ảnh không ngừng nhảy ra. Dưới ánh mắt kinh hãi không thôi, vô số thân ảnh dập dạp từ trong đại đỉnh 3 chân và vòng xoáy nhảy ra, một phút sau. Khi mấy đạo thân ảnh từ đại đỉnh màu tím 3 chân và vòng xoáy không gian giống như thời gian loạn nhảy ra,
Trên không trung đã có 500 vạn đại quân vô cùng khủng bố đạp không đứng lơ lửng, khiến cho cả sơn mạch U Cốc đột nhiên lờ mờ. Bái kiến trưởng môn. Gần 150 vạn đệ tử phi linh môn đạp không hành lễ. Bái kiến lục trưởng môn. Cùng lúc đó, không ít người cung kính hành lễ. Trừ hơn 100 vạn đệ tử phi linh môn ra, người còn lại trừ hoàng gia, tiết gia, tử diễm huyền xà nhất tộc thống lĩnh thú tộc trong vô sắc trung thiên thế giới ra. Hơn 200 vạn người còn lại đều là người của các tiểu thế lực trong vô sắc trung thiên thế giới, còn có người trong vô sắc trung thiên thế giới tới tương trợ. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, cho nên cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn người có thực lực mạnh một chút. Vốn Lục Lâm Thiên cũng không định mang theo quá nhiều người, nhưng mọi người đã có tâm như vậy hắn cũng không tiện chối từ, hắn cũng hiểu Thiên Long Tông không phải là thế lực bình thường, dù sao cũng ở trong đại thế giới, cho nên cũng mang theo chừng 500 vạn người. Đội hình khủng bố bực này nếu như thông qua đường hầm không gian mà nói, còn không biết phải tới khi nào, sợ rằng những nơi đi qua đủ để khiến cho tất cả thế giới bất an. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới, đem đội ngũ 500 vạn người cất vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới. Nhìn thấy đội hình khủng bố gần 500 vạn người lơ lửng trên không trung, ngũ nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Du Thược, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh nhìn nhau. Từ đội hình kia các nàng không khó nhìn ra, những năm gần đây ở trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông này, thành tựu của nam nhân, phụ thân các nàng vẫn khiến cho người ta khiếp sợ giống như lúc ở trong linh vũ thế giới. Cả không gian yên tĩnh trong nháy mắt, người vây xem náo nhiệt bốn phía thì nuốt một ngụm nước bọt. Những người có nhãn lực và thực lực bất phàm tự nhiên không khó nhìn ra, thực lực chỉnh thể của 500 vạn đại quân trong hai kiện linh khí quỷ dị trong tay thanh niên mặc áo bảo xanh kia vô cùng khủng bố. Thông thiên cảnh, đại đạo cảnh vô số, luận thực lực chỉnh thể, so với Thiên Long Tông mạnh mẽ hơn quá nhiều. Siêu. Khi Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới thu liếm, một đạo thân ảnh xinh đẹp từ trong Thiên Trụ Giới đi ra, không gian chung quanh lập tức chấn động không ngừng. Thân hình mềm mại lẳng lặng đứng giữa không trung, người mặc bộ váy dài, mái tóc trắng như ngọc. Thanh nhã, thanh tú, thu hút không ít ánh mắt. Thật mạnh. Đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Tử Hỏa, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên khi nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp này, ánh mắt khẽ đổi. Trên thân nữ tử xinh đẹp này không có một chút khí thức nào khuếch tán ra, thế nhưng vô cùng quỷ dị lại khiến cho linh hồn chấn động, linh hồn có cảm giác lạnh buốt, cảm nhận thấy sự tuyệt vọng. Đẹp quá, bằng với bốn vị phu nhân của trưởng môn. Từng ánh mắt khi nhìn thấy đạo thân ảnh xinh đẹp động lòng người này, miệng khẽ than thở, cảm thán. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Tuyết Ngưng, bốn tuyên cổ cảnh của Thiên Long Tông, trong đó còn có một tuyên cổ cảnh trung giai, mà bên cạnh hắn chỉ có một vô tướng là tuyên cổ cảnh, hắn có thể chống lại tuyên cổ cảnh, cho nên tính toán là hai tuyên cổ cảnh. Lục Lâm Thiên tự biết người có tu vi tuyên cổ cảnh mới là mấu chốt thắng bại lúc này. Nếu như để cho hai người có tu vi tuyên cổ cảnh còn lại của đối phương xông vào trong đội ngũ của mình, hậu quả không cần phải nói, người có tu vi niết bàn cảnh cho dù có nhiều hơn nữa cũng không có cách nào chống lại tuyên cổ cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú, đôi mắt xinh đẹp đã nhìn về phía đội hình của Thiên Long Tông, ánh mắt lập tức nhìn về phía tứ nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền phía sau. Đôi mắt xinh đẹp âm thầm chấn động, lại lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, khẽ nhíu mày, cặp môi đỏ mỏng khẽ mở, hàm răng ngà như ẩn như hiện, âm thanh mờ ảo vang lên. Tên tuyên cổ cảnh trung giai ở giữa ta muốn giết sợ rằng phải phí công phu rất lớn, cũng rất khó làm được, thế nhưng có thể giúp ngươi ngăn lại hắn. Người nọ phía sau ngươi cũng có bổn sự ngăn lại người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai kia. Lục Lâm Thiên theo ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng nhìn về phía sau. Người Huyền Tuyết Ngưng nói là vô tướng. Thực lực của vô tướng mạnh bao nhiêu Lục Lâm Thiên cũng không biết, chỉ biết hắn ta là tuyên cổ cảnh. Sơ giai hay trung giai cũng không nhìn ra được, cũng chưa từng nhìn thấy người này ra tay. Có nàng ngăn lại một người cũng đã đủ rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, Huyền Tuyết Nguyên chủ động muốn ngăn cản Liên Bất Bại, ba người còn lại có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn và vô tướng ra tay, cho dù vô tướng đối phó một người. Hắn có đối phó với hai tuyên cổ cảnh sơ giai sợ rằng cũng không quá khó khăn. Ai, chàng đi ra ngoài cũng giống như khi trước. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Huyền Tuyết Ngưng trước mặt Lục Lâm Thiên, cặp môi đỏ mỏng khẽ mở, nói với tam nữ Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền.
Trong đội ngũ của Thiên Long Tông, nhìn thấy mấy trăm vạn đại quân sau lưng Lục Lâm Thiên hiện tại, từng ánh mắt có chút khó coi, chẳng ai ngờ tới việc, thanh niên áo bào xanh kia còn có thủ đoạn như vậy, có thể mang theo người mấy trăm vạn đại quân. Một ít cường giả Thiên Long Tông không khó nhìn ra, mấy trăm vạn người này không phải ô hợp, thực lực tổng thể mạnh hơn Thiên Long Tông, trong đó có không ít người có lẽ là tinh anh. Những khuôn mặt lạnh nhạt này khiến cho người Thiên Long Tông cũng không biết được rốt cuộc những người này có địa vị gì. Người rốt cuộc là người của thế lực nào? Liên Bất Bại nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong lòng hắn bắt đầu nổi lên sóng gió, bằng vào đội ngũ của đối phương, không phải là hạng người vô danh, hắn cũng thật không ngờ sau lưng thiếu nữ kia còn có đội hình khủng bố như vậy. Chúng ta là người phương nào ngươi không cần phải quan tâm. Ngươi chỉ cần biết một chuyện, đợi upsilon.ng tới nữ nhi của Lục Lâm Thiên ta, Thiên Long Tông ngươi phải trả một cái giá đắt. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, trong âm thanh tràn ngập sát ý. Hóa ra tiện tỳ kia là nữ nhi của ngươi, vậy thì ngươi càng không thể không chết. Liên Bất Bại âm hàn nói. Ai sống ai chết ngươi sẽ biết ngay thôi. Lục Lâm Thiên nói xong, trường bào màu xanh run lên, phất tay với đám người phía sau. Siêu siêu. Cùng lúc, Bạch Kinh Đường, Âm Quỷ, Vấn Thân Mạc, Thiên Huyền, Thiên Xu, Phong Đô Tam Hồn bước ra, từng đạo lưu quang trong nhẫn chữ vật phóng ra. Lưu quang chớp động, quang mang lập tức thu liếm, từng chiếc chiến hạm có thể tích khổng lồ giống như từng đầu hung thú khổng lồ lơ lửng trên không trung, trong khoảng thời gian ngắn không gian run rẩy không thôi, thiên địa lờ mờ, hơn 1000 chiến hạm lơ lửng trên không trung. Ầm ầm. Hơn 1000 phi hổ chiến hạm, cái đầu hổ dữ tợn giống như vật còn sống, khí tức hung hãn phóng ra, che khuất bầu trời. Hơn 50 chiếc phi hổ chiến hạm tứ cấp, 400 chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp, còn lại đều là phi hổ chiến hạm nhị cấp. Cơ hồ tất cả phi hổ chiến hạm đều vỗ đôi cánh khổng lồ, cái miệng đen ngòm của đầu hổ dữ tợn trực chỉ về phía mấy trăm vạn đệ tử Thiên Long Tông đang biến sắc ở phía xa, dường như tùy thời có thể phát động công kích hủy diệt. Hạm đội khổng lồ này xuất hiện nhất thời khiến cho năng lượng trong phiến thiên địa này chấn động kịch liệt, đội ngũ khủng bố này khiến cho tâm thần người ta run rẩy. Không có ai hoài nghi, 1000 chiến hạm này một khi đồng thời thúc giục, Thiên Long Tông sẽ phải trả một cái giá lớn tới nhường nào. Hạm đội, Hoàng Linh Lạc, Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tiết Nhân Phàm, Tử Huyền, Tử Hỏa, Vô Tướng, Vu Mã Tam Giới, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên, An Song Dương và những người khác nhìn thấy những chiếm hạm khổng lồ này không khỏi há hốc mồm. Thế lực bình thường căn bản khó có thể có được hạm đội khủng bố như vậy. Có được mấy chiếc đã không tồi, chủ yếu là chiến hạm mặc dù tốt, thế nhưng lại đốt tiền nhanh quá mức, tất cả thế lực cũng không dám chơi nhiều. Mà mọi người nhìn thấy Phi Linh Môn có thể xuất ra hơn 1000 chiến hạm, đặc biệt là đối với người của vô sắc trung thiên thế giới mà nói, bọn họ rất rõ chỗ bất phàm của phi hổ chiếm hạm. Bình thường Phi Linh Thương Hội thường xuyên bán ra phi hổ chiếm hạm, không ngờ lại có thể tích lũy ra một số lượng chiến hạm khổng lồ như vậy. Thật nhiều chiến hạm. Thế lực này rốt cuộc từ đâu tới, có địa vị gì? Không ngờ lại có nhiều chiến hạm như vậy, xem ra lần này Thiên Long Tông gặp phải cọng rơm cứng rồi. Người ta tới vốn đã không có ý tốt, cho nên dường như cũng không đặt Thiên Long Tông vào trong mắt. Bốn phía sơn mạch u cốc, vô số người vây xem chung quanh chăm chú nhìn về phía trước, vô số chiến hạm của Phi Linh Môn xuất hiện, cả đám lập tức biến sắc. Chỗ khủng bố của chiến hạm mọi người đều biết rõ. Trước mặt hạm đội khủng bố như vậy, một khi đại chiến, sợ rằng chính là xu thế hủy diệt. Hơn 1000 chiến hạm, đủ để trong thời gian ngắn san bằng sơn mạch u cốc thành bình địa. Thật nhiều chiến hạm a. Hạm đội vừa mới xuất hiện, ánh mắt đệ tử Thiên Long Tông lập tức sợ hãi, khí tức hung hãn đang lan tràn kia đủ để chứng minh chỗ khủng bố của những chiến hạm này. Chiến hạm thì sao chứ? Trước mặt thực lực tuyệt đối, chiến hạm chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Trong đội ngũ của Thiên Long Tông có một tiếng hét lớn vang lên, bên người Liên Bất Bại, một thân hình vạm vỡ run lên, tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai bộc phát, khí tức bàng bạc bắt đầu lan tràn trên không trung. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống, năng lượng ngập trời hội tụ thành một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn lướt đi, uy thế khủng bố kinh người đè xuống, không gian ven đường rạn nứt. Uy áp kinh người bỗng nhiên lan tràn, người có tu vi tuyên cổ cảnh ra tay, niết bàn cảnh có thể cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Dưới giai vị uy áp vô hình cũng đủ để khiến cho người ta chói chân chói tay, không có cách nào chống lại. Tiếp đó, thân hình vạm vỡ này lập tức xuất hiện phía trên hạm đội. Trong giây lát đánh ra trưởng ấn xuống phía dưới,
muốn phá hủy hạm đội của Phi Linh Môn. Sự tồn tại của hạm đội này chính là uy hiếp mang tính chí mạng đối với đệ tử Thiên Long Tông khác. Hừ, Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, trong chớp mắt này nguyên lực trong cơ thể trào ra, muốn ra tay. Cút về cho ta. Vào lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên lăng không xuất hiện trước người Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai đang ra tay. Người này xuất hiện, năng lượng thiên địa trong không trung bắt đầu bị ảnh hưởng. Năng lượng mang theo khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Trước nắm tay, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hỏa diễm màu vàng đang nhảy nhót, không có một chút chậm trễ nào, một đạo quyền ấn va chạm với trưởng ấn cường giả Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai của Thiên Long Tông. Oanh! Va chạm như vậy khiến cho cả không gian run rẩy, không gian phong vân biến sắc, âm thanh trầm đờ upsilon, c cùng với tiếng sấm vang vọng. Năng lượng khủng bố bắn tứ tung, trên nắm tay, lực lượng mang theo hỏa diễm màu vàng chút vào trong trường ấn. Trong chớp mắt này, trường ấn của Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai của Thiên Long Tông kia bị phá hủy dễ dàng. Năng lượng khủng bố rung động rồi khuếch tán, đánh nát vô số đỉnh núi trong sơn mạch u cốc phía dưới. Nhất thời sơn băng địa liệt. Khí tức hủy diệt bắn ra bốn phía. Phốc phốc. Trên không trung, trong chớp mắt ngắn ngủi, người có tu vi Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bị đánh bay về phía sau, không gian chung quanh thân hình bị đỡ upsilon.ng vỡ nát. Khi thân hình bị đánh bay ổn định lại, chỉ một thoáng sắc mặt người có tu vi Tuyên Cổ Cảnh này trở nên tái nhợt như cho tàn, khóe miệng tràn ngập máu tươi. Người có tu vi Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai, thế nhưng trong vòng một chiêu đã bị đối phương đánh cho trọng thương. Thực lực thật mạnh, kia là người phương nào? Đám người đứng xem náo nhiệt bên ngoài lúc này lập tức nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào màu vàng kia, mà ngay cả đám người Liên Bất Bại, còn có Huyền Tuyết Ngưng, Vô Tướng, Hoàng Linh Lạc và những người khác rung động. Dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đạo thân ảnh màu vàng trên không trung dần dần hiện lên, khóe miệng mang theo nụ cười, người này quay người nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược trong đội hình Phi Linh Môn. Thân ảnh mặc áo bào màu vàng này lăng không đứng đó, áo bào màu vàng bay phất phới, đây là một thanh niên tuấn tú tuổi chừng 24-20 năm, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, lộ ra khí tức tôn quý không có cách nào che giấu. Dưới mái tóc màu vàng là đôi mắt sáng ngời giống như chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người ta thần phục. Trong mi tâm có một ấn ký màu vàng. Ấn ký màu vàng này giống như con má dựng đứng, lộ ra vẻ thần bí mà yêu dị. Nhìn qua đạo thân ảnh này, ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, ánh mắt đám người Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược rung động. Siêu siêu, không trung lần nữa bị xé rách, từng đạo thân ảnh nhảy ra, khí tức cường hãn lan tràn, gần 300 người đều cung kính đứng sau lưng thanh niên mặc áo bào màu vàng. Từ khí tức nhìn lại, ít nhất cũng có 50 niết bàn cảnh, còn lại đều là người có tu vi đại đạo cảnh. Lão đại, đệ nhớ huynh muốn chết, đệ không tới muộn chứ. Thanh niên mặc áo bào màu vàng xẹt qua không gian, đi tới trước người Lục Lâm Thiên, căn bản không thèm để ý tới người của Thiên Long Tông, khóe miệng mỉm cười lao thẳng tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Tiểu tử nhà đệ, không có việc gì là tốt rồi. Đệ tới cũng không sớm cũng không quá muộn, tới vừa kịp lúc. Lục Lâm Thiên cười cười. Hai người ôm nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Đặc biệt đối với Lục Lâm Thiên mà nói, Du Thược cùng đám người Vô Song, Bạch Linh tuy rằng thân có thương tích, thế nhưng ít nhất cũng không có việc gì. Còn có Tiểu Long xuất hiện cho nên hiện tại không có việc gì khiến cho hắn vui mừng hơn việc này. Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai, xem ra những năm này tiểu tử đệ tiến bộ còn hơn ta a. Nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng trước mặt, cảm nhận khí tức trên người đối phương. Lục Lâm Thiên cũng có chút khiếp sợ. Tiểu Long không ngờ lại đạt tới Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai, từ một chiêu đánh trọng thương Tuyên Cổ Cảnh Sơ Giai của Thiên Long Tông Lục Lâm Thiên đã biết được thực lực của Tiểu Long lúc này vô cùng khủng bố. Lão đại, để có cảm giác, huynh không dễ trêu vào a. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên xong, thân ảnh đi tới trước mặt đám người Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược, nói. Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, Thanh Tuyền tỷ, không ngờ mọi người đều tới. Tiểu gia hỏa, lần này lớn thật rồi. Bạch Linh vuốt ve mái tóc xoăn màu vàng trên đầu Tiểu Long, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười mị hoặc chúng sinh. Hắc hắc, Tiểu Long cười hắc hắc, lập tức nhìn qua Lục Du Thược nói. Tiểu nha đầu,
còn không chào hỏi, không biết ta hay sao? Tiểu Long thúc, Lục Du Thược nói, có chút xấu hổ, cũng không phải vì bộ dáng của Tiểu Long so với nàng cũng không lớn là bao, loại xấu hổ này có nguyên do từ trước đó, khúc mắc trong lòng nàng tuy rằng đã tiêu tán, thế nhưng kỳ thực ở sâu trong lòng có lưu lại dấu vết không thể phai mờ. Được rồi Tiểu Nha Đầu, chuyện đại khái ta đã biết rõ, yên tâm đi. Có Tiểu Long thúc của ngươi cùng với phụ thân ngươi ở đây, không có ai dám động vào một cọng tóc của ngươi. Ngày hôm nay Thiên Long Tông nhất định phải trả giá thật nhiều. Tiểu Long nói với Lục Du Thược xong, thân ảnh màu vàng lóe lên đi tới bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đội ngũ của Thiên Long Tông. Lão đại, đối phương có 4 tuyên cổ cảnh, một tuyên cổ cảnh dường như là trung giai, huynh đối phó với mấy người. Tiểu Long thu hồi ánh mắt từ phía đội ngũ của Thiên Long Tông, cũng không để ý quá nhiều mà nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Tuyên cổ cảnh trung giai kia đã có người đối phó, chúng ta đối phó với người khác là được. Lục Lâm Thiên nhìn Liên Bất Bại, vốn hắn còn lo lắng trong đội ngũ của mình không có đủ tuyên cổ cảnh, thế nhưng lúc này tăng thêm Tiểu Long, đủ để áp chế Thiên Long Tông. Tiểu Long nghe vậy khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nói. Lão đại, lâu như vậy không gặp, chúng ta thi đấu một lần được không? Để xem tuyên cổ cảnh và niết bàn cảnh ai giết được nhiều hơn. Không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn cũng rất muốn biết hiện tại thực lực của Tiểu Long đã tới tình trạng nào. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, hai người đạp không đứng lơ lửng, âm thanh truyền ra không đặt đám người Thiên Long Tông vào trong mắt, giống như người Thiên Long Tông lúc này ở trong mắt hai người chính là cừu non chờ làm thịt vậy. Loại cuồng ngạo này khiến cho cường giả Thiên Long Tông cũng không nhịn được, ánh mắt giống như toát ra lửa. Ngạo Long đội nghe lệnh, chuốt sát Thiên Long Tông, không cần khách khí. Tiểu Long phất tay với đám người phía sau mình, nói với mấy trăm người sau lưng hắn. Vâng. Sau lưng Tiểu Long, từng tiếng hét lớn vang lên, khí thế khủng bố trong cơ thể gần 300 người này lập tức phô thiên cái địa phóng ra. Giết không tha. Gần như là cùng lúc, ống tay áo màu xanh của Lục Lâm Thiên run lên, khẽ phất tay một cái. Sau lưng Lục Lâm Thiên, mấy trăm vạn đại quân tràn ngập khí thế sắc bén, sát ý bắn ra. Sau khi nhìn thấy Tiểu Long và đội ngũ của hắn gia nhập, tăng thêm Tiểu Long dùng một chiêu đánh trọng thương một tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông, chuyện này khiến cho những người vốn còn cố kỵ cường giả tuyên cổ cảnh của Thiên Long Tông lúc này cũng không còn tiếp tục cố kỵ nữa. Giết! Mấy trăm vạn đại quân đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh người, tiếng hét lớn hội tụ tạo thành âm thanh giống như sấm sét vang vọng trên không trung. Nguyên lực toàn thân tràn ra, khí thế kinh người từ trong cơ thể lan tràn. Khí thế mực này hội tụ lại một chỗ, chỉ một thoáng khiến cho cả không trung mênh mông cuồn cuộn, khí thế khủng bố ngút trời. Xoẹt! Đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Hoàng Thiên Tứ, Hồ Nhất Đao mang theo khí thế khủng bố dẫn đầu phóng lên trời. Tử hỏa, tử huyền nhanh chóng hóa thành bản thể tử diễm huyền xà khổng lồ. Lập tức mấy trăm vạn người có động tác, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong không gian. Trong cơ thể người có tu vi niết bàn cảnh có một đạo quang trụ chói mắt bắn ra. Từng đạo công kích đánh vỡ không gian, hủy diệt tất cả mọi thứ ven đường thành cho tàn, nhanh chóng phô thiên cái địa bắn về phía đội ngũ Thiên Long Tông phía xa. Người có tu vi niết bàn cảnh trong đội ngũ của Lục Lâm Thiên mang tới quả thực không ít, trong vô sắc trung thiên thế giới, người đứng đầu trong các tiểu thiên thế giới như Hổ Nhất Đao, Nam Bán Thiên vốn thường xuyên tu luyện trong vô sắc thế giới, tới niết bàn cảnh. Tu luyện trong tiểu thiên thế giới khó có thể đột phá. Bởi vậy những niết bàn cảnh của các tiểu thiên thế giới bình thường đều ở trong vô sắc thế giới, lần này Lục Lâm Thiên vung tay kêu gọi lập tức hội tụ vô số người có tu vi niết bàn cảnh. Tăng thêm Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Phù Mã Tam Giới, đám người Bắc Đông cũng gần trăm người có tu vi niết bàn cảnh. Ngao, giống, chi, trong 300 người Tiểu Long mang tới, chừng 50 niết bàn cảnh đều hóa thành bản thể khổng lồ. Khí thế không dưới bản thể tử diễm huyền xà của tử hỏa và tử huyền. 50 niết bàn cảnh thú tộc, uy thế càng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hơn 100 niết bàn cảnh đồng thời đánh ra, uy thế khủng bố khuếch tán. Không gian ven đường bị nghiền nát, năng lượng thiên địa che khuất bầu trời rung động không thôi. Trong nháy mắt hơn 100 người có tu vi niết bàn cảnh của đối Phô Ninh đánh tới, khiến cho 300 vạn đệ tử Thiên Long Tông sợ hãi. Thanh thế khiến cho người ta sợ hãi kia quá mức khủng bố. Người có tu vi niết bàn cảnh trong Thiên Long Tông cũng chỉ chừng 30 người mà thôi, vốn đã không phải là đối thủ của đối phương.
Cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Long Tông đều không ngờ tới sau lưng nữ nhân kia có hậu trường khủng bố như vậy. Dường như lại là hai hậu trường khủng bố. Vốn Thiên Long Tông trước đó là thợ săn, trong khoảng thời gian ngắn trở thành con mồi của đối phương. Trước tiên toàn lực giải quyết đám niết bàn cảnh, đến lúc đó bọn chúng cho dù muốn cũng không làm nên được chuyện gì. Âm thanh lạnh lẽo của Liên Bất Bại vang lên, hắn cũng thật không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, đội hình của đối phương càng lúc càng khủng bố, thanh niên mặc áo bào màu vàng đến sau kia chính thức là một cọng rơm cứng. Đối thủ của ngươi là ta. Ngay khi thân ảnh Liên Bất Bại định lướt đi, một đạo âm thanh mờ ảo giống như châu ngọc vang lên, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, mềm mại xuất hiện ngăn cản trước người Liên Bất Bại. Nữ tử tuyệt mỹ, thân hình mềm mại này có mái tóc trắng như ngọc, hương thơm ngát tràn ngập, khí thế trên người giống như hoang vu khiến cho người ta tuyệt vọng. Đây chính là Huyền Tuyết Ngưng, chỉ là nguyên cổ linh tinh thú vốn ở trong ngực nàng không biết đã đi tới nơi nào. Người nào ngăn ta, chết! Đột nhiên nhìn thấy có người ngăn cản trước người, Liên Bất Bại lạnh lẽo quát lên một tiếng, thủ ấn được kết mang theo năng lượng thiên địa kéo tới, nguyên lực tuôn ra, chấn động khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chung quanh cơ thể nhất thời tràn ngập khí tức khủng bố, một đạo trưởng ấn lạnh lẽo hung hăng đánh về phía Huyền Tuyết Ngưng. Xoẹt! Trưởng ấn lạnh lẽo mang theo uy thế khủng bố kinh người đánh xuống, cả không gian lập tức tràn ngập lực lượng linh hồn lạnh lẽo, không gian ven đường bị dạn nứt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đôi mắt xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng khẽ nhíu lại, âm thanh khiến cho thiên địa động lòng vang lên, khí tức lạnh thấu xương lập tức tràn ngập không trung. Lấy bản thân Huyền Tuyết Ngưng làm trung tâm, quang mang màu trắng xanh che khuất bầu trời khuếch tán ra chung quanh. Nương theo khí tức lạnh lẽo thấu xương, ngay khi trưởng ấn của Liên Bất Bại đánh tới trước người, thân hình mềm mại đã biến mất tại chỗ. Ánh mắt của Liên Bất Bại bỗng nhiên đại biến. Thực lực của nữ tử tuyệt mỹ trước mắt vượt quá dự tính của hắn, một trường thất bại, hắn lập tức dò xét sau lưng mình. Siêu! Ngay lúc đó thân ảnh của Huyền Tuyết Ngưng xuất hiện sau lưng Liên Bất Bại, cổ tay trắng ngần dương lên, một đạo năng lượng hoang vu xuyên qua không gian, lập tức đánh tới sau lưng Liên Bất Bại. Sắc mặt Liên Bất Bại đại biến, thân hình nhanh chóng lui lại, không ngờ lại tránh khỏi công kích của Huyền Tuyết Ngưng. Cũng trong nháy mắt đó, năm ngón tay của hắn nắm chặt. Một đạo chảo ấn phong tỏa không gian lập tức chụp về phía Huyền Tuyết Ngưng, hai người trong nháy mắt này đã kịch chiến cùng một chỗ. Giết! Cùng lúc đó, trong Thiên Long Tông, ba tuyên cổ cảnh sơ giai, kể cả tuyên cổ cảnh sơ giai bị Tiểu Long đánh trong thương kia cũng bắn về phía trước. Đánh về phía đám người có tu vi niết bàn cảnh của Phi Linh Môn. Ba người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đánh ra một đạo trưởng ấn, quyền ấn. Trưởng ấn và quyền ấn phóng đi, năng lượng đáng sợ lan tràn. Cả phiến không gian lớn ven đường bị phá hủy, không gian hóa thành hư vô. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai này cũng rõ chỗ khủng bố của đám niết bàn cảnh đối phương, bởi vậy bọn họ vừa mới ra tay đã vận dụng toàn lực. Tranh thủ đánh chết nhiều niết bàn cảnh của đối phương một chút. Đối với ba người tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông này mà nói, muốn đánh chết người có tu vi niết bàn cảnh của đối phương cũng không quá khó, tuyên cổ cảnh và niết bàn cảnh là hai tầng thứ, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Siêu siêu. Ngay khi ba tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông phát động công kích, đột nhiên có ba đạo thân ảnh ngăn cản trước người ba tuyên cổ cảnh sơ giai này. Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trước người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đầu tiên, nhìn trường ấn mang theo uy thế khủng bố đánh tới, đồ án huyền vũ bằng bí văn đột nhiên xoay tròn quanh thân. Trong mắt có sát ý bắn ra, trên ấn ký con mắt thứ ba có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Không gian tự dưng run lên, phong vân đột biến. Thiên Long ngâm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tiếng quát của Tiểu Long vang lên. Một đầu thanh long bằng hư ảnh xoay quanh thân hình Tiểu Long, cuồng phong gào thét chung quanh, tiếng sấm vang vọng không trung. Ngao! Đầu thanh long bằng hư ảnh đột nhiên mở cái miệng rộng dữ tợn ra mà rít lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Giống như là có một thanh đại chùy đánh vào linh hồn mỗi người, mang theo tiếng vang vọng không ngừng. Giống như linh hồn liên tiếp bị gõ, không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng quái dị. Dưới tiếng long ngâm này, trưởng ấn của tuyên cổ cảnh sơ giai kia không biết vì sao lại đột nhiên dừng lại, bắt đầu phai nhạt. Cùng một lúc, Lục Lâm Thiên đối mặt với trưởng ấn của tuyên cổ cảnh sơ giai khác đánh tới, thanh linh khải giáp bao phủ thân hình, đồng thời kết một đạo thủ ấn quỷ dị, nguyên lực toàn thân phô thiên cái địa trào ra. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy trắng đen giống như đồn án âm dương, che khuất bầu trời, cả không trung lờ mờ, thiên uy trong nháy mắt lan tràn ra.
Lao ngục thời không. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thời không lao ngục thuộc tính kim 32 lần uy năng lập tức được bố trí, trong không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo, thân hình Lục Lâm Thiên tiến lên một bước, không lùi mà còn tiến tới, vỗ tay về phía trước, cả hư không đột nhiên run lên. Ầm ầm. Trên không trung lờ mờ đột nhiên có một đạo thủ ấn khổng lồ bằng năng lượng phá không đánh xuống. Trên trưởng ấn có đồ án trắng đen, âm dương vô cùng huyền ảo trong lòng trưởng ấn, mang theo khí tức lạ lẫm cùng với thiên uy hàng lâm. Thủ ấn nhìn như chậm rãi, kỳ thực sắc bén, lạnh lẽo, nhanh chóng dùng xu thế sấm sét hung hăng va chạm với trưởng ấn khủng ố của đối phương. Thủ ấn đánh xuống, trưởng ấn nứt vỡ từng khúc, hiện ra hư không đen kịt khó có thể khôi phục. Căn bản khó có thể để cho người ta chống lại, một đường phá hủy hư không khiến cho không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Thủ ấn cực lớn lập tức dễ dàng phá vỡ trưởng ấn khủng bố của tuyên cổ cảnh sơ giai kia, sau đó hung hăng vỗ vào trên thân hình của tuyên cổ cảnh sơ giai này. Phụt! Tuyên cổ cảnh sơ giai này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Siêu siêu! Lấy thân hình người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này làm trung tâm. Năng lượng ngập trời khuếch tán ra bốn phía, không gian chung quanh bị diệt sát trở thành hư không. Năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chấn điên cuồng chấn động, nhộn nhạo, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Dưới năng lượng đáng sợ như vậy, lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chung quanh, người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đối mặt với Lục Lâm Thiên sợ hãi, vô lực, nhanh chóng bố trí một kiện khải giáp hộ thân. Hắn thực sự không ngờ tới, thanh niên đối thủ hắn rõ ràng là niết bàn cảnh cao giai. Vì sao thực lực lại khủng bố như vậy? Siêu! Chỉ là kiện khải giáp kia còn chưa kịp bao phủ toàn bộ thân hình hắn, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đi tới trước người hắn. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này mới phát hiện ra, thanh niên đối thủ của hắn lại là tu luyện giả áo nghĩa thời gian, không gian chung quanh hắn vặn vẹo, muốn chạy trốn còn không có thời gian, cũng khó có thể giãy giụa, tất cả thực sự quá nhanh. Ngao! Tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, cả không gian sau lưng Lục Lâm Thiên tràn ngập kim quang, sắc bén mà lạnh lẽo. Một đạo đao mang màu vàng bắn ra mang theo áo nghĩa linh hồn minh mông cuồn cuộn lan tràn. Đao mang này lướt đi, khí tức sắc bén căn bản giống như không tồn tại trên đời này lập tức đánh vào đầu của người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này. Tính cả khải giáp còn chưa kịp bao trùm thân hình đã bị một đao chém thành hai nữa. Kim quang tràn ngập bốn phía, linh hồn lực minh mông cuồng cuộn khuếch tán ra chung quanh. Chỉ chớp mắt này người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này mới biết được thanh niên đối thủ của hắn đáng sợ tới bực nào. Ngay cả cơ hội trốn thoát hắn cũng không có. Trong đao mang này xen lẫn áo nghĩa linh hồn minh mông, phong tỏa linh hồn. Áo nghĩa linh hồn của thanh niên mặc áo bào xanh này tu luyện tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Không dưới tu luyện giả áo nghĩa linh hồn có tu vi tuyên cổ cảnh. Áo nghĩa trên người thanh niên này quả thực tầng tầng lớp lớp, thứ chờ đợi hắn chỉ là hủy diệt mà thôi. Thiên Long Chảo. Cách đó không xa, cùng một lúc, thân hình Tiểu Long được đồ án huyền vũ bằng bí văn bao phủ, một đạo chảo ấn được ngưng tụ trước người. Khí thế tuyên cổ cảnh sơ giai khủng bố phóng ra, nhanh chóng chộp về phía đối thủ của hắn là người có tu vi tuyên cổ cảnh đang ngây ngốc phía trước. Đạo chảo ấn này đánh xuống. Gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, uy áp khủng bố lập tức hàng lâm, cả không gian cứng lại. Trong sát na này, trong mắt người có tu vi tuyên cổ cảnh đang ngây ngốc kia hiện lên vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Từ sâu trong linh hồn xuất hiện khí tức tử vong. Ngao ngao. Trong chảo ấn mơ hồ hiện lên tiếng long ngâm, mây đen bắt đầu cuộn cuộn, không gian ven đường bị xé rách tạo thành khe nứt, vô số khe nứt chung quanh không gian hiện lên. Năm đạo chảo ấn mang theo vết nứt không gian thâm thúy, đánh xuống người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đang ngây ngốc. Ken két. Chảo ấn đánh xuống, không gian chung quanh dễ dàng bị đè nén tới nứt vỡ. Kinh phong bằng năng lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán, từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn ra phía xa. Trong lúc người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này tuyệt vọng sợ, hãi, thân hình dễ dàng hóa thành huyết vụ trong không gian bị vỡ nát. Ngay cả linh hồn cũng bị đè nén thành mảnh nhỏ. Cũng bị phá hủy trong không gian bị nghiền nát. Phanh phanh. Nơi đao mang màu vàng đi qua, người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đối mặt với Lục Lâm Thiên một đao bị chém thành hai nửa, kim quang khuếch tán ra bốn phía, năng lượng linh hồn tràn ngập, thân hình nứt vỡ từng khúc, thần hồn câu diệt. Bên cạnh đó,
cùng một lúc vô tướng và tuyên cổ cảnh sơ giai vốn đã bị Tiểu Long đánh cho trọng thương kịch chiến cùng một chỗ. Không biết vì sao cũng không có ai chú ý tới vô tướng xuất thủ, tất cả đều chú ý về phía Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Ầm ầm ầm. Đợi khi mọi người phát hiện ra mới nhìn thấy người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai kia đã hóa thành huyết vụ, mà ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng không chạy thoát. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai, cơ hồ cùng một thời gian bị đánh chết, vô cùng gọn gàng giống như không có gì, thần hồn câu diệt, chết dễ dàng như không còn gì dễ hơn. Cả không trung sơn mạch U Cốc Bao La lúc này vô cùng yên tĩnh, mà nay cả đại quân mấy trăm vạn người của song phương đang lao vào nhau giống như thủy triều cũng ngây ngốc. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai vừa mới thấy mặt đối thủ đã dễ dàng bị đánh chết, thế như trẻ tre. Đây chính là cường giả cấp độ tuyên cổ cảnh A, chính là cường giả đứng trên kim tự tháp, coi như là tới thế giới hỗn độn, tu vi tuyên cổ cảnh cũng được coi là cường giả. Tuy rằng người ở trong thế giới hỗn độn như mây, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể đạt tới tuyên cổ cảnh. Cũng không phải bất kỳ ai trong thế giới hỗn độn cũng mạnh hơn người trong trung thiên thế giới. Chỉ là trong thế giới hỗn độn, người có thiên phú tuyệt đỉnh so với trong trung thiên thế giới thì có tỷ lệ cao hơn nhiều. Từ nhỏ ở trong thế giới hỗn độn, cho dù thiên phú bằng nhau, thành tựu sẽ mạnh mẽ hơn người ở trong trung thiên thế giới rất nhiều. Ực, đám người vây xem náo nhiệt bên ngoài nuốt nước bọt, đặc biệt là đối với đám người Thiên Long Tông mà nói. Một màn này khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía, ngây ra như phỗng. Ba trưởng lão tu vi tuyên cổ cảnh cơ hồ bị miểu sát, thực lực của đối phương quá mức kinh khủng. Người của Thiên Long Tông mới biết được, Thiên Long Tông trêu vào nữ tử kia là một quyết định sai lầm. Tất cả chuyện xảy ra trên không trung đương nhiên không giấu được Liên Bất Bại, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, chỉ một thoáng trong lòng vô cùng hỗn loạn và phức tạp. Không biết là sợ hãi, rung động, bất an, hay là nổi giận. Hoặc giả bốn thứ đều có. Thiên Long Tông không may rồi, ba trưởng lão của Thiên Long Tông bị đánh chết. Ba trưởng lão của Thiên Long Tông đều có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai A. Cấp độ bực này không ngờ vừa mới thấy mặt đối phương đã bị đánh chết. Những người kia đều có thực lực quá mạnh mẽ, không biết là thần thánh phương nào. Không phải Mãnh Long quá giang, lần này Thiên Long Tông động phải tấm sắt rồi. Đám người vây xem chung quanh sơn mạch hít sâu một ngụm khí lạnh, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, Thiên Long Tông lần này hỏng bét. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai lập tức bị đánh chết. Thiên Long Tông đã không có khả năng chống lại những người lạ lẫm kia. Giết! Trong giây lát ngắn ngủi, sĩ khí của đại quân mấy trăm vạn giống như thủy triều trong vô sắc trung thiên thế giới đại thịnh, giống như được uống thuốc trợ tim, đột nhiên lần nữa đánh về phía đệ tử Thiên Long Tông. Hống hống hống! Trong phi linh môn, hơn 1000 phi hổ chiến hạm lập tức hành động. Cái đầu hổ dữ tợn giống như vật còn sống, vỗ cánh bay lên trời. Từng quả cầu bằng năng lượng bắn ra, hung hăng đánh vào trong đội ngũ mấy trăm vạn đệ tử Thiên Long Tông, không gian bạo tạc, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, mặt đất run rẩy. A hát! A hát! Lập tức tiếng kêu thảm thiết phô thiên cái địa cùng với âm thanh bạo liệt vang vọng không dứt bên tai, không gian bị vỡ nát, ngọn núi bị san bằng. Hơn 1000 phi hổ chiến hạm công kích, mấy chục phi hổ chiến hạm tứ cấp công kích, dưới niết bàn cảnh khó có thể chống lại. Phi hổ chiến hạm tứ cấp đủ để so sánh với chiến hạm ngũ cấp bình thường. Nhanh, liên thủ bố trí phòng ngự. Trong Thiên Long Tông lập tức có hành động, vô số đệ tử trong lúc hoảng sợ bố trí phòng ngự. Ầm ầm, hơn 1000 phi hổ chiến hạm liên tục công kích, quả cầu bằng năng lượng khủng bố giống như mưa rơi, âm thanh bạo liệt giống như sấm sét vang vọng giữa trời quang. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, quả cầu bằng năng lượng nổ tung, không gian chung quanh bị sốc lên tạo thành một cái động sâu. Một quả cầu bằng năng lượng nổ tung, kinh khí ngập trời mang theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung trên không trung, lập tức tản ra chung quanh, khi khuếch tán tới khoảng cách nhất định lập tức tự động biến mất. Vô số đệ tử Thiên Long Tông hóa thành mảnh vỡ và huyết vụ rơi xuống phía dưới. Lực lượng hủy diệt lan tràn ra thiên địa, không ngừng phá hủy không gian. Những nơi đi qua đều bị phá hủy, không gì cản nổi. Ầm ầm, hơn 1000 phi hổ chiến hạm công kích. Những phòng ngực do tổ đội do đệ tử Thiên Long Tông tạo thành lập tức bị đánh nát, căn bản không thể chống lại công kích khủng bố của chiến hạm. Hạm đội Phi Linh Môn có thực lực khủng bố như vậy khiến cho những người của vô sắc trung thiên thế giới đi theo cũng phải há hốc mồm. Lão đại, một đối một, tiếp tục thì a. Tiểu Long lơ lửng trên không trung, quanh thân có hư ảnh huyền vũ bằng bí văn quanh quẩn,
trường bào màu vàng trên người không gió tự bay, cũng có khí thế bá đạo. Siêu! Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên xong, cùng lúc thân ảnh đột nhiên lao thẳng về phía mấy chục niết bàn cảnh của Thiên Long Tông. Xoẹt! Thân ảnh đánh ra, ống tay áo màu vàng của Tiểu Long khẽ hất lên, lập tức đánh ra một đạo chảo ấn vào quang cháo phòng ngự của một cường giả niết bàn cảnh trong Thiên Long Tông. Xuyên qua quang cháo phòng ngự rồi đánh xuống đỉnh đầu người này, bóp nát đầu. Thì sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, huyết lục trong tay phóng ra kim quang chói mắt, đồ án âm dương huyền ảo ở giữa lan tràn ra quang mang trắng đen. Nắm huyết lục trong tay, khí tức Lục Lâm Thiên đột nhiên thay đổi, sát khí ngập trời. Ngao! Tiếng đao minh giống như long ngâm từ trên thân đao huyết lục vang vọng, âm thanh xuyên thấu không gian, trong âm thanh này còn xen lẫn uy áp cực lớn, khiến cho linh hồn người ta phát run, đặc biệt là đối với những thú tộc kia mà nói, uy áp càng lớn. Giết! Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhảy ra, lực lượng thời gian, không gian lan tràn. Thân hình lao thẳng về phía trước, lập tức lao về phía đám người niết bàn cảnh đang sợ hãi ở phía xa. Siêu! Đao mang lướt đi, giống như là xé giấy, cắt vỡ gợn sóng không gian phía trước thành một cái khe lớn, năng lượng trong thiên địa đột nhiên trở nên cuồng bạo. Một trưởng lão niết bàn cảnh trung giai của Thiên Long Tông bị một đao của huyết lục xoẹt qua đầu, đầu một nơi thân hình một nơi, một đao cắt đôi. Duệ kim hồn đao, hậu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao, hàn băng hồn đao, quỷ mộc hồn đao. Tiếng quát trầm thấp vang lên, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng xẹt qua không gian, một mảng lớn đao mang đánh ra, đao mang mang theo âm thanh giống như long ngâm, khí thế bàng bạc như vạn mã, năng lượng thiên địa mang theo áo nghĩa thuộc tính khủng bố chán ngập thiên địa. Siêu! Đao mang hóa thành vòng cung bắn ra, gợn sóng trong không gian giống như mặt nước bị chém đôi, lan tràn sang hai bên. Trong nháy mắt ngắn ngủi Lục Lâm Thiên bổ ra năm đạo đao mang thuộc tính khác nhau. Xoẹt! Đao mang phô thiên cái địa khuếch tán, mang theo âm thanh bạo liệt chói tai, nhanh chóng xé rách không gian phóng về phía trước. Những nơi đao mang đi qua, không gian bị hủy diệt. Ken két! Lục Lâm Thiên bổ ra năm đao, bốn đao dẫn đầu, bốn niết bàn cảnh bị chém thành hai khúc. Quỷ mộc hồn đao cuối cùng khiến cho ba niết bàn cảnh thần hồn câu diệt. Sơn mạch u cốc phía dưới, những nơi đao mang đi qua mặt đất rạn nứt tạo thành một đám khe lớn không ngừng lan tràn về phía ra. Thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, ngọn núi nứt vỡ. Năm đạo đao mang khủng bố, khí thế ngút trời như vậy khiến cho người ta nhìn vào mà giật mình, tim như ngừng đập. Năm đao, bảy niết bàn cảnh bị chu sát. Phanh 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 phanh. Thân ảnh màu vàng của Tiểu Long lướt đi, căn bản không thèm để ý tới bất luận loại công kích nào. Từng đạo quyền ấn, trưởng ấn đánh nát không gian. Lực lượng khủng bố cùng với năng lượng khủng bố lan tràn, không gian run rẩy không ngớt. Ngay khi Lục Lâm Thiên giết người có tu vi niết bàn cảnh thứ 9, Tiểu Long đã giết người có tu vi niết bàn cảnh thứ 7, dưới nắm tay tràn ngập hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long, thân hình người này hóa thành huyết phụ, thần hồn câu diệt, không gian vỡ nát. Dư âm kình khí khủng bố còn lại xé rách không gian tạo thành từng vết nứt đen kịt, quang mang đen kịt hiển hiện. Lập tức xác nhập lại một chỗ. Hai thanh niên mặc áo bào màu vàng, màu xanh ngạo nghễ đứng trên không trung, sát khí ngập trời lan tràn ra chung quanh. Hai người tựa như sát thần, đồ sát người có tu vi niết bàn cảnh như con sâu cái kiến, vô cùng bá đạo. Sát ý ngập trời khiến cho mọi người nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn bỡ ngỡ, hai người này chính là sát thần chuyển thế, tăng thêm thực lực kinh khủng và bi ến thái kia, quả thực chính là ác mộng của tất cả niết bàn cảnh trong Thiên Long Tông. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thực còn có Lục Tiểu Bạch nhìn về phía trước, lúc này Ngũ Nữ và Lục Tiểu Bạch mới biết được thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Tuyên cổ cảnh bị đánh chết, niết bàn cảnh trước mặt Lục Lâm Thiên căn bản chính là con sâu cái kiến. Không ngờ Thái A cũng mạnh như vậy a. Lục Tiểu Bạch nhìn về phía xa, chẳng biết từ khi nào thân ảnh Thái A đã xuất hiện trong đám người Thiên Long Tông. Tay cầm một thanh trường kiếm linh khí có tạo hình quái dị, kiếm quang bắn ra, mang theo khí tức nóng bỏng khủng bố khiến cho linh hồn người ta phỏng rát giống như bị thiêu đốt. Kiếm quang bắn ra, hai người có tu vi niết bàn cảnh trực tiếp bị đánh chết. Một niết bàn cảnh vừa mới dùng hồn anh chạy ra, một giây sau đã bị Thái A chặn đường đánh chết. Siêu! Một tiểu linh thú giống hươu nhưng không phải là hươu, toàn thân trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện trước người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền. Lục Du Thược,
Bạch Linh, hai mắt linh động nhìn mọi người. Ồ, linh thú thật đáng yêu. Ngũ nữ lập tức chú ý tới linh thú nhìn giống hươu mà không phải là hươu này, toàn thân trắng như tuyết, trên trán còn có hai chiếc sừng nhỏ, hình dáng yêu mỹ, không nhiễm một chút bụi trần nào. Ánh mắt linh động, tràn ngập khí tức nhu hòa. Khí tức này giống như khí tức tinh khiết nhất trên đời, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái không nói nên lời trong lòng. Đây hình như là linh thú bên người nữ nhân kia. Bắc Cung Vô Song nói, vừa rồi nàng đã nhìn thấy linh thú này chính là linh thú trong ngực của nữ tử tuyệt mỹ có thực lực siêu tuyệt kia. Ao ôm! Nguyên cổ linh tinh thú nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ánh mắt linh động nhìn về phía ngũ nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Du Thược, Lăng Thanh Tuyền, cuối cùng nhào vào trong ngực Bắc Cung Vô Song. Giết! Trong vô sắc trung thiên thế giới, 500 vạn đại quân giống như thủy triều cùng với phi hổ chiến hạm và Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Thái A Chu sát cường giả đối phương, rốt cuộc cũng xông vào trong đội ngũ đệ tử của Thiên Long Tông. Tiếng hét lớn cuồn cuộn, đại quân tiếp cận, vô số thân ảnh rậm rạp che khuất bầu trời, từng đạo nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra. Cường giả niết bàn cảnh trong các thế lực nhanh chóng vây công mấy cường giả niết bàn cảnh còn lại của Thiên Long Tông. Giờ phút này, thế lực khắp nơi trong vô sắc trung thiên thế giới hội tụ tạo thành đội ngũ 100 cường giả niết bàn cảnh, đám người này nhanh chóng vây công mấy niết bàn cảnh còn lại của Thiên Long Tông. Kết quả không cần phải nói, cho dù có tự bạo hồn anh cũng không có tác dụng gì, đồng thời không có khả năng đào thoát. Giết không tha. Âm Minh Dạ Xoa, Kim Viên, Địa Long, Thất Kiếm, Thất Sát, Viêm Hỏa, Mộc Vương, Tam Thú cùng với cường giả phi linh môn phóng về phía trước. Quỷ Oa, Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Bạch Lang, Tử Huyền cùng với những người còn lại cũng lập tức ra tay. Hóa Long Toái Không Chảo, Cửu Chuyển Phá Thiên Thương, Đại Hoang Trấn Thiên Trùy, Pha Thiên Phủ Việt, Quỷ Oa, Bạch Lang, Hoàng Sa, Kim Viên và những người khác thúc dục linh khí áo nghĩa, khí tức sát phạt lan tràn. Thất Tinh Thiên Sát Trận, Thất Tinh Diệt Không Kiếm Trận. Đệ tử Phi Linh Môn đã sớm toàn lực ra tay. Cả đám vốn là người sát phạt từ trong thị hoang thế giới đi ra, lúc này lại càng thêm sát phạt, khát máu, ra tay vô cùng lưu loát. Ầm ầm, cả sơn mạch u cốc hỗn loạn, khí thế mênh mông lan tràn, thiên địa run rẩy, các loại áo nghĩa được thúc dục. Nguyên lực các loại thuộc tính tràn ngập, cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt này bộc phát. Ầm ầm, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc và những người còn lại tiếp tục thúc dục phi hổ chiến hạm, vô số quả cầu bằng năng lượng. Không quan tâm tới tiêu hao mà công kích, bao phủ cả sơn mạch u cốc. Vô số đỉnh núi, hạp cốc, rừng rậm, sông ngòi lập tức bị phá hủy thành hư vô, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Mà ngay cả Phạm Thống lúc này cũng không ngăn cản phi hổ chiến hạm toàn lực ra tay, bởi vì Phạm Thống biết rõ, lúc này trưởng môn đã thực lực giận dữ, chỉ có huyết tẩy Thiên Long Tông mới có thể khiến cho trưởng môn bình tĩnh lại. Vô số người vây xem náo nhiệt bốn phía sơn mạch u cốc. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược, còn có người hộ hoàng đội còn chưa nhúc nhích ngây ngốc nhìn về phía trước, hít sâu một ngụm khí lạnh. Sau khi vô tướng đánh chết một tuyên cổ cảnh sơ giai cũng không có tiếp tục ra tay. Có hắn ra tay hay không cũng không còn quan trọng, loại đồ sát như vậy khiến cho ánh mắt hắn mang theo sự chấn động lập tức nhìn về phía hai đạo thân ảnh một xanh, một vàng trên không trung. Đây là đồ sát, giết chóc. Đây mới thực sự là huyết tẩy, từng đạo năng lượng tán loạn, khủng bố, từng đạo công kích bằng năng lượng phóng đi, không gian ven đường vỡ nát. Năng lượng khủng bố cùng với khí thế đập nát hư không, giống như muốn đen thiên địa này xé rách thành mảnh vỡ. Va chạm khủng bố bực này khiến cho thiên địa run rẩy, sơn mạch u cốc phía dưới rạn nứt, vô số khe nứt lớn xuất hiện. Chỉ một thoáng, cả sơn mạch đã tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông, sát khí ngập trời. Con mẹ nó, những người này rốt cuộc là từ nơi nào tới? Lần này Thiên Long Tông không biết đã trêu vào tồn tại khủng bố như thế nào a? Thiên Long Tông này xong rồi, không ngờ lại trêu vào thế lực cường hãn như vậy. Bốn phía sơn mạch u cốc, đám người vây xem náo nhiệt kia hít sâu một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho người Thiên Long Tông mà thôi. Trốn, chạy mau! Trốn! Đệ tử Thiên Long Tông vốn có thực lực không bằng, sĩ khí bị áp chết nặng nề. Căn bản không có tâm chống lại, bại binh như núi đổ, nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là dưới sự vây công của đại quân vô sắc trung thiên thế giới và 300 thú tộc do Tiểu Long mang tới, muốn chạy trốn cũng khó khăn.
Lục Lâm Thiên cùng với Tiểu Long Đạp không đứng lơ lửng, khí thế trên người hai người khuếch tán, bá đạo vô song. Hai người cũng không có tiếp tục động thủ, cho dù có tiếp tục ra tay cũng không quan trọng. 300 vạn người của Thiên Long Tông dưới công kích của phi hổ chiến hạm đã bị đánh chết hơn 100 vạn, trọng thương vô số, đã bị tan rã. Lại nói, Thiên Long Tông vốn không phải là đối thủ của đại quân cho nên chỉ có thể chịu đồ sát, huyết tẩy mà thôi. Ầm ầm ầm, Thiên Long Tông cũng có một ít mãnh nhân, liên tiếp tự bạo hồn anh liều mạng, chỉ là dưới sự liên thủ của người trong vô sắc trung thiên thế giới, dưới sự phong ngự và bảo hộ của cường giả, cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu với người của vô sắc trung thiên thế giới. Linh vật trời sinh, hỗn trướng, liên bất bại ta sẽ không để yên cho các ngươi. Cạnh đó, liên bất bại giận dữ không thôi, thế nhưng ở trong tay Huyền Tuyết Ngưng hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào, cũng không có cách nào thoát thân, dưới khí tức của nữ tử kia, linh hồn phân thân hắn cũng không dám vận dụng. Đến thời điểm này hắn mới biết được, nữ tử tuyệt mỹ này cũng không phải nhân loại, cũng không phải là yêu thú, mà là linh vật trời sinh. Huyền Tuyết Ngưng im lặng, chỉ ngăn cản liên bất bại, công kích âm hàn có khủng bố tới đâu cũng không có cách nào đẩy lùi nàng. Lão đại, để giết được 8 người, huynh cũng được 8 người, bất phân thắng bại nha. Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, khí thế ngạo nghễ thiên địa. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long, trong thời gian vài thập niên, Tiểu Long đã thay đổi, chỉ là loại biến hóa này là khí chất, vẫn là Tiểu Long khi trước, chỉ là khiến cho Tiểu Long thành thục hơn trước, càng ngày càng cường hãn. Trên người tự dưng có khí chất ngạo nghễ, bá tuyệt thiên hạ. Cỗ khí chất này phải trải qua tôi luyện và rèn luyện mới có thể biến hóa ra được. Nếu nói trước kia Tiểu Long trời sinh đã có khí chất tôn quý, từ nhỏ đã có hoàng khí gia thân, ở trên chúng thú, khiến cho chúng thú thần phục. Mà bây giờ, khí chất tôn quý của Tiểu Long đã nội liếm, từ trong ra ngoài, xâm nhập vào trong linh hồn, bá đạo, ngạo nghễ. Mà 300 cường giả thú tộc do Tiểu Long mang tới khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng rung động. Thực lực của 300 cường giả thú tộc này rất khủng bố, dùng linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ khi biết được, trong 300 thú tộc này thậm chí trên người còn có khí tức hỗn độn, huyết mạch cũng không phải là thấp, không phải là thú tộc bình thường. Lục Lâm Thiên không biết mấy chục năm qua Tiểu Long xảy ra chuyện gì, trải qua cái gì, thế nhưng hắn có thể đoán ra được, vài thập niên qua, Tiểu Long nhất định đã trải qua vô số chuyện bất thường. Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong chớp mắt này dường như có không ít khí tức mịt mờ từ phía xa dò xét tới, đều tập trung vào trong sơn mạch u cốc này. Xem ra động tĩnh bực này đã kinh động những cường giả khác trong trung minh thế giới. Còn lại một tuyên cổ cảnh trung giai. Lục Lâm Thiên nhìn qua Tiểu Long, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nói. Tiểu Long, đã lâu rồi chúng ta không liên thủ đúng không? Vừa rồi bất phân thắng bại, người cuối cùng này ai giải quyết được trước thì coi như người đó thắng. Tiểu Long nở nụ cười tà mị, khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh màu vàng đã kéo theo một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới bên cạnh liên bất bại đang kịch chiến với Huyền Tuyết Ngưng. Siêu! Gần như là cùng lúc, thân ảnh Lục Lâm Thiên ngang trời xuất hiện. Sát ý tràn ngập, vừa rồi có không ít khí tức mịt mờ xuất hiện, còn một liên bất bại này Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha. Oanh! Trong lúc liên bất bại đối chiến với Huyền Tuyết Ngưng, cùng lúc này khí tức lạnh lẽo, âm hàn từ trong cơ thể liên bất bại giống như một cơn lốc bỗng nhiên phô thiên cái địa bắn ra. Chớp mắt này, hư không lập tức run rẩy không thôi, một đạo trưởng ấn âm hàn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian, bỗng nhiên đánh về phía Huyền Tuyết Ngưng. Siêu siêu, bộ váy dài trên người Huyền Tuyết Ngưng khẽ tung bay, khí tức hoang vu kinh khủng phô thiên cái địa từ trong cơ thể khuếch tán. Thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng chớp động liên tục bước lên, nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực lại nhanh tới tận cùng. Gợn sóng không gian dưới chân liên tiếp rung động, ngay khi đạo trưởng ấn âm hàn khủng bố của liên bất bại đánh tới thì thân ảnh xinh đẹp của nàng đã biến mất tại chỗ. Ầm ầm, một trưởng của liên bất bại đập vào trên hư không. Khí tức âm hàn mênh mông mang theo năng lượng khủng bố cực đoan bỗng nhiên lan tràn, kình phong khủng bố phô thiên cái địa khuếch tán, cả phiến không gian bị chấn vỡ. Xem ra các ngươi thích tự mình đối phó, vậy thì ta không tham gia náo nhiệt nữa. Đối phó tên này có chút phiền phức, tốt nhất các ngươi không nên khinh thường hắn ta. Âm thanh mờ ảo giống như âm thanh của thiên nhiên vang lên, một khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mặt Tiểu Long và Lục Lâm Thiên, tinh xảo như ngọc, lại vô cùng hoàn mỹ. Dung nhan tuyệt sắc, tuyệt mỹ không gì sánh được,
người này chính là Huyền Tuyết Ngưng. Còn không đợi Lục Lâm Thiên nói chuyện, thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng trong nháy mắt biến mất trước người Lục Lâm Thiên, lập tức xuất hiện trước mặt đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cách đó không xa. Lão đại, vừa rồi là ai vậy? Chẳng lẽ... Tiểu Long nhìn qua bóng lưng Huyền Tuyết Ngưng, nhìn thấy nàng đi tới trước mặt đám người Bắc Cung Vô Song, Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên nói. May mà ba người Hồng Lăng Tỷ, Lam Linh Tỷ và Tiểu Linh Tỷ không tới, bằng không sợ là... Đừng có đoán mò, không giống như đệ nghĩ đâu. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng ánh mắt khẽ đảo, dường như giữa hắn và Huyền Tuyết Ngưng cũng có chuyện như vậy. Đừng có khẩn trương, ý đệ bảo là thực lực của nàng ta mạnh mẽ, huynh khẩn trương cái gì vậy? Rõ ràng Tiểu Long không tin Lục Lâm Thiên, nói xong, ánh mắt Tiểu Long lập tức nhìn về phía Liên Bất Bại nói. Tuyên cổ cảnh trung giai a, có chút phiền phức, quả thực rất khó đối phó. Sao nào, đệ sợ rồi sao? Lục Lâm Thiên bước lên phía trước, đứng song song với Tiểu Long. Nhìn Liên Bất Bại trước mặt, tu vi tuyên cổ cảnh trung giai và tuyên cổ cảnh sơ giai chính là hai tầng thứ khác nhau, ở giữa có một cái hào rộng cực lớn. Cái hào rộng này nếu như tính toán, so với vũ đồ đến tuyên cổ cảnh sơ giai còn bao la, khôn cùng, rộng lớn hơn nhiều. Từ vũ đồ nhỏ yếu đi tới tuyên cổ cảnh sơ giai, cái hào này rộng bao nhiêu không cần phải nói. Mà từ tuyên cổ cảnh sơ giai tới tuyên cổ cảnh trung giai, khoảng cách này nếu như tính toán mà nói, còn lớn hơn từ vũ đồ tới tuyên cổ cảnh sơ giai. Không phải chỉ là tuyên cổ cảnh trung giai thôi sao? Có gì phải sợ? Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, vuốt sợi tóc quăn màu vàng trên trán, bàn chân đạp mạnh hư không, ngay khi Liên Bất Bại còn đang nhìn hai người, thân ảnh màu vàng trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Liên Bất Bại. Lão già, dám bắt nạt chất nữ của Tiểu Long ra ra sao? Người muốn chết rồi sao? Tiểu Long căn bản không có một chút khách khí nào mà hét lớn một tiếng, cùng lúc đánh ra một đạo quyền ấn được hảo diễm màu vàng bao phủ, quyền ấn giống như một đạo quang mang mơ hồ nhanh chóng bắn về phía trước. Siêu! Trên quyền ấn, hỏa diễm màu vàng nhảy lên, ẩn chứa năng lượng nóng bỏng đáng sợ, tựa như muốn thiêu đốt không gian. Khiến cho không gian đỏ thẫm, nơi nước trong không gian chung quanh vô thanh vô tức bốc hơi, quyền ấn lập tức đánh tới trước mặt Liên Bất Bại. Hỗn trướng, ngày hôm nay bổn tông nhất định sẽ không buông tha một ai trong các ngươi. Liên Bất Bại giận dữ, hai mắt đỏ rực, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, ánh mắt của Liên Bất Bại lúc này sợ rằng đã đủ để giết đại quân 500 vạn người giống như thủy triều của vô sắc trung thiên thế giới rồi. Thiên Hàn Quyền. Trong sát na, nguyên lực âm hàn phô thiên cái địa từ trong cơ thể Liên Bất Bại tràn ra, hội tụ năng lượng thiên địa, một đạo quyền ấn được đánh ra, hung hăng va chạm với quyền ấn của Tiểu Long. Ầm ầm ầm. Hai đạo quyền ấn va chạm, không gian lập tức run lên, phiến thiên địa này dưới hai đạo công kích khủng bố run rẩy kịch liệt. Dư âm kình gây SS còn lại xé rách không gian tạo thành từng vết nứt đen kịt. Năng lượng khủng bố sáp nhập lại một chỗ sau đó bắn ra bốn phía. Xoạt xoạt. Dưới cơn lốc kình khí khủng bố trùng kích, thân hình Tiểu Long lảo đảo lui lại một khoảng cách nhất định rồi mới có thể ổn định thân hình. Đồ án huyền vũ bằng bí văn quanh người cũng run lên, thế nhưng cũng chỉ như vậy không hơn, không tạo thành bất luận tổn thương thực chất nào với Tiểu Long. Xoạt xoạt. Liên Bất Bại cũng không dễ chịu một chút nào, thân hình mặc y phục màu đen cũng lảo đảo lui lại mấy bước, bàn chân đạp mạnh hư không, nguyên lực dưới lòng bàn chân tràn ra, cuối cùng thân hình mới đứng vững được. Siêu. Lục Lâm Thiên lần nữa được thanh linh khải giáp bao phủ, quang mang quanh thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Liên Bất Bại. Lục Lâm Thiên xuất hiện không mang theo bất kỳ khí tức nào, giống như vô thanh vô tức vậy. Chỉ là trong sát na này, Lục Lâm Thiên xuất hiện, cả không gian bỗng nhiên có khí tức giống như hủy diệt tuôn ra, cỗ khí tức hủy diệt này giống như có thể làm cho vạn vật không còn, khiến cho linh hồn người ta không nhịn được mà rung động. Không gian chung quanh nổi lên chấn động, gợn sóng có cảm giác giống như thời gian loạn. Dưới cỗ khí tức hủy diệt này, Liên Bất Bại lập tức phát giác ra, nhanh chóng quay người lại. Thập phương vũ trụ ấn. Một tiếng hét lớn vang vọng, một đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên lập tức đánh về phía Liên Bất Bại. Oanh! Một đạo trưởng ấn phá không lao ra, gợn sóng không gian vốn đã có cảm giác thời gian loạn trong chốc lát nổi lên sóng to gió lớn, không gian lung lay sắp đổ, giống như sắp bị phá hủy, sụp đổ. Dưới trưởng ấn này cả phiến không gian lớn ven đường đều vặn vẹo rồi sụp đổ. Cút cho bổn tông! Ánh mắt đỏ tươi của Liên Bất Bại rung động.
lập tức nổi giận hét lớn, năng lượng âm hàn bàng bạc tuôn ra, năm ngón tay nắm chặt. Một đạo quyền ấn được ngưng tụ, trong sát na mang theo uy thế kinh người va chạm với trưởng ấn của Lục Lâm Thiên. Một quyền một trưởng va chạm với nhau, cũng không có tạo ra tiếng nổ bạo liệt như trong dự đoán mà dây dưa với nhau, không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, lập tức rạn nứt ra vô số vết nứt không gian. Ầm ầm, quyền ấn của Liên Bất Bại rốt cuộc cũng đánh nát trưởng ấn, không gian đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng, quanh quẩn trên không trung. Kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Kình khí năng lượng nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung lan tràn ra bốn phía, khi tới một khoảng cách nhất định lập tức tan thành mây khói. Xoạt xoạt, dưới lực lượng khủng bố bực này, thân hình Lục Lâm Thiên hung hăng bay về phía sau, trong công kích của Liên Bất Bại có công kích linh hồn âm hàn khủng bố xâm nhập vào trong cơ thể, khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn, nhưng mà công kích linh hồn này vừa mới tới không gian trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức bị kim đao màu vàng ngăn cản. Phụt, chỉ là cùng lúc này, thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên chẳng biết tại sao lại giãn nứt tạo thành một dấu vết lờ mờ. Bên trong công kích của Liên Bất Bại xen lẫn một loại lực lượng chấn động nào đó, lặng lẽ va chạm với thanh linh khải giáp. Loại va chạm này khiến cho bất diệt huyền thể và bất tử thần thể cũng khó có thể chống lại, khí tức cuồn cuộn, Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Thân hình bị đẩy lui, đồng thời Lục Lâm Thiên khom người xuống, lăng không thúc dục hổ biến, thân hình hóa thành thân hình cự hổ khổng lồ, điện mang quanh quẩn, uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Thân hình lập tức ổn định lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, thế nhưng cũng chỉ như vậy, không có vấn đề quá lớn. Có lực phòng ngự cường hãn, cho nên hắn chỉ bị Liên Bất Bại làm ảnh hưởng một chút mà thôi. Thú tộc, Liên Bất Bại bỗng nhiên nhìn thấy thân hình cự hổ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt thoáng cái hiện lên vẻ kinh ngạc. Dùng thực lực của Liên Bất Bại lúc này tự nhiên có thể cảm giác được khí tức của Lục Lâm Thiên lúc này so với vừa rồi càng thêm kinh khủng. Thanh niên này rõ ràng chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao giai, thế nhưng thực lực lại cường hãn hơn nhiều. Lão đại, tên này quả thực không kém, huynh không sao chứ? Tiểu Long đi tới bên người Lục Lâm Thiên, cũng không có quá khẩn trương, hắn rất rõ ràng lực phòng ngự của lão đại, so với lực phòng ngự của hắn cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Không có gì quá lớn. Thực lực của người này rất mạnh. Khẽ vẫy đôi tay vừa mới giao thủ, Lục Lâm Thiên đã biết rõ thực lực của Liên Bất Bại, tuyên cổ cảnh trung giai, quả nhiên không phải dễ trêu. Một chiêu hắn đã bị áp chế nhẹ, dưới tình huống bình thường mà nói, khó có thể đối phó với người này. Lục Lâm Thiên cúi đầu nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, có thể giúp ta kéo dài thời gian một chút hay không? Không thành vấn đề, việc nhỏ. Tiểu Long biết rõ sợ rằng lão đại đang muốn dùng con át chủ bài nào đó, miệng vừa mới đáp xong, kim quang trên người lóe lên, thân ảnh lập tức phóng về phía trước. Trong lúc quang mang chói mắt lập tức hóa thành một đầu cự long màu vàng, trên lưng có hỏa diễm màu vàng như nhảy múa, trên từng mảnh long lân mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án huyền vũ bằng bí văn, ngũ trảo cuồn cuộn, chấn động nhân tâm. Ngao! Một tiếng long ngâm chính thức từ trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long vang lên. Tiếng long ngâm này cơ hồ khiến cho linh hồn của tất cả người có tu vi niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh run rẩy kịch liệt. Mà cơ hồ tất cả thú tộc toàn thân run rẩy, dưới tiếng long ngâm này, ẩn chứa một loại uy áp vạn thúc không có cách nào kháng cự. Loại uy áp này tới từ thiên địa lại giống như tới từ linh hồn, căn bản không có cách nào chống cự,